Chị mới bảo cái gì? Mở nhà mình đi, để chị nhìn để comment. Nhìn thì mình mới có. Hôm nay cái gì để chưa ra. Chào Vũ Thu nhá, chào Huyền Nguyễn. Chào chị Tươi ạ. Cái giọng của em chán nhá. Nghe ôm ôm. Xin chào các chị nhá. Chào chị Lê An Lan, chào chị Nguyễn Thị Thanh Duyên. Chào chị Hồng Nguyệt, chào chị Thắm Lê. Xin chào 25 chị đang xem ạ. Mọi người chia sẻ cho em nhé mọi người. Các chị có muốn mua quần bò Quảng Châu, hàng rất là đẹp luôn, chất rất là đẹp các chị nhé. Chất thì nói chung là chất hàng bò Quảng Châu nhà em thì các chị không phải suy nghĩ rồi. Giá 50k, 60k không ạ? Chào chị Đặng Bảo Ngọc. Nó rất là nhiều mẫu, nó lẻ sai lẻ số chị nhá. Em xả là 50k, 60k chứ không phải lo là 50k, 60k. Các chị cũng đang nghĩ là không biết quần gì mà 50k, 60k đúng không các chị? Nhưng mà đặc biệt là chỉ có bán cho các chị chia sẻ ít nhất 3 lần thôi chị nhá. Chia sẻ ít nhất 3 lần quần lẻ sai lẻ số hàng Quảng Châu bán với giá 50k, 60k một quần các chị ạ. Toàn là hàng là 300-400 nghìn một chiếc và bây giờ xả còn 50 nghìn, 60 nghìn dành cho khách hàng chia sẻ 3 lần nhá các chị. Chào chị Đinh Xuân, chào chị chào Mai Cổ Vinh nhá, chào Hòa Doãn, chào chị Hồng Minh, chào chị Hương Vũ, chào chị Trần Ân nhá. Xin chào 60 chị đang xem ạ. Các chị chia sẻ cho em đông đông một chút các chị nhá. Đông đông thì em bắt đầu xả hàng nhá các chị. Đó, chất mát và đẹp chị ạ. Cảm ơn chị Đinh Xuân rất là nhiều nhá. Chia sẻ cho em nhá chị. Quần bò Becky cùng bạn treo ngôi hôm nay thì cũng chắc là cũng có một ít Becky đấy, cả Becky cả ôm, lẻ sai lẻ số, nói chung là quần các kiểu luôn, còn cái gì xả cả đấy và toàn là hàng đẹp luôn đấy chị nhá. Có size to nhá Hòa Doãn nhá. Xem quần luôn chị Tuyến Thủy ơi, ít nhất 100 người bắt đầu bán hàng nhá chị nhá. Ít nhất 100 người bắt đầu bán hàng ạ. Và chỉ bán cho tất cả các chị mà chia sẻ 3 lần quần với giá 50k và 60k các chị nhớ nhá. Còn các chị chia sẻ 1 2 lần là em không bán với giá 50k, 60k đâu ạ. Cảm ơn chị Lan Vu nhá. Rồi các chị chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ lên tới 100 người bắt đầu bán luôn. Và càng đông thì là càng xả nhiều mẫu chị nhá. Vâng, chào chị Phạm Thị Hiền ạ. Chào chị Nguyễn Mị nhá. Giọng của chị hôm nay hơi ồm ngốc. Em hôm nay hơi mệt nhá mọi người. Giọng nghe nó không được hay lắm, các chị thông cảm nhá. Chào chị Nguyễn Mị. Hôm nay mệt nên là xả hàng rẻ bán cho nhanh hết các chị nhá. Các chị chia sẻ cho em thật nhiều nhá các chị. Vâng, chào chị Đại Thị Nguyễn Xuân ạ. Chào Thu Hoài nhá. Chào chị Phạm Hạnh Phạm. Chào Thu Hòa Nguyên. Mọi người chia sẻ lên tới 100 người bắt đầu xả. Trước tiên là em sẽ xả mẫu các mẫu quần bò lẻ sai lẻ số giá 50k, 60k dành cho khách hàng chia sẻ 3 lần các chị nhá. Chị Đặng Bảo Ngọc ơi, vâng, các chị khách buôn và các chị khách lẻ hôm nay thì là đã là xả hàng là giá như nhau các chị nhá. Hôm nay xả quần bò ấy là giá khách buôn khách lẻ đều như nhau, các chị khách buôn cũng có thể nhặt ạ. Quần vải em không có nhá chị Nguyễn Văn nhá. Rồi cảm ơn chị Lan Vũ đã chia sẻ 3 lần rồi. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Thanh Duyên đã chia sẻ. Cảm ơn tất cả các chị đã chia sẻ cho em nhá. Chị Tiến Thùy chia sẻ đủ rồi, có size 28 không chị? Chị Tiến Thùy ơi, nó tùy mẫu, tùy lát nữa em sẽ mẫu nào còn như nào thì em sẽ dơ lên các chị nhá. Vâng, cảm ơn chị Nguyễn Thị Thanh Duyên đã chia sẻ 3 lần ạ. Chào Lê Chi Khánh An nhá, chào Nguyễn Thị Hạnh, chào Ngọc Diệu nhá, chào Hằng Bùi. Rồi tất cả các chị muốn mua quần bò Quảng Châu hàng, nói chung về em nói về chất nhá, chất thì là các chị yên tâm. Rồi, em bắt đầu xả trước nha. Rồi, trước tiên thì đang mặc cái váy này thì là bán cái váy này luôn. Bán cái váy này luôn, bắt đầu xả quần đấy chị nhá. Cái váy này thì tổng thì em chỉ còn là hai cái M và một cái L thôi. Nhưng mà cái mẫu này mặc nó rất là thoải mái, em cũng để lại một chiếc mặc nhá. Thì bây giờ em cũng bán luôn. Váy này của em nó là Hangerto cao cấp nhá chị nhá. Và cái mẫu này của em là hàng 280k bán tại shop và hôm nay xả chỉ còn là 135k thôi. 135k dành cho khách hàng chia sẻ chị nhá. Và size M là em 54 cân cao 1m6, em đang mặc size M nhá chị nhá. Size M này thì dành cho các chị mà 55 cân mà cao 1m6, các chị cũng mặc được size M.
Size M này từ tầm 47 cân cho đến 55 cân, cao 1m6 thì mặc đẹp nhá chị nhá. Rồi 135k dành cho khách hàng chia sẻ 3 lần, còn chỉ có 3 chiếc thôi. Và size L thì dành cho chị Vân từ Anh 55 nữa. cân cho đến 60 cân nhá. Comment cho em này, comment cho em Vân váy Anh cộng Nguyễn size cộng số điện cho thoại ấy, em chị 1 nhá. M. Rồi Vân Anh Nguyễn 1M đúng không? Vân Anh Nguyễn 1 Ừ anh Đặng ơi, ốm như vẫn cố nhá. Cố nhá. Vân Anh Nguyễn 1M này, cộng comment cho em mã hàng cộng số điện thoại ấy chị nhỉ. Còn đúng một con M, một con L thôi. Rồi size em đã nói sai rồi nhá. Size M là dành cho khách hàng từ 47 cân cho đến 55 cân, cao 1m6 như em là mặc size M nhá chị nhá. Vân Anh Nguyễn 1M cộng số điện thoại luôn nhá. Còn size L là 55 cân cho đến 60 cân nhá chị nhá. Chất rất là đẹp luôn, cực kỳ mát đang luôn, bảo có rất là ngọc ít nhá. ML Rồi ok chị, đảm bảo ngọc ML hết mẫu này luôn. Rồi bây giờ em sẽ bán luôn xong quần bò 50k và 60k chị nhá. Hết váy này rồi các chị ơi. Không còn đâu ạ. Đây, còn sót một con váy này. Giống như em đang mặc như là màu khác chị nhá. Giống như em đang mặc như nó là màu khác. Cái này của em nó là size M ấy chị nhá. Size M này. Đấy, ai lấy mẫu này thì comment cho em là số 0 ấy chị nhá. Số 0 cộng số điện thoại. Nó giống hệt như mẫu em đang mặc, chỉ khác mỗi hoa thôi. Em chỉ còn đúng một chiếc thôi ấy chị nhá. Okay, 135k dành cho khách hàng chia sẻ nhá chị nhá. Lấy thì comment cho em số 0 cộng số điện thoại ấy chị nhá. Cái mẫu này là size M. Size M này, số 0, các chị comment cho em mẫu này là số 0 nhá. Mẫu em đang mặc là hết rồi. Cái này nó giống hệt như em đang mặc, nó chỉ khác màu thôi nhá. Vâng chị Mai Lea Đô, vâng em hơi mệt nhá chị. Ai lấy cái mẫu em đang cầm tay thì comment cho em là số 0 nhá. Bi số 0 Nguyễn nhá chị nhá. Rồi ok, bi sắt Nguyễn một cái số 0 là hết nhá. Bi chị nhá. À đâu? À. Bi sắt Nguyễn số 0 trước à? Ừ. Rồi ok, không phải bi sắt Nguyễn số 0 trước đâu. Ở trong máy của chị là cái. À, đúng rồi rồi, ok, bi sắc Nguyễn một cái số 0 là hết mẫu váy chị nha. Bây giờ sao quần bò, các chị yên tâm đi, váy hôm nay em vô vàn luôn và xả gần như là bi sắc Nguyễn cho số luôn nha. Váy hôm nay nha, các mẫu váy hôm nay gần như là đồng giá 75k hết. Mẫu em đang mặc là 135k thôi, em còn rất nhiều là váy 70 à, váy 75k hàng Quảng Châu chị nhá. Các chị cứ chia sẻ đi ạ. Và bây giờ em sẽ đi vào quần trước các chị nha. Một cái mẫu quần đầu tiên các chị nhá. Một cái mẫu quần đầu tiên hôm nay đó là hàng Quảng Châu. Chất thì rất là xịn luôn. Chỉ có một điều là chất thì rất là xịn. Đấy. Nhưng cái mẫu này em nói thật là nó sành điệu. Nó sành điệu. Nên là đây nhá chị nhá. Mẫu này nó rất là sành điệu. Và có đủ size S, M, L, XL và 2X. Hết rồi, S, M, L, hết và XL, 2X chị nhá. Váy đang mặc thì hết rồi chị ơi. Lát nữa sẽ có rất nhiều váy, các chị yên tâm đi ạ. Đây các chị ơi, em cái quần này của em nó là hàng Quảng Châu, giá của em bình thường là trên 400k chị nhá. Chất rất là xịn, rất là xịn luôn. Chỉ có một điều nó là cái quần nó rất sành điệu, nó rách như thế đấy các chị ạ. Nó rách, thế nhưng cái mẫu này các chị có thể thiết kế là các chị vá ở bên trong, vá ở bên trong các chị nhá. Và có thể là các chị không thích thì cắt làm quần short, cắt làm quần short các chị nhá. Bởi vì sao? Cái mẫu này trên 400k hôm nay em chỉ xả bằng cái số lẻ thôi. Cái hàng 455k hôm nay xả còn 50.000. 50.000 một cái quần bò hàng Quảng Châu nó cao cấp như này các chị nhá. Rất rất là xịn luôn. Rất là xịn luôn các chị ơi. Em vừa bán coi như là vừa khuyến mại luôn nhé các chị. Đây ạ, size SML và là quần co giãn các chị nhá. Quần co giãn form thì cực kỳ đẹp luôn. Nếu như các chị mà sành điệu thì mặc thì không cần phải sửa chữa gì cả, các chị cứ thế là mặc thôi. Rất là đẹp. Nhưng mà các chị mà ngại mặc rách hở như thế này nhá, thì các chị có thể cắt đi hoặc có thể là mình sẽ đan một cái mảnh vá bên trong. Bây giờ mốt là mặc quần vá mà các chị đúng không ạ? Đây, và có size SML, như cái size S này thì là SML XL 2X các chị nhá. SML XL 2X tức là dành cho các chị mà từ 40 cân cho đến hơn 60 cân, các chị cũng có thể vừa quần này. Các chị nếu mà comment cho em quần cộng size, có áo không nhá, quần cộng size cộng số điện thoại ấy chị nhá, hoặc là quần cộng cân nặng. Cân nặng cộng số điện thoại, chỉ còn 50k một cái quần cao cấp như thế này nhá các chị nhá. 50k, chất thì là em bảo hành luôn là chất rất là xịn nhá các chị nhá. Chỉ có cái là nó rất là sành điệu, rất là sành điệu thôi. Chia sẻ ít nhất 3 lần để mua quần này với giá 50k ấy chị nhá. 50k một quần. Ai lấy quần này comment cho em quần cộng size cộng số điện thoại, size SML XL 2X chị nhá. SMLX, chị chuẩn bị em ít túi bóng trắng. SMLXL 2X và form thì cực đẹp luôn. Có thể cắt hoa đinh có cái nào và rồi không chị? Vá rồi chị. À không, cái này thì bên em không có thời gian để vá gì cả. Tại vì là rất là nhiều chị mặc lên rất là đẹp, không cần phải vá nhá chị nhá. Chị có quần không rách? Quần không rách cũng có, tức là nói chung là xước một ít cũng có nhá các chị nhá.
Đây ạ, còn cái hàng này của em là chất rất là đẹp luôn. Chất rất là đẹp luôn nha các chị nha, các chị lưu ý nha. 45 cân thì mặc size S nhá. 45 cân mặc size S các chị ơi. Đây ạ. Không ship shop be nhá, chị meo meo. Đây nha, quần này là mã số 0 các chị nha. Quần mã số 0 50k các chị nha. 50k SMLXL2X 50k nhá chị nha. Có một màu xanh, có một màu xanh và chất rất rất xịn luôn các chị nha. Rất rất là xịn luôn. Và quần mẫu quần thứ hai. Mẫu quần thứ hai. Ô cái quần mà em biết ở đây này. Đấy các chị nha. À 50k một quần nhá, Dương Kim Anh nhá, quần dài. Có áo phông nhá, có áo phông, có sơ mi. Đây các chị ơi, sang tiếp một mẫu quần thô rất là đẹp luôn. Quần này thì lại rất là đơn giản, ai cũng mặc được luôn các chị nhá. Quần này là 60k quần thô hàng Quảng Châu xịn luôn. Chào chị Lan Tím nhá. Đây ạ, nhưng mà quần này em chỉ có size dành cho các chị mà trên dưới 60 cân đấy chị nhá. Trên dưới 60 cân. Trên dưới 60 cân. Quần mã số 0 đây Dương Kim Anh nhá. Mã số 0 này ship bưu điện là do ship bưu điện là do bưu điện tính chị meo meo ơi. Đây nhá, đây là quần mã số 0 này. Quần mã số 0 57 cân. Rồi ok Nguyễn Minh Hoàng số 0 57 cân này. Minh Hoàng, em chào chị Mùi Maria nha. Chị Nguyễn Minh Hoàng. Nguyễn Minh Hoàng cầu số điện thoại cho em nhá. Đợi chị tí. Quần đùi không? Có quần sóc nhá chị Mai Hương nhá. Rồi, rồi ai lấy mã quần này là mã quần số 050k ấy chị nhá. Quần mã số 050k, quần Quảng Châu rất là đẹp luôn nhá. 50k. Chị rồi ok này, Chi Khanh này số 060 cân. Chị Nguyễn Minh Hoàng cho em xin số đi ạ. Rồi chị Chi Thanh cộng số điện thoại luôn nha. Quần 60 cân này. Có size chị Tươi ơi, có size từ 40 cân cho đến 60 cân mã quần số 0 nhá. Em ở Mỹ Đức Hà Nội nhá chị nhá. Chỉ 50k thôi các chị ơi. Chị Trịnh Thư có chưa nhỉ? Trịnh Thư mã số 0 57 cân có chưa chị? Nãy là của ai rồi? Chị Nguyễn Minh Hoàng, Chi Thanh. Trịnh Thư 57 cân này. Em ghi số điện thoại. Rồi ok, chị Trịnh Thư 57 cân, các chị phải comment cho em mã hàng cộng số điện thoại ấy chị nhỉ. Mã hàng cộng số điện thoại nhá. Rồi ok, meo meo này, meo meo số 2 62 cân. Chị meo meo này chị ơi. Meo meo này. Chị Thanh em hai cái là em phải comment cho chị hai cái giống nhau như thế nào. Meo meo 62 cân cộng số điện thoại nhá. Rồi có quần không rách nhưng mà lát nữa chị nhá. Quần không rách thì nó không có đủ size như thế này. Áo phông phông rộng có các chị ơi, hôm nay có rất là nhiều thứ luôn nhá. Có rất là nhiều thứ luôn ạ. Nào còn ai lấy quần hàng Quảng Châu cao cấp mà quần rách như thế này giá 50k thì comment nhanh tay cho em ấy chị nhá. Nhanh tay quần 50k quần rách các chị nhá. Quần rách này đủ size luôn nhá, từ SML XL2X. Comment cho em là quần mã số 0 các chị nhá. Chỉ 50k. Rồi sang mã quần số 1. Hoài Thương là mã rồi, số 0 48 cân của Hoài Thương 48 cân size M này. Hoài Thương nhá. Cộng số điện thoại rồi, ok Hoài Thương này. Yến Hoàng 55 cân mã số 0 rồi. Em sẽ chọn size nhá chị Yến Hoàng ơi, 55 cân mặc size L. 55 cân của quần của Yến Hoàng này, có áo von nhé, Trần Kim Anh. Yến Hoàng 55 cân mã số 0. Bùi Đáng này mã số 0 50 cân. Bùi Đáng 50 cân này. Rồi ok chị Bùi Đáng quần số 0 50k 51 cân rồi. Thanh Lê số 0 size M, ok Thanh Lê này. Thanh Lê số 0 size M. Đấy của Thanh Lê số 0 size M này. Hai cái số 0 60 cân rồi. Ok Chi Khánh hai cái là số 0 60 cân này. Đây nhá, thêm của Chi Khánh một cái nữa. Chị Khánh một cái nữa đi. Chị Linh Cú Te này 60 cân rồi.
Ok chị Linh cute. Chị Linh cute một quần 60 cân này. Chị Đặng Màu Ngọc 5 chiếc này. Rồi ok chị Đặng Màu Ngọc, em nhặt đủ dây cho chị, đủ size xem còn size nhặt cho chị luôn nhá. Chị Đặng Màu Ngọc 5 cái này, 1 này. 2 này. 3 này. 3 chị Đặng Bảo Ngọc, còn 3 size nhặt cho chị 3 size nhá. Có quần không rách, có quần không rách nhá chị nhá. Maria Đỗ này số 0 50 cân. Maria Đỗ này số 0 53 cân. Quá đóng cửa rồi lại còn gọi. Maria Đỗ 53 cân này. Rồi ok chị Maria Đỗ 53 cân này. Chị Hà Phúc. Hà Phúc số 0XL này. Hà Phúc này một cái này. Hà Phúc cộng số điện thoại luôn cho em nhé. Khổ ai mà vô duyên thế, không biết người ta đã tắt đi rồi chị biết ý gì rồi. Đồ chị mặc, mẫu em đang mặc hết rồi nha. Ở Lâm Anh thì mẫu này rách gối em nhá. Sao lại đứa nào mà nó vô ý thức thế không biết. Tắt đi rồi còn cứ gọi lắm thế không biết. Cho em xem cái giờ mới vào. Rồi cái này mẫu này của em là mẫu rách nhá chị nha. Em đang đọc comment. Tiểu thư cho em size 6. Cái mẫu này là SML XL nhá. SML XL 2X các chị nhá. Đứa nào không có ý thức thật. Đây các chị nhá, mẫu này là mẫu rách, em nói rồi, mẫu này là mẫu rách. Cái chất nó rất là xịn luôn các chị nhá, rất là xịn luôn, nhưng mà nó rách ở gối này, các chị không thích có thể vá hoặc có thể cắt đi mình mặc làm quần shop các chị nhá. Giá chỉ có 55 50k thôi. 50k một cái quần mà 455k chỉ còn có 50k, giá giật mình từ trên trời rơi xuống luôn các chị nhá. Mã này là mã số 0. Mã số 0 này bây giờ em còn rất là ít thôi. Các chị mà lấy mã số 0 này comment cho em mã số 0 cộng cân nặng nhá. Cộng cân nặng các chị nhá. Cái chất này của em là chất co giãn rất là xịn luôn. Mã số 0 này còn rất là ít, xả 50k nhá chị nhá. Xả 50k nhá chị nhá. Quá là rẻ luôn. Nhanh tay comment này. Nhanh tay comment mã số 0 cộng cân nặng và số điện thoại cho em các chị nhá. Quần rách nhá. Quần này là quần rách. Bùi đáng cho quần em rách số đi ạ. Quần không rách thì em có mã khác và không có đủ size như thế này ấy chị nhá. Không có đủ size như thế này. Rất là đẹp luôn. Mã này là mã số 0 nhá. Mã số 0 nhá chị nhá. Mã số 0 50k. 50k quần rách nhá chị nhá. Quần rách co giãn này 50k. Lấy mã này comment cho em quần số 0. Quần số 0 cộng cân nặng và số điện thoại. Rồi ok, mèo môn lớp mai số 0 44 cân và size S nhá. Mèo môn lớp mai này cộng số điện thoại luôn đó chị nhá. Số 0 size S này. Quá rẻ luôn các chị ơi, rẻ nhưng mà em bảo hành nó lại là cái hàng cao cấp, hàng Quảng Châu cao cấp chị nhá. Chứ không phải rẻ và chất không đẹp đâu. Đây là xả chị ơi. Xả và chỉ có xả cho các chị mà chia sẻ 3 lần mỗi chị nhá. Chia sẻ 3 lần mới được cái giá này thôi ạ. Còn thì các chị chia sẻ 1-2 lần em không bán được cái giá 50k các chị nhá. Không bán được giá 50k đâu. Quần này của em là hàng trên 400k. Xả giật mình luôn, 50k một quần. 50k một quần dành cho khách hàng chia sẻ 3 lần ấy chị nhá. Chia sẻ 3 lần. Yến Lương Ngọc ơi, nếu như gọi điện cho đơn rồi là gửi hàng rồi nha. Rồi có ai lấy mã số 0 thì nhanh tay nha. Rồi sang mã số 1. Mã số 1 của em thì chỉ có size to thôi chứ chị ơi. Mã số 1 này. Đây chị ghi rồi chị. Mã số 1 là Bùi quần cho em là xịn đấy luôn ạ. Xả 60k. 60k hàng Quảng Châu rất là đẹp luôn. Có rồi. Xỉ những cái mẫu xả này thì cũng như lẻ nhá. Chị bé Vũ nhá. Đây các chị ơi, đây là mã số 1 chỉ có size dành cho chị trên dưới 60 cân thôi. Size trên dưới 60 cân rồi, 60k chị nha, 60k. 60k và mẫu này chỉ có size 2XL. Chỉ có size 2XL, mã 1 này chỉ có size 2XL dành cho các chị từ 57 cân cho đến 62 63 cân đấy chị nha. Rồi. Chị Bùi Đáng cho em xin số đi ạ. Mã này là mã số 1 nhá chị nhá, mã số 1. Mã số 1 nhanh tay các chị ơi, quá đẹp luôn. Không mua chỉ có tiếc thôi, mã số 1 chỉ có size 2XL chị nhá, xả 60k. Đây ạ. Chất rất là xịn luôn và quần này mặc lên form dáng cực kỳ đẹp, nó chỉ hơi xước các chị nhá. Hơi xước thì nó không rách to. Mã số 1 nhá chị nhá, mã số 1 này, 60k một quần. 60k một quần Quảng Châu cực kỳ đẹp luôn chị nhá. Chất rất xịn luôn.
Rất là xịn luôn đấy chị nhá. Mã số 1. Mã số 1 cho em đi ạ. Mạng này chậm hay sao để đọc cho mình nhỉ. Chỗ ok mèo Moon nhá, mèo Moon lớp Mai có số điện thoại rồi. Ừ rồi, đi rồi. Chị Bùi Đáng có đấy không, cho em xin số đi ạ. Còn những ai chưa có hỏi hộ em. Chị Bùi Đáng, chị Yến Hoàng ạ. Chị ở Chi Khanh có hết rồi. Yến Hoàng có rồi. Chi Khanh, Yến Hoàng, em xem em kéo lên ấy. Nga Trần 1 kìa. Số ok Nga Trần 1 này. Nga Trần 1 này. Ờ 58 cân 1m54. Rồi ok, kẹo đắng một cái mã số 1 nhá. Ờ Yến Hoàng ơi, mã số 1 em đã nói rồi các chị nhá, chỉ có vài cái thôi, không có nhiều đâu. Không có nhiều. Mã số 0 rồi ok, Thế Võ cộng số điện thoại cho em đi chị Thế Võ ơi. Yến chị Hoàng có số đây nhá. Chị Thế Võ cộng số điện thoại cho em mã số 0 nha. Mã số 0 mà 55 cân. Kẹo đắng cho em số đi ạ. Chị Thế Võ mã số 0 55 cân này. Thế rồi còn mã số 1 còn còn có hai cái thôi chị nha. Mã này ai mà không vừa em nói thật, không lấy chỉ có tiếc đó chị nhá. Không lấy. À váy em nó mặc hết rồi. Váy hết rồi, lát nữa có rất là nhiều váy xả 75k thôi, hàng Quảng Châu đó chị nhá. Đấy chị ơi, mã số không, mã số 1 này của em còn có hai chiếc thôi nhá. Chị là vừa mà không lấy thì quá tiếc luôn. Chất khẳng định với các chị là chất rất xịn luôn nhá chị nhá. Chất rất xịn luôn, hàng trên 400k. Trên 400k chị nhá. Xả còn 60k mã số 1 này. Chị Thế Võ cho em xin số. Ok chị Nguyễn Minh Hoàng này. Chị Nguyễn Minh Hoàng một cái mã số 1 này. Nguyễn Minh Hoàng một cái này. Còn đúng một cái nữa thôi. Mã số 1 còn đúng một cái nhá chị nhá. Rồi ok Thế Võ. Meo meo mã số 1 nữa này. Meo meo mã số 1 là em hết nhá. Hết mã số 1. Bây giờ sang mã số 2. Meo meo cho vào số đi. Mã số 2 ấy chị nhá. Mã số 2 em xem rồi còn những size gì. Yên đi. Ôi Yến Hoàng có số 1 không chị? Có. Rồi ok chị Hằng Lê một cái nhá. Chị Hằng Lê một cái là hết này. Rồi cái mã số 1 đấy của em cứ tầm 57 cân cho đến 62 63 cân là vừa nhá. Cho chị Hằng Lê một cái mã số 1 là hết mã số 1, vẫn còn sót một cái mà. Rồi bây giờ em sẽ sang mã số 2. Mã số 2 này thì quá đẹp rồi. Mã số 2 quá đẹp luôn. Chỉ có điều là không có số nhỏ thôi. Hằng Lê có số rồi đấy em. Hả? Nguyễn Minh Hoàng hình như chị vừa nhìn thấy ở đây. Chị Nguyễn Minh Hoàng cho em xin số đi ạ. Thế rõ có số chưa? Đây các chị nha. Rồi sao mã số 2. Mã số 2 đấy các chị ơi. Ôi cái mã số 2 này mặc lên người thì quá đẹp. Cái form của nó quá chuẩn luôn các chị nhá. Hàng trên 400k xả chỉ còn 60k một cái mã quần này. Quần này của em là có rách chứ không phải không rách nhá chị nhá. Nhưng mà nó rách không to lắm. Nói chung là cái rách này thì ai cũng mặc được. Nó không to lắm các chị nhá. Có rách. Có rách ạ. Dáng rất đơn giản đấy các chị ơi. 60k một quần. Và đây là mã số 2. Mã số 2 này của em có size S và size XL. Size S và size XL ấy chị nha. S và XL mã số 2. Và có một chiếc 2X thôi. Có một chiếc 2X ấy chị nha. Mã số 2 53 cân của chị Thu Thị.
Rồi chị Thu Thị này mặc được cái mẫu này size XL vừa nhá. Thu Thị một cái này. Kẹo đắng 56 cân. Kẹo đắng 56 cân mã số. Rồi ok. À chị Thu Thị 53 cân rộng rồi, rộng nhá, không vừa đâu, kẹo đắng đi. Cái mẫu này size XL 53 cân không vừa đâu, XL ít nhất phải 55 cân. Nhớ, Dương Kim Anh rộng, Dương Kim Anh 52 cân thì cái mẫu này chỉ có một cái size S này khoảng 50 cân thôi, size S khoảng 50 cân nhá. Kẹo đắng một cái mã số 2 rồi. Mã số 2 58 cân rồi. Ok của chị Oanh Nguyễn vừa này. Chị Oanh Nguyễn vừa cái size XL này. Oanh Nguyễn một cái này, mã số 2 này. Minh Phương Nguyên 59 cân vừa size 2X nhá. Chị Đặng Bảo Ngọc hai chiếc này. À, một chiếc S rồi, ok chị Đặng Bảo Ngọc. Chị Đặng Bảo Ngọc này XL 2 chiếc và một chiếc XL này. Và một chiếc S này. Một chiếc S này. Rồi, hết XL chị nha. Còn đúng một chiếc 2X thôi. Còn đúng một chiếc 2X này, chị đã khoảng 60 cân. Chị Nga, Ngọc Trần. Ngọc Trần 62 cân vừa đấy ạ. Ok, Ngọc Trần cái mã. Ngọc Trần một cái này, hết nha. Ngọc Trần một cái là hết. Ngọc Trần một cái 2XL là hết nhá chị nha. Đây bắt đầu sang mã số 3. Mã số 3 nhá chị. Mã số 3 của em là có size 2XL thôi. 2XL nhưng mà mẫu này quá đẹp luôn. Mẫu này cũng quá đẹp luôn đấy chị nhỉ. Mã số 3 size 2XL dành cho các chị nào khoảng 60 cân. Khoảng 59 63 cân nha, 50 trên dưới 60 cân, tầm 59 58 59 cân cho đến 62 63 cân nha. 2XL ấy chị ơi. Rồi cái mẫu này các chị comment cho em mã số 3. Mã số 3 nhá. Mã số 3 size 2XL này. Rồi cái mã số 1 hết rồi nhá chị nhá. Sang mã số 3. Sang mã số 3 60k ấy chị ơi, 60k này. Ok, Hà Phan một cái đi. Hà Phan một cái này, quá đẹp luôn. Rồi, Luyên Nguyễn Thị một cái này. Luyên Nguyễn Thị cho số đi. Hà Phan cộng số điện thoại cho em nhé. Luyên Nguyễn Thị một cái này. Đây nhá. Các chị ơi, hôm nay xả 60k nha, chia sẻ 3 lần. Chia sẻ 3 lần nhá, đầm đang mặc hết các chị ơi. Size 2XL của cho em size gì em. Mã số 3, mã số 3 2XL đi các chị ơi, mã số 3 2XL đi này. Mã số 3 2XL đi. Luyên Nguyễn Thị. Chị nào phải comment chuẩn cho em nhá, mã số 3 này. Cho em. Rồi ok. Minh Phương Nguyên một cái này. Minh Phương Nguyên một cái nhá. Minh Phương Nguyên này. Minh Phương Nguyên là hết mã số 3 chị nhá. Minh Phương Nguyên là hết số 3 rồi. Rồi sang mã số 4 nhá chị nhá. Cho số ạ. Mã số các chị phải cho em số điện thoại mới chốt nhá. Không có số điện thoại không chốt đâu các chị ơi, sang mã số 4. Nói chung là các cái mã này cái form dáng đều rất đẹp luôn các chị nhá. Bởi vì hàng Quảng Châu chuẩn của nó thì cực kỳ đẹp rồi. Các chị yên tâm là đẹp luôn. Sang mã số 4 này. Mã số 4 nha, các chị phải comment cho em mã số 4 cộng với lại size nha. Mã số 4 cái này 2X này. 2X này. 2X này. Các chị chưa cho số cho chúng em xin số nha. Mã số 4 của em có đúng một cái size S thôi chị ơi. Ồ đúng một cái size chị S. Chị kẹo đắng này. Được hai cái rồi nha. Size S này tầm 46 cân đổ lại chị nhá. 46 cân đổ lại ạ. Đấy chị ơi, comment cho em S thôi. Cái này thì quá đẹp rồi. 60k ấy chị nhá. Cái này thì không có xước, không rách gì cả, chỉ có mỗi gấu là tua rua một chút thôi nha. Mỗi gấu tua rua một chút này. Mã số 4 size S. Thu Thị 4 41 cân. Rồi ok, Thu Thị này 60k nha. Thu Thị lấy được cái này quá đẹp luôn. Thu Thị một cái này. 60k mẫu số 4 này chị nhá. 60k. Đây, mẫu số 4 đây. Mã số 4 bây giờ chỉ còn 2X thôi. Cái mã số 4, à mã này thì nó lại rách nha. Mã số 4 size S thì rách. Còn các cái mã size 2XL nó lại. Cái size S thì không rách. Còn các cái size này thì lại hơi. Thì rách một bên đấy chị nha. Rách gối một bên. Đấy, kiểu là rách một bên. Rách một bên đấy các chị ơi. 2X của chị Duy Quyên Nguyên ơi chưa đâu. Tại vì chị đã cọc thẻ cho em đâu. Chị Hà Phan một cái này. Chị Hà Phan một cái. Nếu chị đồng ý nó cọc thẻ thì chị nhập hàng tiếp nhá.
Đây, Hà Phan một cái 2X này, Cát Tiên Võ một cái 2X nha. Mã số 4 này. Hà Phan này, Cát Tiên Võ này. Luyên Nguyễn Thị mà 58 cân mà thấp nhá thì vừa chị nha. Thấp thì vừa. Dưới 1m6 thì vừa nha. Size S hết rồi chị ơi. 65 cân cũng vừa nhá, cỏ xanh ơi. Chị Luyên Nguyễn Thị một cái này. Luyên Nguyễn Thị một cái này. Mã số 4 bây giờ chỉ còn size 2XL thôi chị nhá. Rồi ok chị Bích Trà. Chị Bích Trà một cái nhá. Chị Bích Trà một cái là hết nhá. Bích Trà một cái là hết nhá chị nhá. Cái này nó chỉ rách một chút ở một bên thôi chị nhá. Rất là đẹp dáng đây các chị ơi. 60k một cái quần xịn như thế này còn lăn tăn gì ạ? Đây ạ, quá đẹp luôn. Đấy chị, quá là đẹp luôn. Bích Trà. Quần của em nó xịn như này mà chị. Đấy, nhìn nó rất là chất luôn. Hết nhá. Hết mã số 4. Sang mã số 5 này. Các chị cho em xin số đi ạ. Chị Nguyễn Minh Hoàng có ở đấy không? Cho em xin số đi ạ. Kẹo đắng có rồi. Đấy chị nhá. Còn mấy quần bếp ghi này. 60k đấy chị nhá. 60k này. Đấy chị ơi, cái bếp ghi này 60k. Ôi, mấy người đấy? Size L này. Em xem có số cho vào. Size L này. Size L này là các chị khoảng 50 cân cho đến 55 cân. 50 cho đến 55 cân này. Dáng bếp ghi nhá. Dáng này là dáng bếp ghi 60k. Mã này là mã số 6. Mã số 6 size L ấy chị ơi. Mã số 6 size L. Hết rồi kiểu cỏ xanh ơi. Mã số 6 size L này khoảng chị 50 cho đến 55k. 60k bếp ghi nhá. Bếp ghi ấy chị ơi. Đây cực kỳ đẹp luôn. 60.000 một cái quần như thế này. Không thể tin nổi. Không thể tin nổi 60k một cái quần như này. Rồi đấy. Bếp ghi chất rất là mềm đẹp với chị nha. Xả 60k chị này. Chị Liên Nguyễn Thị cho em xin số đi ạ. Trang Trần một cái này. Trang Trần một cái size L nha. Trang Trần cộng số điện thoại luôn nha. Trang Trần một cái cộng số điện thoại luôn. Rồi mã số 7 chị ơi. Mã số 7 này. Mã số 7 cũng size L nha. Mã số 7 cũng size L 50 cho đến 55 cân này. Mã số 7 50 cho đến 55 cân. Hôm nay tất cả những mẫu xả rẻ như này các chị là đảm bảo cho em không một chị nào xả giúp em nha. Không một chị nào xả giúp em đi. Làm ơn nha. Đây chị ơi, mã số 7 từ 50 cho đến 55 cân. 60k, mã số 7 chưa? Mã số 7 này. Mã số 6 hết rồi. Quá đẹp luôn. Quá đẹp. Đây nó là dáng suông. Yến dáng... Hoàng mã 7 kìa. Rồi ok. Hoài Thượng 47 cân không vừa, đã nói rồi từ 50 cho đến 55 cân mà. Mã số 7 đi các chị ơi, mã số 7 này. Rồi ok, của Yến Hoàng đi. Yến Hoàng đi, Yến Hoàng mã số 7 cộng số điện thoại luôn nhé, Yến Hoàng nha. Yến Hoàng cộng... À, Trang Trang ơi, chị không biết đâu, bây giờ đang lôi ra còn cái gì xả đấy. Chị Yến Hoàng cho số luôn đi ạ. Tiếp mã số 8 các chị ơi, mã số 8 quá đẹp này. Mã số 8 này là khoảng... Chị Yến Hoàng cho xin số đi ạ. Khoảng 55 cân. Khoảng 55 cân, 57 5, 54 cho đến 58 cân này. 54 cho đến 58 cân bếp ghi ấy chị ơi. Bếp ghi này, mã số 8. 60k một cái quần xịn như này mà các chị. Quần quá xịn luôn. 60k. 60k này. Mã này mã số 8 nha. Mã số 8 này chỉ có một cái size này. Size này của em nó đánh là size 26. Thế nhưng mà okay, là chị to Yến nha. Hoàng, chị Yến Hoàng có đánh size 26 nhưng mà phải là người 55 cân. 55 cân đấy ạ. Phải tầm Phương trên Minh dưới 50 cân. Phương Minh. Rồi ok, Phương Minh này. Phương Minh 8 này, cộng số điện thoại đi Phương Minh ơi. Phương Minh 8 cộng số điện thoại luôn cho em nhé. Đây ạ, à, còn một cái quần rất là đẹp luôn. Quần này size S, comment cho em số 9 nha. Cái size S này là 45 cân đổ lại ạ. 45 cân đổ lại 60k ấy chị ơi. 45 cân đổ lại nha. Quần này thì nó rách nhưng mà rất là đẹp luôn. Nó rách hai gối, rách ngang gối ấy chị nha, rách ngang gối này. Cái này tầm 45 cân đổ lại mà cực kỳ đẹp luôn. 60k. 60k các chị nhá. 60k này. Mã số 9 nhá. 60k mã số 9 này. Co giãn nhá. Màu rất là đẹp này. Mã số 9 nhá. Mã số 9 này của em là có một size thôi, size S này. Rồi các chị Đặng Bảo Ngọc này.
chị ơi. Đây ạ. Rất là đơn giản và đẹp. 60k. Váy hết rồi nha chị Thơm Chín. Mã số 01, váy lát nữa sau đi chị ơi. Lát nữa sau đi nha. Mã số 01 của em này, mã số 01 này tầm 45 cân đổ lại nha. Tầm 45 cân đổ lại, mã số 01 các chị ơi, 60k. Đây ạ, 45 cân đổ lại, nó đánh ra size 27 nhưng mẫu này chỉ 45 46 cân đổ lại thôi. Đây ạ, mã số 10 cho em. Mã số 10 cho em nha. Size 27 chỉ tầm 4 size 27 mẫu này chỉ tầm 46 cân đổ lại thôi, 60k ấy chị ơi. Quần này rất đơn giản, không có gì cả. Rất là đơn giản luôn nha. Trơn này, không xước không rách nhá. Không xước không rách này, có sơ mi đặng bảo ngọc. Rồi, đặng bảo ngọc 01 này. 01 rồi. Đúng rồi, 01 đấy. Rồi các chị ơi, một cái quần cực kỳ đẹp và xịn luôn. Quần này xịn dã man luôn. Cái quần này là size 25 cũng tầm 46 cân đổ lại nhá. Mã số 02 ấy chị ơi, quá đẹp luôn, 60k. 60k mã số 02 này, size này size 25. Đây quần ấy cực kỳ xịn luôn nhá các chị nhá. 60k một cái quần xịn như thế này, chỉ có size 25 thôi, 45 cân đổ lại nhá. 25 thôi, chỉ có size 25 thôi, 45 cân đổ lại nhá. Mã số 02, mã số 02 60k ấy chị nhá. Mã số 02 60k này. Rồi ok, hoa bướm biển mã số 02 60k nhá. Cái này chỉ có hoa bướm biển nhá, chỉ 45 cân đổ lại thôi nhá. Chắc chắn chứ, comment cho em nha, hoa bướm biển cộng số điện thoại luôn cho em đi ạ. Sao chị ẩn này em? Nó chị ẩn này chưa ẩn hết rồi này em. Chưa xem. Đâu em mệt rồi mà. Hả? Rồi. Mà cái này. Em vừa vứt ở đấy mà. Rồi sang tiếp bên ghi ấy chị ơi, sang tiếp bên ghi nhá. Bỏ của Phương Minh ra đây, bỏ Phương Minh ra đây. Các chị nhá, làm ơn giúp em. Quần em xả có 560 nghìn thôi, đừng có xả nhá. Thích, các chị chắc chắn lấy ông chốt nhá chị nhá. Chắc chắn lấy ông chốt. Đừng có, các chị đừng chốt lung tung nhá. Tại vì em bán như này rất là mệt, có mấy chục nghìn thôi nhá. Nên là các chị cố gắng. Đây chị ơi, cái mã này vẫn còn nhá. Mã số 8 vẫn còn này. Mã số 8 vẫn còn nhé chị nha. Cái này bếp ghi quần rất là xịn luôn. Mã số 8 này của em là size 26. Nhưng mà 26 quần bếp ghi 26 size này của em là người phải tầm trên 50 cân nhé chị nha. Cho đặng bảo ngọc cân. Số 8 đi. Rồi ok, cho đặng bảo ngọc này. Đặng bảo ngọc là lấy cái này đúng không? Chị để comment nhưng không được. Rồi chị đặng bảo ngọc lúc trước lấy nhưng không được này. Rồi bây giờ sang mã số 03 ấy chị nha. Mã số 03 này. Mã số 03. Rồi cho chị Ngọc rồi nhá. Mã số 03 này. Ôi mã số 03 này, biết ghi ý chị nhá. Biết ghi này, chị nào lúc hỏi em biết ghi. 60k thôi. 60k nhá, biết ghi này của em có size này. Chị Nguyễn Minh Hoàng cho em xin số đi ạ. Biết ghi có 67 với chị nhá. Mã số 03 này. Mã số 03 60k ấy chị ơi, quần biết ghi nhá. Quần biết ghi chất mềm, có size 26 và 27. Có size 26 và 27 đấy chị nha. Đây ạ. Quần biết ghi này. Đây là mã số 03 có 26 và 27, 60k ấy chị nha. Size mã số 03 này. 60k biết ghi nha. Linh nhím. Linh nhím mã số 03 size gì chị ơi? Có 26 và 27 nha. Có 26 và 27. Có 26 và 27 các chị nha. Linh nhím 03. Linh nhím 03 không cho size. Thúy Bùi 58 cân à? Ừ. 58 cân em xem là size này có vừa không? 58 cân không vừa mẫu này đâu. Mẫu này chỉ tầm 55 cân đổ lại thôi nha. 55 cân đổ lại thôi. Bùi dáng. Ngoài thương 27 này. Ngoài thương 27, mã 03 này. Đây chị ơi. Ngoài thương 27 này. Chân ngắn này, chân ngắn 27 này. Chân ngắn 27 này. Các chị nào lấy nó chốt luôn ngày mai đúng hỏi em là có vừa không nữa nhá. Sau lại không vừa bỏ ra nhá. Chị nào hôm nay chốt là chốt chắc chắn cho em. Chứ đừng có lại mai lại vừa không vừa bỏ ra chị nhá. Khổ lắm. Chị Bùi Đáng size 6 là em hết này. Chị Bùi Đáng size 6 là em hết. Còn mã số 03 nhá. Nhưng chị sau nhiều chị muốn được lắm mà không được ấy. Nhưng mà nhiều chị thì lúc được rồi hôm sau chốt hàng lại rất là lăn tăn. Đây chị nhá. Sang mã 04. Sang mã 04 nữa chị nhá. Cũng bé ghi luôn. Hôm nay rất là nhiều bé ghi. Rất là nhiều bé ghi đẹp đây. Mã số 04 này em xem có size những size gì. 26 này. 6 này.
8 này. 6, 7, 8. Vâng, vâng. Đây, cái mã này của em có 678 chị nha. Được cái là mã này 678, các chị khách luôn nên lấy đủ một giây nhá, quá rẻ luôn. Mã này của em là mã số 004 nhá chị nha. Mã số 04 này có 678. Có size 6 hay 7 hay 8 chị nha. Nó là dáng baggy. Nó là baggy nên là 26 quần này cũng phải tầm cân phải tầm 40 cân phải tầm 46 cân cho đến 18 cân đấy ạ. 60k chị nha. 678 này. Có size 678 nha. Một giây, ok chị Đặng Bảo Ngọc lấy một giây đi. 6 này. 78. Rồi ok chị Đặng Bảo Ngọc 678 nha. Quyên Nguyễn là 28 này. Chị Quyên Nguyễn 28. Chị ghi túi đi. Quyên Nguyễn 28 này. Thúy Bùi 58 các không vừa quần này đâu chị ơi. 58 con không vừa quần này đâu. Quần này size hay bây giờ chỉ còn size 8 với lại size 6. Rồi cho chị Nga Trần còn 6 với 8. Cho chị Nga Trần còn 6 với 8 cho chị nốt nha. Hết nhá chị nha. Cho chị Nga Trần 6 với 8 là hết ạ. Hết rồi. Bấm 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 xuống đi. Cái này em có một cái 27 đấy chị nhá, 50k. Cái này em có một cái size 27. 27 này là các chị khoảng 50 cân. Khoảng 50 cân đấy chị nhá. Size 27 này. Đấy, cái này các chị comment cho em là mã số 05. Mã số 05 nhá chị nhá. Có một cái 27 thôi, 50k một quần này. Có một size 27 đấy chị nhá. Có đúng một chiếc. Size 27 này. 27 mã 05 đấy chị nhá. Mã 05. Mã 05 có một cái 27 50k. Ghi giá cho em 50k cái. Hả? Rồi ok, ngoài thương ghi giá cho em luôn 50k. Ngoài thương đi. Ngoài thương một cái mã 05 này hết nha. 50k. Đấy đấy chị ơi, cái chất này nó là chất chất gì nhỉ? Chất này gọi là chất da cá đấy. Chất da cá này. Đấy chị nhỉ? Cái này là mã số 06. Mã số 06 này của em là size 27 khoảng 50 cân. 50k chị nhá. 50k này. 50k chị nhá. Chắc là nơi trên số nhá. Mã số 06. Mã số 06 size 27 khoảng 50 cân. 45 cân không vừa chị nhá. Chất quần này ở bên trong nó nỉ ra cá. Quần da cá này. Rồi ok. Thu Hoài nhá. Thu Hoài một cái này. Thu Hoài chốt chắc chắn nhá. Thu Hoài Miếu Môn này. Rồi sang mã số 07. Mã số 07 của em. Quần này là quần lỡ chị nha. 60k này. Quần lỡ size 7. Quần này quá đẹp luôn. Khoảng 50 cân đổ lại. Khoảng 50 cân đổ lại thôi. Quần này còn 90 phân. Quần này rất là đẹp luôn. 60k này. Quần này là 07 nhớ chị nhá. 07. 07 nhớ chị nhá. Quần 07 này là size 27 luôn, tầm 50 cân đổ lại thôi nhá chị nhá. 50 cân đổ lại thôi, quần lỡ 90 phân này. 60k. 60k đấy chị nhá. Quỳnh Đỗ ơi, cái mẫu này thì không vừa. Chị cứ phải xem nhá. Tiết Phùng. Rồi ok, Tiết Phùng này. Tiết Phùng mắc 07 cộng số điện thoại luôn cho em đi. Bao nhiêu tiền? 60k. Quần thì rất là xịn nhá chị nhá. Quần thì xịn lắm luôn. Đây, cái này là size 26 mã 08. 26 mã 08 là dành cho chị tầm 46 cân đổ lại thôi. 26 nhá, 26 này. Comment cho em 26. Comment cho em size 26 này. 26 nhá chị ơi. 26 này. 60k, rất chất rất xịn luôn nhá. Quần này rách một chút, quần này rất là sành điệu. Rất là sành điệu đó chị nhá. Cảm ơn kiếm size 26 đấy các chị ơi. 26 này. Cái này tầm đấy tầm 40 cân cho đến 45 cân thôi. Size 26 này. Hà Huy Trần. Ok. Cảm ơn kiếm size 26 nhá chị nhá. Cảm ơn kiếm size 26 chị ơi. Hà Huy Trần 26 mà.
Đâu? Có cái Hà Thuy Trần này. Hà Thuy Trần tổng số điện thoại đi em nhé, 60k. 62 con đấy, lúc trước nó còn mấy mẫu đấy chị. À vẫn còn một cái. Còn một cái nữa cho ai nhỉ? Rồi cho Hường Sunny còn một cái nữa này. Rất là đẹp luôn, vẫn còn sót một cái. Cho Hường Sunny cộng số điện thoại cho em đi. Hường Sunny ơi, size 26. Hường Sunny này, 60k nhá. Có cả size to, có những mẫu khác nhá. Hường Sunny ơi, cho em số nhá. Cái quần này là màu, quần nó rất là xịn nhá chị nhá. Nhưng mà màu của nó là màu nó bạc đấy. Màu gọi là màu bụi, gọi là màu màu bẩn, màu bụi ấy các chị ơi. Cái này của em là size 27, cái này 5, à 26, cái này 50k. Cái này 50k. Cảm ơn chị em size ạ. Cảm ơn cho em mã số 0, mã số 0, không mấy nhỉ, 08 nhỉ. Mã số 09 đi, mã số 09. Mã số 09 50k. Mã số 09 50k này. Size 6 nhá, 26 này, tầm 45 cân đổ lại thôi. Mã số 09. Mã số 09 này. Mong chọn lớn này, size 6 nhá, 50k nhá. Đây ạ, màu nó là màu bụi bẩn đấy, gọi là màu bẩn. Mong chọn lớn cộng số điện thoại luôn. Đấy chị nhá. Cái quần này màu rất là đẹp các chị ạ. 60k quần Dolce này. Cái này chị nào mà mặc vừa thì quá đẹp luôn. Cái này của em là mã số, mã số 10 đi các chị ơi. Mã số 10 nhá, 60k. Size 7 này chỉ khoảng tầm 45, 47, 48 cân nha. 45, 47, 48 cân này. Mã số 10 ấy chị nhá. Mã số 10. Màu này là màu tối, không mài, không xước này. Size 7. Mã số 10, size 7 này. Tầm, cái này 60k nhá. 60k, tầm 45, 46, 47, 48 cân đấy. Vâng, chị Nam Trương Hoa, em cảm ơn chị rất nhiều nhá. Dương Hoa 48 cân à? Vừa đấy, rồi ok Dương Hoa này. Dương Hoa cộng số điện thoại luôn nha. Bao nhiêu tiền em? 60k. Rồi, sang mã số 11. 11 60k này. Đây, cái chị nào nhỏ thì mặc quần này quá đẹp luôn. Quần này nó đơn giản không có gì cả. Cái size này là size M. Size M này là tầm 45 cân. 45, 46 cân đổ lại thôi chị nhá. 45, 46 cân đổ lại thôi này. 45, 46 cân đổ lại nha. Comment cho em mã số 11 này. Mã số 11 nha, 45, 46 cân đổ lại. Đây là size M, 60k. Quần đơn giản nhá, quần đơn giản không có gì này. Mã số 11 đi các chị ơi. Mã số 11 này, 60k. Mã số 11, 60k. Hàng Quảng Châu cực kỳ đẹp luôn nha. 45, 46, 47 cân này. Vâng, cảm ơn chị em rất là nhiều nha. Rồi ok chị Ngọc Nam, mã số 11 cộng số điện thoại luôn cho em nhá, 60k. Rồi lần lượt các chị to cũng sẽ có nha. Rồi còn một con ống vải đi. Một con ống vải 50k. Một con ống vải 50k. Quần Quảng Châu đây, rất là xịn luôn chị nhá. Quần rất là xịn luôn, 50k. Cái này là size dành cho chị nào mà tầm, cái này là size dành, nó là size S. Nó là size S nhưng mà quần này của nó xịn nên là form to. Quần này size S phải tầm như em 53, 54 cân. Cao 1m6 vừa nhá. Đấy, phải 50 cân trở lên 53 trở lên 55 cân. Số 11. 55 đâu, cái này là mã số 12 đấy chị ơi. Cái này mã số 12. Mã số 12 50k để quần ống vải ấy chị nhá. Linh quần nhím. Ống vải. Linh nhím. Quần ống vải này, mã số 12. Mã số 12 nhá. Rồi ok Linh nhím là ống vải đấy nhá. 50k nhá. Linh nhím này. Ôi một con rất đẹp luôn. Có một con rất đẹp. Hôm nay Ngọc Nam ơi cho em số nhá. Vâng vâng chị Nam Trương Hoa. Vâng. Đây các chị ơi, cái này của em là size 28 nhưng mà quần này lại chỉ khoảng tầm khoảng 50 cân, khoảng 47 cân cho đến 52 cân, khoảng 46, 47 cân cho đến 52 cân đó chị ơi. Comment cho em là gà đi quá đẹp luôn này, 60k chị nào lấy được quá rẻ luôn, 60k, 60k nhớ chị nha, 60k có một con, còn một con size này là size dành cho chị mà tầm 46 cân cho đến 52 cân nhá. Mã số 12. À, comment cho em là gà đi chị ơi, gà đi. Chị Dung Nguyên ơi, chắc là không có đâu chị ơi. Gà nhá. Rồi ok, chị Khánh Ngọc này. Chị Khánh Ngọc này, 60k này. Mã số 14 đi các chị ơi. Mã số 14, cái size này là size S. Size
Đấy đấy chị nha. Cái này của em là mã số 10. Mã số 14 đấy các chị ơi, mã số 14 này. Mã số 14 60k chị ơi, quá đẹp luôn. Mã số 14 này khoảng 50 cân cho đến khoảng 50 cân cho đến 55 cân. Cho nhỏ không biết cho nhỏ. 50 cho đến 55 cân đấy chị ơi. À, mẫu đấy Thu Hương Yên Nhi có xước lúc trước rồi đấy. Tự nhiên. Bây giờ ok, Nhung Anh này, Nhung Anh mã số 14, quá đẹp luôn nhé, 60k. Nhung Anh nhá, mã số 14 này. Cộng số điện thoại đi Nhung Anh ơi. Nhung Anh cộng số điện thoại luôn. Nam cho em số nhá. Ừ. Bỏ cho em số ngày đấy nhé chị Ngọc Lan. Bao nhiêu tiền đấy? 60k. À em còn phải nhờ các chị lưu ý giúp em nhá. Các chị lưu ý giúp em là các cái mẫu quần nhà em, cái hàng xịn nhá, cái hàng Quảng Châu cao cấp ấy là khuyết cắt sẵn rồi ấy chị nhá. Là khuyết cắt sẵn rồi. Nhiều chị chưa có mặc hàng đắt đâu lại bảo là tại sao lại quần lại cắt khuyết sẵn rồi. Bởi vì là cái hàng Quảng Châu xịn ấy là thường thường là khuyết người ta cắt sẵn cho mình nhá các chị nhá. Lưu ý giúp em chứ không phải là em bán quần cũ nhá các chị nhá. Quần không có quần cũ đến hàng bao nhiêu quần để mà bán đâu các chị nhá. Đấy các chị ơi, cái mã này của em này. Mã này của em là mã số 15. Mã số 15 này chỉ có size S thôi. Size S dành cho các chị mà tầm khoảng cái này từ 47 cân đổ lại. Cái này thì quá đẹp, kiểu của nó lạ ấy chị nhá. Đây ạ, kiểu của nó lạ này. 60k các chị ơi, 60k. Quần này quần rách này, quần này nó rách nhá. Quần này rách ở đây. Rách thì nó không to vành ra, rách nhá. Mã số 15. Mã số 15. Mã số 15 các chị ơi, mã số 15 này. Đây ạ, mã số 15. Cái này là size S nhá, tầm 46 cân rồi. Ok, Hà Thuy Trần. Hà Thuy Trần cộng số điện thoại luôn đi Hà Thuy Trần nhá. Cộng số điện thoại luôn. Cái này bao nhiêu? 60. Chị nghe em đọc cái chị ghi luôn và giá vào túi cái. Đây nhá chị nhá. Cái này cũng khuyết cắt sẵn này. Cũng là cái hàng bò nó rất là mềm và xịn nhá. Rất cứ cái nào nó rất là xịn. Khuyết là cắt sẵn đấy các chị ơi. Đây các chị nhá, cái này của em là cái size S nhưng mà size nó tùy theo form. Cái size S này của em là to giãn này như em. Cái này khoảng tầm 50 cân, 50 cân cho đến 53, 54 cân cũng vừa nhá. Đây ạ, à, thì comment cho em cái này này. Comment cho em cái này mã số 16 chị nhá. Mã số 16 này, chất mềm, mềm cực kỳ mềm luôn ấy chị nhá. Nó rách hai bên, nó rách cắt hai bên nhá các chị nhá. Rách cắt hai bên này 60k, 60k nhá các chị nhá. 60k này rách cắt hai bên. Đây ạ, à, mã số 16. Mã số 16 nhá. Ok, Hiền Lê. Hiền Lê mã số 16. Hiền Lê cộng số điện thoại luôn nhá, 60k chất cực mềm luôn. Hiền Lê cộng số điện thoại luôn đi ạ. Sang mã số 17 này. Mã số 17 này của em là size này là đánh tương đương với lại size 29 ạ. Tương đương với size 28, 29. Mã số 17 này, mã số 17 này là dành cho các chị mà phải tầm trên 50 cân. Phải tầm 55 cân ấy chị nhỉ. Phải tầm khoảng 55, 56 cân này. Mã số 17 các chị ơi, 60k. Mã này thì không rách không xước gì cả, chỉ mài thôi. 60k nhá. 60k này không xước không rách chỉ mài. Hiền Lê 17. Rồi ok. Hiền Lê mã số 17 này. Hiền Lê nha. Mã số 18 của em. Cái này chỉ dành cho các chị mà tầm 40 cân. Khoảng 40-42 cân nữa chị ơi. Trên dưới 40 cân một tí thôi nhá. Thì cảm ơn em mã này mã 18 ấy chị ơi. Mã 18 này. Mã 18 ấy chị ơi. Mã 18 60k cực kỳ đẹp luôn ạ. Nhưng mà chỉ dành cho chị nhỏ thôi nhá. 60k này. 60k mã số 18. Size này là size 26 nhá. Size 26 này chỉ tầm 40. Mẫu này thì lại chỉ tầm 43 cân đổ lại thôi. 43 cân đổ lại thôi nhá. Hương Sunny này. Hương Sunny nhá. Mã số 18 60k. Em ở Mỹ Đức Hà Nội nhé, ship hàng toàn quốc các chị nhá. Ship từ 2 sản phẩm trở lên và không free ship. Không free ship các chị nhá. Đây các chị ơi, sang một mã số 19. Sang một mã số 19 nhá, 60k này. 19, size này là size cũng chỉ dành cho các chị tầm 42 43 cân đổ lại thôi các chị nhá. 42 43 cân đổ lại thôi, comment cho em mã số 19 này. Mã số 19. À chị Nga với Quy hôm nay rất nhiều thứ nhá. Váy lát nữa đồng giá xả váy Quảng Châu 75k. À 79k em xin lỗi. Đấy chị nhá. Hiền Lê là không lấy 17 kìa, bỏ ra đi. Bỏ ra của Hiền Lê đi, khổ thế đấy. 17 không lấy, của Hiền Lê không lấy thì cho Trần Vượng đi.
Ok, chị Trần Vượng được nha. Trần Vượng cộng số điện thoại cho đây em là đi. Hà Huy Trần. Của Hiền Lê, cái mã số 17 vừa đây cơ mà. Cho Trần Vượng đi. Hiền Lê. Chị ghi luôn mã vào đấy nhá. Cho Trần Vượng. Gạch đi cho Trần Vượng vào. Trần Vượng cộng số điện thoại cho em nhá. Nếu mở ngoặc cho chị Lê Lan đi. Nếu mà không lấy thì cho chị Lê Lan. Mã số 19 là của chị Thuy Trang Nguyên đúng không? Rồi ok, chị Thuy Trang Nguyên này. Thuy Trang Nguyên 60k này. Xếp tỉnh là tùy tỉnh, chị Lê Huyền ơi, nó khoảng trên dưới 30k gì đấy. Cái này nó do biên điện tính mà nhá. Rồi ok, của 19 là của Thuy Trang Nguyên rồi nha. Chị Trần Vượng không được nhé. Chị Trần Vượng lúc trước em cho chị cái mã số 17 đấy. Hôm nay xong quần, sắp xong quần rồi các chị ơi. Chuẩn bị lại xong váy nhá. Vải thì đẹp rồi. Chị yên tâm là vải không bán còn rẻ tiền đâu. Lẻ size lẻ số. Đấy chị nhá, sang mã số 10. Mã số 20. Mã số 20 ấy chị nhá. Mã số 20 này chị size S nhá, 42-43 cân đổ lại này. 60k, 42-43 cân đổ lại nhá. Không xước, à không không rách, chỉ xước thôi. Chỉ xước thôi này. Mã số 20 đấy chị nhá. Mã số 20. 60k nhá chị nhá. Mã số 20. Rồi ok, Thuy Trang Nguyên này. Thuy Trang Nguyên. Thuy Trang Nguyên vừa xong được đúng không? Thuy Trang Nguyên có một cái đúng không? Đây, cho là Thuy Trang Nguyên. Cho hơi 60. Có nghĩa là cái đấy 60. Cho vào cái mát của nó ấy. Nó cùng giá. Rồi sang mã số 60. Mã số 21 các chị nhá, ống vải. Mã số 21 ống vải 50k đi. Có size 26 27. 26 27 nhá chị nhá. 26 27 này. Đấy chị ơi. Cảm ơn Lan Ngọc rất nhiều nhá. Rồi các chị. Đấy các chị ơi, cái mã này của em là mã số 21 nhá. Mã số 21 là ống vẩy 50k. Cái này của em có size 26. 26 chị nha. Có size 26 này. 26 quần này là khoảng từ 50 cân đổ lại nhá. 50 cân đổ lại ống vẩy ạ. Quần này ống vẩy ấy chị nhá. 50k này. Ống vẩy nhá. 50k. Size này size 26, 50 cân đổ lại nhá. Mã số 21. Mã số 21 thì các chị ơi. Mã số 21 ạ. Mã số 21 này, ống vẩy nhá. Mã số 21 ống vẩy này. Linh nhím. Ok, linh nhím này. Rồi mã số 22 cũng ống vẩy nhưng mà quần này là rách nhá, 50k. Có hai cái mã số 22. Sang mã số 22 là có 26 và 27. Comment cho em mã số 22 cộng size nhá, 50k. Có 26 và 27 này. 26 là dưới 50 cân nhá. 26 dưới 50 cân và 27 cũng khoảng độ 50 53 cân đổ lại thôi, 53, 54 cân đổ lại nhá. Mã số 22 có 26 và 27 ạ, 50k, ống vẩy nhá, ống vẩy nhá chị. Mã số 22 của Thu Vân Trần ơi, comment size cho em. Hoài Thương, Hoài Thương này, mã số 27, size 27 này. Thu Vân Trần là size gì đấy chị ơi? Có sóc bò nhá, sen trang. Size 27 hết rồi nhá. Thu Vân Trần. Thu Vân Trần rõ ok, Thu Vân Trần trước rồi, Hoài Thương sau nhá. Hoài Thương ơi không được nhá, Thu Vân Trần trước này. Đây. Cái này à? Rồi rồi. Rồi Hoài Thương lấy 26 rồi ok, thế là hết mã số 26 nhá. Đấy là của Thu Vân Trần. Còn đây Hoài Thương này, size 26 nhá. Rồi hết cái mã đấy rồi nhá chị nhá. Rồi bây giờ sang bếp ghi chị nhá. Bếp ghi cái hàng này của em hàng hơn 400k. Xả đồng giá luôn. Xả đồng giá luôn mẫu này ấy chị nha. Xả đồng giá 50k. Xả đồng giá 50k à, chị Đỗ Thanh ơi, cái mẫu váy này hết rồi chị ơi. Hết rồi nhá, lát nữa có các mẫu váy khác. Đây cái mã này của em là bếp ghi. Để em xem có size gì đây. M này. M
Rồi. Bé ghi nhá chị nha, bé ghi này. Bác ghi đồng giá 50k ấy chị nhá. Mã số 23 nhá. Đây là mã số 23. Cảm ơn Linh Huyền nhá. Mã số 23 của S và M ấy chị nhá. S cái dáng này của em nó là hàng xịn nên là to nhá. S là các chị cũng phải tầm 50 cân đấy. S là phải 47 50 cân nhá. M là tầm 55 cân đấy. Khoảng từ trên 50 cân đến 55 cân là mặc M ấy chị nhá. 55 đến 6 cân. Đây bác ghi, dáng bác ghi 50k. Dáng bác ghi 50k ấy chị ơi. Mặc lên với áo phông cực kỳ đẹp nhá. Cứ có 50k. Đúng rồi, phá giá thị trường luôn các chị ơi. Phá giá thị trường luôn này, có SM nhá. Comment cho em mã 23 cộng size đi chị Thu Vân Trần ơi. Cộng size nhá, có S và M, 50k một quần bé ghi. Quần bé ghi rách nhá chị nhá, rất là sành điệu luôn. Rồi ok, Thu Vân Trần. Thu Vân Trần 50 cân này. S này. Hiền Lê 23 cộng size đi. Rồi ok, Bùi Bảo Xuyến size M này. Bùi Bảo Xuyến size M này. Bé ghi 47 cân của Phương Lê S này. Phương Lê S này. Phương Lê S này. Hiền Lê 48 cân S này. Phương Lê. Hiền Lê này. Hiền Lê cộng số điện thoại nhá. Quyên Nguyễn này, Quyên Nguyễn là M này. Quyên Nguyễn M. Bỏ Thu Ba Trần ra đi. Mì xào M này, mì xào cộng số điện thoại cho em đi. Bỏ cái bếp ghi này của Thu Ba Trần ra đi. Mì xào M này. Hiền Lê M rồi đúng không? Mì xào. À, Linh Huyền không có lời nha. Chị Maria đỗ không vừa đâu ạ. 45 cân mặc S Mai Lê nha. Mì xào M rồi. Rồi ok, Hoài Thu cộng số điện thoại cho em đi. Hôm nay xả rẻ nên chị nào chốt chắc chắn là chốt cho em nha. Có 50k một quần thôi thì đừng có xả. Với lại ngày mai đừng có bỏ ra nha. Và đừng bom hàng nha. Hoài Thu cộng số điện thoại cho em. Hoài Thu một cái M đi. Còn một cái S thôi, An Nhiên đi hết M nha. Thu lại hết M rồi. 50 cân thì nếu mà cao 1m6 chỉ mặc S thôi. Linh nhím S này. Linh nhím S là hết nha. Linh nhím S là hết nha. Xem trang bây giờ mới nhìn thấy chị ơi. Cái mã bé ghi này cũng cực kỳ đẹp luôn đấy các chị nhá. Cái mã 23 các chị không được thì chọn cho em mã 24 nhá. Trang Trần ơi chị cơ, em ơi, không biết em không biết, và cái vòng em chỉ biết cân nặng và chiều cao thôi. Mã 24 các chị nhá. Mã 23 nhá chị, em không đọc tên không được nhá. 50k đồng giá 50k nhá chị nhá. Mã này của em có SML, mã này thì cực đẹp rồi, long lanh luôn. SML ấy chị nhá. Mã này có SML này, 50k 60 cân để em xem cái mẫu này liệu có vừa size L không đấy. 60 cân mà cao 1m6 ấy thì là cái mẫu này là chị mặc được size L đấy. Mã này mã 24 ấy chị nhá. Ở Hoa Bùi ơi, hần gần như hết quần rồi, xả gần hết rồi. Đấy chị ơi, 50k này, SML mã 24. Mã này cực kỳ sành điệu luôn ấy chị nhá, cực kỳ sành điệu luôn. Các chị không thích cái gen đá ngọc bên này ấy chị nhá, các chị có thể tháo ra. Có thể tháo ra ấy chị nhá. Có thể tháo ra. Rất là đẹp luôn. Rồi ok, chân ngắn này. À chân ngắn ơi, cái này mà 45 cân em mà mặc size S là hơi rộng đấy nhá. Cái này phải tầm 46 7 cân trở lên. Quần này không có giãn nhá, Hiền Lê cộng size đi. Hoài Thu ơi, Dương Hoa này, Dương Hoa 48 cân. 48 cân quần này chỉ mặc S thôi. Dương Hoa một S này. Dương Hoa 1S này. Chị Tuyền Thanh này, 57 cân mặc size L nha. Tuyền Thanh. Cộng số điện thoại cho em đi chị Tuyền Thanh ơi. Chị Thúy Bùi rồi, size L này.
Rồi, chị Thúy Bùi size L này. Phương Lê nhá, Phương Lê. Phương Lê 47 cân mặc S. Phương Lê này. Huyền Diệu L này. Đấy, Huyền Diệu L. Huyền Diệu L này. Mì xào M. Mì xào M này. Mì xào M này. Loan Vu mà 60 cân cao 1m6 thì chị mặc size L nhá. Mau ăn trống lớn 46 cân S. Mau ăn trống lớn này, S này. Mau ăn trống lớn này. 56 cân chị Tương Dương Vu ơi thì chị mặc size 56 cân mà chị cao tầm dưới 1m6 chị mặc size L nhá. Nga Kiều 24-50 cân mặc vừa size M nhá. Rồi ok, Nga Kiều M này. Nga Kiều M. Chị Thanh Trầm này 49 cân 1m52. Chị mặc size M nhá. Nguyễn Liệu có thấy chị rồi nhá. Chị Nhuệ Hoàng mã 24 53 cân. Chị Nhuệ Hoàng ơi, comment cho em số điện thoại luôn đi ạ. Nhuệ Hoàng size M này. Nhuệ Hoàng M này. 53 cân mặc M nhá, Nguyễn Lương nhá. Lưng này là lưng. Đấy, quần này là lưng cao, cao vừa vừa. Lưng cao nhá, không phải thấp quá, không cao quá. Phạm Thị Phượng này. Phạm Thị Phượng cộng số điện thoại cho em nhá. Phạm Thị Phượng M cộng số điện thoại cho em này. Sapa Ánh Tin này L cộng số điện thoại cho em đi ạ. Sapa Ánh Tin cộng số điện thoại cho em nhá. Quyên Nguyễn L này. Ôi hết L rồi các chị ơi, hết L rồi chỉ còn size S thôi nhá. Sapa Ánh Tin trên số nhá. Hết L rồi các chị nha, chỉ còn S thôi chị Quyên Nguyễn ơi, chỉ còn size S nhá. Size M hết nhá. Không có giãn nhá. Rồi Yến Ngọc Chi S này. Yến Ngọc Chi S này. Có đen lát nữa có các mẫu sau nhá. 53 cân Nguyễn Lương mặc size M nhá. Bây giờ chỉ còn S này. Tùy theo chiều cao, tùy theo chiều cao nhá. Size S bằng tầm cao 1m6 cũng vừa size 53 cân cũng vừa size S nhá. Thảo Ngố này, Thảo Ngố 49 cân S này. Phạm Thị Phượng đem Thảo Ngố này. Nga Kiều S M chị nhá. Tư Dương Vu biết đọc được chưa? Cho em xem. Đấy chị nhá, chỉ còn size S thôi. Nếu như 53 cân cao 1m6 thì cũng 52 cân cao 1m6 cũng vừa size S nhá. Bây giờ thấy chị Nguyễn Lương rồi, Linh Huyền ơi hết L rồi em. Phạm Thị Phượng cộng số điện thoại cho em nhá. Chị Diệu Vân L nhá. Nguyễn Lương mặc cái gì chị ơi? 50 cao một quần thôi. Linh nhìn có S chưa nhỉ? Nhìn cho Linh nhìn của S chưa? Cho Linh nhìn một quần S này. Cộng số điện thoại cho em đi. Phạm Thị Phượng chỉ mặc size M thôi nhưng hết M rồi. Rồi. Đúng rồi. Không, cái khác. Cũng chị dở ra đúng là nó đấy, khác là gì? Đúng là nó đấy. Sao ba anh cứ đem số chị Thảo, Thảo Ngố có rồi. Linh nhìn Thảo Ngố cộng số điện thoại nhá. Phượng đem số nhá. Nè, cái mẫu đấy khác mà. Chị Mì Xào ơi, không có size L nhá. Không có size L đâu, hết rồi. Chị có lấy không? Không lấy thì em cho người khác nhá. Linh nhím S rồi nhá. 53 cân mà cao 1m6 là vừa, cũng vừa S nhá. Tay. Không có Phương Thảo nhá. Biết ghi này, còn một con S. Còn một cái S các chị ơi. Đấy các chị ơi, còn một con S này. Nếu mà 53 cân cao 1m6 là cũng vừa S nhá. Là cũng vừa S nhá. Rất là đẹp luôn, 50k. Comment cho em là size S này. Comment cho em size S cộng số điện thoại ấy, chị ơi. 50k nhá, cực kỳ đẹp luôn. Bé ghi nhá. Bé ghi này, cái này tháo ra được nhá.
Yến Huỳnh S là hết này. Yến Huỳnh một cái S là hết nhá. À hoa đào ơi, Huỳnh đây là mẫu em xả 560k, không có những cái mẫu đồ đơn, thực ra nó không có những cái mẫu đơn giản nữa chị ơi. Vừa vừa Nga Kiều ơi, nếu mà chị có 1m53 thôi thì chị phải mặc mờ. Rồi bỏ của mì xào ra đây. Không có mẫu khác, mẫu khác nói chung mẫu này còn rất là ít thôi. Mì xào có mấy cái? Có một con chị nào xanh điệu. Đem số nhá. Đây đây, bỏ cái đấy ra. Chị Phượng đem số nhá. À không có ngố đâu. Chị ơi ngày nào cho em số ngày đấy em không lưu được các chị nhá. Có một cái size M nhá chị nhá. Có một cái size M, ai lấy nhanh tay comment cho em M này. Ai lấy nhanh tay comment cho em M nhá. Còn một cái thôi ạ. 50k ấy chị nhá. 50k còn một cái size M. Comment cho em M nha, còn đúng một cái thôi. Di nhá một cái nhá. Này. Rút cái quần này ra không biết. Cho em. Hả? Còn một cái này rất là đẹp chị, là xanh điệu này. Quần này của em là quần rách nhá, quần rách này. Đây quần rách đây các chị ơi, cho Nguyễn Nương cái M đi chị ơi. Cái này à? Vâng, Nguyễn Huỳnh vừa nhá. Nguyễn Nương. Đây các chị ơi, cái này là của em là size L. Size L này là dành cho các chị mà khoảng 55 cân. Chị 55 cân từ 53 55 cân nhé chị nhá. Cái này size L còn đúng một cái thôi, 50k, duy nhất một cái thôi. 50k. 50k này. Comment cho em là cái này là số 0 đi chị ơi, số 0 đi. Số 0 nhá. Cái này nếu như em 54 cân cao biết 6 lên vừa này, cái size L này. Chị nào mà tầm phải đấy trên 50 cân ạ, trên 50 cân cho đến 56 cân. 56 cân nhá. Đấy, cảm ơn chị em này số chị 0, Yến 50k. Cho em số nhá. Yến Ngọc Chi cho em số nhá. Còn đúng duy nhất một cái quần rách nha. Nhưng Nguyễn Hương cho em số nhá. Còn đúng một quần rách này. Quần này mặc với áo phông trắng cực kỳ đẹp luôn. Bốn ký 47 cân thì mặc sẽ S nha. Ok chị Hoàng Châu Bảo Hân số 0 đấy đi chị ơi. Rồi chị Hoàng Châu Bảo Hân chị chỉ cần cho em địa chỉ cho em số điện thoại đây nhá, không cần phải địa chỉ lên đây đâu ạ. Em có một cái dạng bếp ghi dáng rất là rộng, dáng bếp ghi rộng chị nào thật to, chị nào cái này á, cái này của em phải chị là khoảng 65 cân đấy ạ, khoảng 65 cân các chị ơi, cực kỳ đơn giản. Đấy ạ, cực kỳ đơn giản, khoảng 65 cân comment cho em lại số 01 đi. Size này size 2X nhớ chị nha, size này size 2X này, 60k. 60k cái này các chị phải tầm 65 cân ạ. Dáng bếp ghi rộng đơn giản này. Đấy, comment cho em số 01 đi. Số 01 đi các chị ơi. Số 01 các chị nha. Số 01 này rất đơn giản luôn, phải khoảng 65 cân. Phải khoảng 65 cân rồi ok chị Thu Duyên. Thu Duyên một cái 01 này, 60k. Chị Yến Huỳnh cho em số đi ạ. Chị Yến Ngọc Chi cho em số nhé. Phạm Phượng cho em số nhé. Cái này 50k ấy chị nhá. Cái 50k cái này của em nó có dây đai. Cái này 50k nó có dây đai và nó là quần ống đứng nhá chị nhá. Quần ống đứng 50k. Quần ống đứng này của em size này là size dành size này size 27. 27 này. Quần này quần 27 size 27 nha. Comment cho em là ống đứng này, ống đứng 27 nhá. Chị Hoài Thu em cho số chị ghi chưa cả. Size 27 nhá. Size 27 quần ống đứng 50k ấy chị ơi. Size 27 này các chị phải tầm khoảng trên 50 cân nhá. Phải tầm khoảng 53 55 cân. Chị Yến Huỳnh cho em ống đứng nhá. Chị nhá, ống đứng này, ống đứng ạ. Comment cho em ống đứng này. Ống đứng size 7 50k nhá. Còn ống đứng nhá chị nhá. Ống đứng của chị Long Tình đi. Chị Long Tình cái ống đứng đi.
nào cần có dây đấy. Váy suông à? Lát nữa em có váy. À, chị Nga với Quy, cái mẫu ống đứng đấy của em, chị nhìn được đấy có phải size 27 không? Cái mẫu ống đứng đấy của em chỉ có size 27 thôi. 28. À có 28 đấy, ống đứng có một cái 28 đấy. Chị lấy đi comment cho em ống đứng nhé chị Nga với Quy. Ống đứng có một cái 27 và cái 28. 27 là của chị Lâm Tình. Bộ đang mặc hết rồi ạ, chị Yến Huỳnh cho em số đi ạ. Sao quần đen chất thô cực kỳ đẹp luôn. Các chị nhá. Hoàng Châu Bảo Hân ơi, cái đấy em nói rồi, cái đấy là size L mà. Nga VQ 28. Ok chị Nga VQ 28 đi. SM, SM. Đấy chị nha, quần đen của em này. Quần đen của em thì chỉ có size S và size M thôi. Các chị nhá, đồng giá 50k. Đồng giá 50k như các chị nhìn thôi. Hàng rất xịn luôn. Nhưng mà chỉ có 50k dành cho hàng chia sẻ 3 lần đó chị nhá. Chia sẻ 3 lần đấy ạ. Chia sẻ 3 lần, cái này của em thì có size S và size M. Size S 50k. Size S này, quần này của em nó là quần chất thô ấy chị nhá. Chất thô hàng Quảng Châu. Size S thì tầm 45 cân đổ lại thôi. Còn size M thì cũng chỉ khoảng tầm 45 cho đến 50 cân thôi các chị nhá. Các bạn kia em S và M. Đen S và M các chị nhá. Bảo Hân Huynh lại bỏ. Hoàng Châu Bảo Hân lại bỏ ra kìa. Hoàng Châu Bảo Hân bỏ. Hoàng Châu Bảo Hân ra. Đấy chị ơi. Đấy chị ơi, quần này của em này, nó là quần 90 phân, kiểu quần lỡ chị nhá. Quần lỡ và gấu nhỉ, gấu may màu gấu kiểu rách như này chị nhá. Gấu kiểu rách như thế này. Và đào là quần lỡ nhá. Đào công tử. Đây, đào công tử S này. Quần thì chất rất là đẹp rồi, nhưng mà nó hơi kiểu cách một tí. Đây, đào công tử S nhá. Quần 90 phân mà ở dưới gấu nó hơi rách, gấu thôi. Chân ngắn đen M, cộng số điện thoại đi các chị ơi. Chân ngắn M này. Châu Huệ M này. Này chân ngắn đây. Chân ngắn M, Châu Huệ M. Châu 5 50, 50. Ô chết là hết M nữa chị ơi, chỉ còn S thôi. Châu Huệ không được rồi. Hết M rồi nhá, Châu Huệ nhá, chỉ còn S thôi. Châu Huệ ơi, hết M. Hết M ấy chị nhá, chỉ còn S. À Lâm Anh, cái này là cạp ấy nhá em nhá. Cạp này là cạp vừa, không cao mà không chê. Cái này hơi bé. Phúc tỷ buồn 8 cân. Thì Sơn Ngọc Anh gọi điện trước đâu rồi là gửi rồi chị nhá. Huyền Diệu này, Huyền Diệu S đi. Huyền Diệu S này. Thuy Trang Nguyên S này. Chỉ còn S thôi, S tầm 16 cân đổ lại thôi. Thuy Trang Nguyên S. Thuy Trang Nguyên S này. Ờ, Đào Công Tử. Đấy vừa nói rồi, tầm S chỉ tầm 16 cân đổ lại thôi. Thanh Thanh S này. Thanh Thanh S này. Vừa chị Nga với Quy nhá. Mờ hết rồi nhá. Phúc tỷ không vừa. Quần lỡ nhá. Thanh Thanh cho em giúp em số điện thoại nhá. Hết size M ấy chị nhá. Rồi Mai Lê S này. Vừa nhá. Vừa vừa. S là tầm 46 cân đổ lại nhá. Mai Lê này. Lan Tuấn này. Mai Lê Lan Tuấn. Cộng số điện thoại đi các chị ơi. S tầm 46 cân đổi lại thôi. Châu Huệ có chưa? Châu Huệ có rồi nhá. Giá 50k. 50k một quần. Châu Huệ không có bởi vì Châu Huệ size. Đây Châu Huệ S này. Vẫn lấy mà. Phạm Thị Nhiễu S này. Châu Huệ đi, Phạm Thị Nhiễu đi. Châu Huệ. Phạm Thị Nhiễu này. Châu Huệ này. Bây giờ chỉ còn size S thôi các chị nhá. Rồi Châu Huệ rồi. Quần này là quần 90 phân, 50k thôi chị ơi, quần rất xịn nhá. Đào Công Tử cho em số nhá. Chị ghi đến ai rồi? Lam Tuấn cho em số nhá. Từ 3 người rồi, đọc đến đây chị ghi Mai Lê, Châu Huệ, Phạm Thị Nhiễu.
đi. Quên Lê Thực một cái nữa này. Quên Lê Thực một cái S đấy nhá. Quên Lê Thực. Quần thô có giá chị ạ. Rồi hết nhá chị nhá, hết cái mã đấy rồi. À. Đào công tử cho em số nhá, Tiến Huỳnh cho em số đi ạ. Thấy chị Hương vô rồi nhá. Đồ bộ có còn dài thôi chị Yến Huỳnh ơi. Cộng số điện thoại cho em đi chị. Em còn một cái thô này. Em còn một cái chất thô nha. Còn một cái chất thô các chị ơi. Size M. Size M này là khoảng tầm 47 cân cho đến 52 47 cân cho đến 52 cân. 47 cân cho đến 52 cân 30k các chị nhá. 30k, comment cho em số 30. Comment cho em số 30 cộng số điện thoại này. 30k. 30k. Vừa bán vừa tặng nhá. 30k này. Comment cho em số 30. Quần chất thô đũi. À cô Lộ Lem ơi, giờ em không mở cửa đâu chị ơi. Sáng mai đi. Giờ này em làm em không có mở cửa đâu. Rồi ok, ship từ hai sản phẩm trở lên các chị nhá. Tất cả những cái hàng sale này là một cái không ship đâu. Nếu các chị chọn luôn cho em thêm áo, thêm váy nhá. Phương Hiền đi. Phương Hiền 30 này này. Phương Hiền. Cậu số điện thoại luôn nhá Phương Hiền nhá. Rồi sang một cái mã quần đen khác này. Sang một mã quần đen khác này thì em có em có một con L. Một con L còn đâu là S các chị nhá. Còn đâu là S 50k. 50k nhưng mà quần này của em là kiểu nó rách các chị nhá. Thôi kiểu này em xả, kiểu này em xả 40k nhá các chị nhá. Kiểu này em xả 40k quần rách này. Quần rách ạ. Quần đen rách, size S này thì chỉ tầm size S này thì chỉ tầm 45 cân đổ lại thôi các chị nhá. 45 cân đổ lại thôi chị ơi. Có một cái size L. Size L này cũng khoảng tầm 52-53 cân thôi. Rồi lát nữa váy xả 79k ấy chị nhá. Cái này em xả 40k một quần. Hàng Quảng Châu xịn luôn ấy chị nhá. Hàng Quảng Châu xịn luôn nhưng mà chỉ có điều nó là quần rách này. Nó là quần rách ấy chị nhá. Đây các chị comment cho em cái này là 40 cộng 40. Cái này size S nhá và có size L. Chân ngắn ơi, chắc là do mạng bên em chậm đấy nhá. Chứ còn chị theo máy chủ thôi, không có thiên vị ai đâu. Cái này các chị comment cho em. Đấy các chị ơi, 40k một quần, chỉ có size S nhá. Từ 46 cân đổ lại nhá. 46 cân đổ lại của chị Diễm Ly. Cộng số điện thoại cho em đi chị Diễm Ly. Quần này của em là quần rách nhá. Mì xào này, mì xào cái L này. 40k một quần này thôi chị nhá. Hết L rồi chị Quyên Nguyên ơi. Như nó là quần rách nhá chị nhá. Quần rách ở chỗ gối này. Và rách ở đằng chỗ đằng sau này thôi nhá. Mèo môn lớp mai này. Mèo môn lớp mai nhá. Mèo mông lớp mai. Huyền Diệu này. Đào công tử cho em số nhé. Đây các chị nhá, rách nhá. Mèo mông lớp mai 40k một quần. Huyền Diệu một cái đây, còn một cái S. Quần thì nó rất là xịn, chỉ có cái là nó là, nói chung là nó xanh điệu quá, là nhiều chị cũng không dám mặc. Bây giờ xả là 40k một quần. Còn quần này là bình thường là giá là trên 300k các chị nhá. Đây là mác, nhiếp Teatua mác này này. Quần rẻ nó không có nhiều mác thế này đâu. Rẻ không bao giờ nhiều mác như này các chị nhá. Quần thì rất là xịn, chỉ là nó xanh điệu quá thôi. Phải xả 40k đi nhá. 40k. Các chị không thích thì có thể cắt đi, mình mặc quần short cũng rất là đẹp. Còn đúng một cái size S. Ai lấy comment cho em số 40. 40 các chị nhá. 46 cân đổ lại vừa. Mèo mông lớp mai bỏ ra đi. Mèo mông lớp mai bỏ cái đen này ra. 40k một cái quần xịn đấy chị nhá. Đây nhá chị nhá, bây giờ còn đúng cái quần này thì là quần mà em xả. Em xả 70k nhưng còn đúng một chiếc thôi. Còn hai cái. Size em xả cái này thì chắc rất là xịn đó chị ạ. Size 2 thì size 26, người ta đánh là size 26 nhưng mà quần này size 26 như phải tầm 50 cân. 50 à, phải tầm 50 cân cho đến 54 cân nhá chị nhá. Đánh là size 6 nhưng mà tầm 50 cho đến 54 cân. Quần này rất là xịn luôn thì là 70k á chị nhá. Chị nào vừa được quần này thì quá đẹp này. Đây ạ.
Quần này không rách, không rách, chỉ có xước mài, nhưng mà quần nó chất nó rất là mềm, chất rất là mềm và xịn luôn á chị nhá. Hàng này 450 đi ạ. Rồi Phạm Thị Phượng đi. Size 26 này em nói trước nhá, là phải tầm 50 cho đến 55 cân này nhá chị Phạm Thị Phượng nhá. Chứ không phải size 26 mà như những quần khác mà bốn mấy cân đâu. Lấy cho em là ok cho em nhé chị Phạm Thị Phượng nhá. 70k chị Phạm Thị Phượng, ok lại cho em nữa nhá. Phạm Thị Phượng ok lại cho em nữa đi ạ. Phạm Thị Phượng, nhìn ok rồi, cho em số đi chị nhá. Phạm Thị Phượng cộng số cho em đi ạ. Có cái quần này đẹp dã man luôn, 60k. 60k này, size 25 này dành cho chị là tầm 46 cân đổ lại. Size 25, comment cho em số 25 các chị ơi. 60k này, quần này thì rất đơn giản, không có gì. Rất là đơn giản, comment cho em số 25 cộng số điện thoại nhá. 60k này, đây ạ. Chất giày xịn nhá, chất giày xịn. Chất giày xịn luôn nhá chị. Quần đen lúc đấy là quần rách nhá chị Phan Kiều nhá. Quần rách nhá. Ai lấy này comment cho em số 25. 25 này, quần này quần 25 nhá chị nhá, không phải 26 đâu, 25 này. Vóc Ngô 25. Vóc Ngô 25 cộng số điện thoại cho em chị Vóc Ngô ơi. Chị Vóc Ngô 25 cộng số điện thoại cho em nhá. Rồi, hôm nay là em đã hết quần rồi các chị nhá, hết quần rồi. Bây giờ em sẽ xả sang váy. Vóc Ngô có số điện thoại rồi này. Rồi, ok chị Vóc Ngô nha. Tất cả những chị mà từ đầu rồi giờ các chị chọn những sản phẩm mà dưới 100k là bên em không có ship các chị nhá. Thì các chị cố gắng chọn luôn cho em, nhà em hàng thì rất là rẻ, nhưng chất thì rất là đẹp luôn. Nên các chị ví dụ như một cái áo 59k thì cực kỳ đẹp, là hàng mà thị trường bán ít nhất từ 150 cho đến 200, hơn 200k nhất, là nhà em bán 59k. Thì lát nữa chị chọn kèm theo luôn, thì để mai nhà em chốt đơn ship luôn các chị nhá. Chứ một cái quần là lại bỏ ra thì cũng không có ship một cái quần mấy chục nghìn đâu. Và các chị nếu như các chị, đấy là em sợ tốn ship cho các chị thôi. Còn thì các chị muốn ship thì cứ chủ động inbox cho em nhá. Rồi bây giờ em sẽ xả nhanh sang váy. Xả nhanh sang váy xong bắt đầu sang áo, áo 59k ấy chị nhá. Máy rất là nhiều thứ luôn. Cái váy này là lúc của ai đây chị ơi? Của Đặng Bằng Ngọc. Không lấy cái size rộng mà mặc hiền. Mặc ở khi được mời đi. Không bao hiền là không lấy cái size rộng mà mặc váy màu ấy. Váy này em sẽ xả hết là 79k nhá chị nhá. Xả 79k một váy đây ạ. Nhưng cái váy này của em là váy da da ấy chị nhá. Váy da da em chỉ còn 3 chiếc thôi. Ai lấy thì comment kể cho em. Váy này thì như em cao 1m6, nặng 54 cân là em mặc tới đầu gối các chị nhá. Váy này là từ các chị từ 58 cân đổ lại ấy chị nhá. 58 cân đổ lại, comment cho em váy kẻ. Váy kẻ nhá, nhung hồng hôm trước em chị nhung hồng ấy, chị có thể inbox cho em nhá. Inbox cho em nhá. Cảm ơn Trang Phạm nhá. Chị Linh Vi còn vải. Quần hết rồi chị Linh Vi ơi. Váy cũng hết rồi. Bây giờ mẫu này là em xả 79k ấy chị nhá. Ai lấy thì comment cho em kẻ này. Kẻ nhá chị nhá. 58 cân đổ lại em chỉ còn 3 chiếc thôi. Rất là đẹp luôn nhá chị nhá. Kẻ này 79k. Chất cotton váy da da chị nhá. Rồi ok chị Nguyên An, một váy kẻ cộng số điện thoại cho em đi. Comment cho em mã hàng cộng số điện thoại ấy chị nha. Kẻ cộng số điện thoại ạ. 79k một váy. Rồi ok chị Nguyên Liệu, lát nữa váy xả hàng 59k ấy chị nhá. Hàng 59k nhà em thì lúc nào cũng cháy hàng luôn. Váy này 79k ấy chị nhá. Váy cốt tông, chất rất là đẹp luôn. Cái này thì từ các chị từ 58 cân đổ lại nhá. 58 cân đổ lại. Comment cho em là váy kẻ chỉ có 79k một váy thôi ạ. Rất là xinh nhá chị nhá. Rồi ok chị Thảo Ly. Thảo Ly một váy kẻ đấy ạ. À quần ren hết rồi các chị ơi, không còn nhá.
Và váy thì mỗi mẫu cũng có rất là ít thôi. Chị Nguyễn Hường một váy đi. Chị Nguyễn Hường một váy lên hết nhá. Đến chị Nguyễn Hương là hết, còn chị Huyền Diệu, Diễm Lê, Thảo Ly, à, Lê Hương là không được nhé. Chị kiểm tra tất cả em xong là xem mờ. Đấy chị nhá, tất cả những mẫu váy nhà em hôm nay toàn là hàng Quảng Châu, rất là đẹp luôn đấy chị nhá. Bình thường các chị mua phải toàn vài trăm nghìn luôn, chứ hôm nay là riêng váy là em xả cho các chị với cái giá là rẻ hơn cả giá buôn bình thường đấy chị nhá. Đây ạ, hàng Quảng Châu cực kỳ đẹp luôn. Và mẫu này của em là có size M thôi. Cái này của em là cả một set luôn. Cả một set váy luôn các chị nhá. Hôm nay xả cũng còn 79k. Size này size M. Size M này dành cho các chị này, từ 48 cân cho tới đến 58 cân nhá. 48 cho đến 58 cân. Các chị comment cho em là set cộng số điện thoại nhá. Set váy cộng số điện thoại này. Có sóc bò nhá, chị xem trang ấy có sóc bò. Set cộng số điện thoại ấy chị nhá. Chỉ bán cho các chị chia sẻ 3 lần. Chia sẻ 3 lần nhé, chị Linh Vi một cái kẻ hồng đi, 79k. Size M nhá. Cảm ơn chị Nguyên Liệu nhá. Kẻ hồng á chị ơi, kẻ hồng cũng được, kẻ hồng cũng được này. Đây ạ, có một size M làm Quảng Châu chị nhá, hôm nay xả chỉ có 79k dành cho hàng chia sẻ 3 lần với chị nhá. Và Diễm Lê có được quần 40k hình như có được đấy chị ơi. Chị Linh Vi một cái rồi này, chị Linh Vi một set rồi nhá. Rồi chị Nhẫn Phạm một set M đi. Nhấn Phạm một set đi. Nhấn Phạm này, chị Lan Tuấn một set váy cộng số điện thoại đi các chị ơi. Comment cho em mã hàng cộng số điện thoại nhá. Chị Lan Tuấn này, xem trang là cái gì, chờ không không. Đặng Bảo Ngọc hai set đi chị. Đặng Bảo Ngọc hai set. Lan Tuấn đã. Không Lan Tuấn không? Lan Tuấn rồi, ok. Lan Tuấn này, Đặng Bảo Ngọc hai set đi. Thảo Ly. Thảo Ly. Thảo Ly là có một chiếc của em thôi. Thảo Ly một xe này. Nguyễn Thị Đẹp Huế rồi, đi. Nguyễn Thị. Đấy, từ đây là. Đấy là Thảo Ly đúng không? Thì đây là của Nguyễn ấy đi. Chị em mới đọc của chị là Nguyễn Thị Huế mà. Rồi, Nguyễn Thị Huế là hết các chị nha. Hết rồi ạ. Hết nha. Hôm nay em xả rất rẻ, các chị phải nhanh tay lên ạ. Chia sẻ 3 lần nhá chị nhá. Chị ơi, 79k. Em số nhá. 79k một váy giống như em đang mặc các chị nhá. Đây ạ. Rất là xinh luôn. Rất là xinh. Nhưng mà cái này nhá các chị nhá. Chị Nguyễn Hương hôm nay nhận được gần chục cái áo phông, cái nào cũng đẹp, mắt ghê luôn. Rồi em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị Nguyễn Hương nhá. Cảm ơn chị Nguyễn Hương rất là nhiều luôn. Từ đâu? Không nói gì đâu. Có một size. Chị 79k một cái váy hàng Quảng Châu như này các chị nhá. Cái đai này là đai rời nhá chị nhá. Chị nào muốn lấy kèm theo đai thì các chị comment đai cho em. Đai là 89k một đai nhá chị nhá. Váy này là các chị nào mà nếu như mà tầm dưới 1m6 chị nhá. Dưới 1m. Như em 1m6 là em thích mặc ngắn là em vẫn mặc được. Em mặc như này là nó hơi ngắn một chút.
nhưng mà rất là trẻ trung nữa chị nhá. Có chị cao thì là mặc sẽ ngắn nhá, nói chung là các chị tầm mét năm tầm 1m58, 57, 58 đổ lại thôi ạ. Chào chị Kỳ Duyên nha. Và váy này của em 79k, có các màu và có size như sau chị nhá. Em đang mặc là màu hồng ạ. Em đang mặc là màu hồng. Màu hồng của em có size S và size L và XL ấy chị nhá. Size S là dành cho các chị tầm 50 cân đổ lại nhá chị. 50 cân đổ lại ạ. Còn size L dành cho chị nào mà khoảng tầm 55 cân cho đến 58 cân. Còn size XL ấy chị nhá. XL là các chị khoảng 60 cân. 60 cân ấy chị nhá. Đây là màu hồng các chị nhá. Màu hồng ạ. Và em có màu vàng. Màu vàng thì em chỉ có size L thôi các chị nhá. Màu vàng em chỉ có size L thôi ạ. Và có màu xanh. Màu xanh của em là có size M. Màu xanh là chỉ có size M ấy chị nhá. Còn màu hồng là có S, L và XL ạ. Ai lấy mẫu này thì comment cho em váy cộng màu cộng size cộng số điện thoại ấy chị nhá. Xả 79k một váy hàng Quảng Châu ấy chị nhá. Một váy hàng Quảng Châu. Rồi ông Hoài Thu không lấy rồi, em chưa chốt cho chị mà. Em chưa chốt cho chị Hoài Thu đâu. Em nói rồi ấy chị nhá. Nếu mẫu này nếu như em 1m6 là em mặc nói chung là hơi ngắn một chút. Các chị nào tầm dưới 1m6 nhá. Dưới 1m6 này 79k một váy. Và có 3 màu, hàng Quảng Châu rất là xịn luôn ấy chị nhá. Chất rất xịn luôn ấy ạ, hàng mấy trăm nghìn ngoài thị trường ấy chị nhá. Xả chỉ còn là 79k thôi, dành cho khách hàng chia sẻ 3 lần. Ai lấy mẫu váy này comment cho em váy cộng màu cộng size ấy chị nhá. Hồng S, L và XL. Còn màu xanh thì có size M các chị nhá. Màu xanh có size M. Và màu vàng. Màu vàng thì có XL các chị nhá. Màu vàng thì là có size, màu vàng là có size L ấy chị nhá. Vàng có size L. Rồi ok chị Đặng Màu Ngọc này, hồng 2S này. Chị Đặng Màu Ngọc này, 2 hồng S này, 1 L này. Xanh là em chỉ có một size thôi chị Đặng Màu Ngọc nhá. Xanh chỉ có một size M thôi, một size M xanh nhá. Còn màu vàng là có size L, vàng là có L nhá. Quần hết rồi nhá, quần hết rồi chị ơi. Váy rất là xinh luôn, giá xả chỉ có 79k một váy thôi. Và là váy hàng Quảng Châu cực kỳ đẹp nhá chị nhá. Váy hàng Quảng Châu cực kỳ đẹp luôn. Rồi ok chị Khánh Huyền này. Chị Khánh Huyền là xanh mờ. Chị Khánh Huyền xanh mờ này. À 40 cân không vừa đâu Nguyệt Phạm nhá. Rồi ok chị Khánh à, chị Đặng Bảo Ngọc là 2 mờ xanh. Chị Đặng Bảo Ngọc 2 mờ xanh. 42 cân thì mặc size S thôi nhá. Thảo Ly màu hồng XL này. Thảo Ly màu hồng XL. Đây nhá chị ơi. Size S là L là đánh cái đấy, nó có XL đằng ấy, đằng ngoài ấy, cái viền của nó ấy. Cái viền đấy là XL nhá. Còn cái này này, cái viền là S này, viền là S này. Đây là L. SL XL. SL XL nhá. Rồi ok, Duy Quyên Nguyên S hồng đi chị ơi. Đai là 89k một đai nhá. À, Đại Nguyễn Xuân 56 cân là size L đi. Đại Nguyễn Xuân L, L hồng đi chị. Đại, ghi cho cô cái này đi. Đại Nguyễn Xuân L đâu. L cái bó này. Đây đây đây. Đại Nguyễn Xuân là L này. Đại Nguyễn L hồng này. Duy Quyên Nguyên S hồng chưa chị? Duy Quyên Nguyên S hồng. Vàng là có L ấy chị nhá. Vàng có L. Và màu xanh cũng rất là đẹp nhá chị nhá. Màu xanh là M. Màu xanh là size M này. Nhá. Màu cái vàng là L nhá. Màu hồng là có S, L, XL. Các chị nhá. Sơ mi em có ít lắm nhá. Hôm nay chủ yếu là váy lát nữa áo phông. Váy áo phông. Quần short nhá. Đại Nguyễn Xuân XL. Đại Nguyễn Xuân bảo lấy XL. Đại Nguyễn Xuân là XL à? Ok.
Chị Đại Nguyễn Xuân XL này. Rồi ok, Duy Quyên Nguyên nhá. Đây các chị ơi, 79k một cái váy hàng Quảng Châu đẹp như thế này các chị ơi. Cực kỳ xinh như thế này, có 79k một váy nhá, cực kỳ trẻ trung hàng Quảng Châu. Đây là nhìn túi là biết là hàng xịn rồi các chị nhá. Hàng mấy trăm nghìn xả còn 79k dành cái hàng chia sẻ 3 lần. Rồi ok, An Nhiên M xanh. Màu xanh có size M. Và màu vàng thì là có size L chứ chị nhá. Màu vàng thì chỉ có L thôi, xanh chỉ có M. Và hồng như em đang mặc thì có S này, L, XL. S, L, XL chị nhá. Cực kỳ xinh 79k. Rồi ok, ok, Đại Nguyễn Xuân là lấy XL nhá. Nguyễn Thị Huế váy XL. À, vâng chị Ngang nhá. Nguyễn Thị Huế váy XL hồng 58 cân. Rồi ok Nguyễn Thị Huế nhá. Rất là xinh luôn. Nhưng mà cái mẫu này thì chỉ dành cho các chị tầm dưới 1m6 nhá. Em 1m6 là em mặc cũng được, tại vì em hay thích mặc kiểu nó hơi ngắn ngắn một chút như này. Còn các chị không thích mặc ngắn thì là các chị ở dưới 1m6 nhá. Rồi, còn ai lấy mẫu váy này thì comment cho em là váy ren. Váy ren đấy chị nhá. Váy ren 79 nhá chị nhá. Cộng màu, cộng size, cộng số điện thoại. Quá rẻ luôn. Rồi ok, Nga Trần này. Chị Nga Trần là hồng LXL. Nga Trần hồng LXL. Đại Nguyễn Xuân trắng. Ơi, cho em số đi ạ. Ngày nào cho em số ngày đấy á. Chị Hải Trần ơi, không có sóc trắng nhá. Rồi ok, các chị bên mai nhà em sáng mai lại tiếp tục chốt đơn mà các chị nhá. Còn các chị nào muốn là hàng đi nhanh, muốn là chốt sớm ấy thì chủ động inbox cho bên em nhá. Rồi ok, Loan Vu là cho em cái XL 60 cân màu hồng đi. Rồi ok Loan Vu nhá. À, thắt lưng này là 89k, thắt lưng rời ấy chị nhá. Thắt lưng này ai lấy muốn kèm, lấy kèm thêm thì comment cho em là thắt lưng nhá. Ờ, chị Phạm Thị Kim Liên ơi, cái giá thanh lý thì mới có giá 79k váy này nhá. Chứ bình thường thì làm gì có giá 79k một cái váy như thế này ạ. Bình thường cái váy này các chị mua ở thị trường nó cũng phải là 300-400k một váy rồi. Đại Nguyễn Xuân XL hồng. Ồ, rồi ok chị Đại Nguyễn Xuân nha. Rồi ai lấy mẫu váy này comment cho em nhanh tay cho em nhá. Váy ren. Váy ren cộng màu cộng size cộng số điện thoại các chị nhá. Hàng Quảng Châu thị trường bán từ 300-400k. Bên em các chị chỉ cần chia sẻ 3 lần các chị nhá. Giá chỉ còn 79k thôi ạ. Ai lấy mẫu này comment cho em này, váy cộng màu cộng size cộng số điện thoại nhá các chị nhá. Váy ren nhá, váy ren. À, An Nhiên. Dồn đơn à. Chân ngắn thắt lưng. Rồi ok, chân ngắn một thắt lưng đi. Chị lấy một thắt lưng cho em đi. Hiền ơi, chân ngắn này. Hiền ơi, chân ngắn một thắt lưng. Ok, chân ngắn một thắt lưng. Nhìn em xem cái này hai em giống nhau. Đấy chị nhá, váy đỏ này. Váy đỏ 79k chị nhá. Cái này của em là có một size M. Loan Vu ơi, cho em số nhá. Một size M nhá chị nhá. 79k size M. Cái này thì các chị khoảng 1m6 đổ lại chị nhá. Size M này dành cho chị từ 48 cân cho đến 55 cân chị nhá. 55 cân, 56 cân. Comment cho em váy đỏ. Váy đỏ ấy chị nhá. Hôm nay có bộ không em? À, chị Ngân Vương ơi, bộ thì nói chung có ít lắm, có ít lắm. Hôm trước em đã like mẫu bộ ấy rồi. Nên là hôm nay nếu như có thời gian thì em có ít bộ thôi thì em like nốt, mà không có thời gian thì em sẽ không like nhá. Hay lấy mẫu váy này comment cho em là váy đỏ ấy chị nhá. Váy đỏ 79k. Từ 48 cân cho đến 55 56 cân ấy chị nhá. Bảo Hân Huynh một cái đi chị. Bảo Hân Huynh một cái váy đỏ. Bảo Hân Huynh một cái váy đỏ này. Váy đỏ này em chỉ có 4 chiếc thôi chị nhá. Loan Vu ơi,
4 chiếc 79k một váy. 4 chiếc với chị nhá. Ai lấy mẫu này cho mình váy đỏ nhá chị nhá. Quần bò em à. À quần bò luôn em like lúc đầu rồi nhá, chị Lê Lan. Rồi chào chị Thanh Hưng Nguyên nha. Còn ai lấy mẫu váy đỏ 79k thì comment cho em là váy đỏ ấy chị nhá. Váy đỏ này, pha ren ở tay và ở thân ấy chị nhá. À, sắp đến áo phông rồi nhá chị Đặng Hòa ơi. Váy đỏ còn đúng 2 chiếc, 2 3 chiếc thôi chị nhá. Số luôn nhá. Váy hồng còn 2 con đấy chị nhá. Có like shop bò nhá. Xem cho. Váy hồng còn 2 con này. Váy hồng còn 2 con nữa chị nha, 2 con này. 2 chiếc Lê này dành cho các chị tầm 56 cân đổ lại chị nha. Lê Lan không được còn bò đâu. Chị Loan vua cho em số nhá. Comment cho em váy hồng đó chị nhá. Váy hồng này 79k, em còn 2 chiếc thôi ạ. 2 chiếc này. Váy hồng 79k. Mẫu này dành cho các chị tầm 56 cân đổ lại nhá. Khánh Đăng Ngọc, ừ chị ơi hơi mệt chút. Váy hồng nhá chị nha. Comment cho em váy hồng. Váy hồng 79k. Chân ngắn được rồi nhá. Chân ngắn được rồi nhá. Rồi ok chị Đặng Ngọc hai cái lại hết nhá. Vẫn còn cái đấy em ơi. Còn ở đâu? Đây chị trả lời sách đi. Vẫn còn một cái váy hồng nữa nhá. Chị chị kỳ duyên được một váy hồng nữa nhá. Là hết nhá. Chị kỳ duyên cho em số đi ạ. Loan Vu còn ở đấy không cho em số nhá. Loan Vu và Kỳ Duyên. Hết váy hồng rồi nhá chị Nga Trần. Nga Trần Hoài Thu hết rồi ạ. Một set váy cũng rất là xịn luôn đó chị nha. Sang một set váy cực kỳ xịn và sang chảnh luôn ạ. Vâng, set bò, shop bò để lát nữa chị ơi. Cả một set nhá chị nha. Cả một set hàng Quảng Châu xịn như thế này. Xịn như thế này, xả còn 79.000 các chị nhá. Xả còn 79.000. Và mẫu set váy bộ này của em thì chỉ có một size L thôi. Chỉ có một size L thôi chị nha. Dành cho chị từ 60 cân đổ lại. Nhưng phải từ 50 cân đổ lên đấy chị nhá. Từ 50 cân đổ lên cho đến 60 cân đổ lại. Comment cho em này. Comment cho em số 0. Số 0 này chỉ có size L ấy chị nhá. Số 0 này chỉ có size L thôi. Chất rất là xịn luôn. Chị Linh Vi một cái đi. Chị Linh Vi một cái. Cả một set nhá. Chất rất là xịn luôn. Xả còn 79k. Có một size và một màu các chị nhá. Có một size và một màu. Một size và một màu này. Ai lấy mẫu này comment cho em. Comment cho em là số 0 nhá. Chị bóc ngô một cái đi. Chị bóc ngô một cái, 60 cân đổ lại đấy chị nhá. Chất xịn ơi là xịn luôn nhá chị. Bóc ngô một cái này. Xả còn 79k. Có nhá Bông Linh. Phạm Anh một cái đi. Phạm Anh một cái. Phạm Anh một cái này, Thu Hương Nguyên Nhi một cái. Đây đó chị ơi, nhìn túi đã biết là xịn như nào rồi. Thu Hương Nguyên Nhi một cái mà xả 79.000. Thu Hương Nguyên Nhi
Diệu Vân một cái đi. Diệu Vân một cái. Diệu Vân một cái số 0. Hàng 5-700 nghìn xả còn 79 nghìn thôi các chị nhá. Chia sẻ 3 lần ạ. Chị Diệu Vân một cái này. Còn ai lấy ma này các bạn tiêm số 0 nhá. Ok, Hoài Thu một cái này. Hoài Thu một cái. Mì xào một cái nhá. Mì xào một cái này. 79k thôi các chị nhá. 79k. Chị Phạm Anh ơi, chất liệu thì chị yên tâm, các chị hoàn toàn yên tâm nhá. Em nói ở đây là lấy uy tín của em ra nên các chị yên tâm là chất liệu thì các chị hoàn toàn yên tâm. Hàng từ 5-700 nghìn một cái cơ các chị nhá. Đây là em xả nhá. Quyền lên thức ấy, em không nhớ đâu. Đọc đến ai là người chốt, mai nhà em chốt đơn thì mới biết được nhá. Chị đứng lên. Đây nhá chị nhá. Ai lấy mẫu này comment cho em số 0. Số 0 nhá. Xả hôm nay xả chỉ còn 79k thôi. Hôm trước là em xả là 125k mẫu này các chị nhá, cả một set. Và hôm nay thì là em xả lốt luôn, lỗ vốn luôn đấy chị nhá. Lỗ vốn luôn. 79k. Đây nhá chị. Cả một set váy nhá. Cả một set váy 79k. Rất là sang luôn nhá chị. Chất nó rất là mềm và mát. Chất liệu rất là mềm và mát đấy chị nhá. Hai lớp này. Chị Linh Vi, chị đặt rất là nhiều hàng với anh em. Tại sao mà các chị nhiều lúc còn không cả nói giá cơ. Không còn nói giá, các chị đã đặt rồi. Miễn nhìn nick là đặt thôi, vì các chị hoàn toàn là yên tâm hàng bên em là như thế nào rồi các chị nhá. Rất là đẹp luôn. Còn ai lấy mẫu này comment nhanh tay là mã số 0 các chị nhá. Mã số 0 này các chị từ 60 cân đổ lại nhá. 60 cân đổ lại thì comment cho em mã số 0 79k nhá chị nhá. Rồi chị Nguyễn Hoa một cái này. Chị Nguyễn Hoa một cái đi. Chị Hồng Thanh một cái. Chị Phạm Anh cho em số nhá. Hồng Thanh cộng số điện thoại luôn cho em đi. Chị Hồng Thanh cộng số điện thoại luôn cho em nhá. Còn ai lấy mã này nhanh tay mã số 0 với chị nhỉ. Mã số 0 chỉ còn 79k. Cả một set váy hàng Quảng Châu cao cấp. Dòng này là dòng cao cấp luôn đó chị nhá. Chất nó rất là xịn. Rất là xịn luôn nhá chị nhá. Chị đưa cho em một cái đem em thơ bác. Đây nhá chị. Đây các chị nhìn, có thể nhìn từ vỏ túi ở ngoài nhá. Rồi em sẽ cho các chị xem mác bên trong. Đây chị ơi, đây ạ, hàng Quảng Châu cao cấp luôn ấy chị nhá. Chất vải rất là mềm luôn ạ. Chất vải rất là mềm luôn nhá. Giá xả hôm nay chỉ còn 79k dành cho khách hàng chia sẻ 3 lần thôi. Và mã này là mã số 0 nhá chị nhá. Mã số 0 này từ 60 cân đổ lại nhá. Ai lấy nhanh tay comment cho em mã số 0 cộng số điện thoại nhá chị. Phí xếp bưu điện tính nhá. Phạm mà ơi. Do bưu điện chứ phải không anh? Đấy chị nha, sang một cái mã váy nữa cũng rất là đẹp luôn. Số nhá. Đây chị ơi, kéo lên nhá.
Đấy các chị nha, sao một cái mã váy mà rất là xịn luôn, cực kỳ xinh. Mã váy này của em ngày hôm nay cũng ưu tiên các chị chia sẻ 3 lần và xả 79k các chị nhá. Xả 79k, mẫu váy này của em rất rất xịn luôn ạ. Rất rất xịn luôn các chị nhá. Và có size như sau nhá các chị. Mẫu váy này của em có size SM. SM các chị nhá. Có SM. S là như các chị nào mà tầm 50 cân. S là tầm 45 cân cho đến 50 cân, 50 51 cân. Cao 1m6 các chị nhá, là mặc S. Còn size M là các chị mà khoảng tầm 54 cân cho đến 58 cân, các chị mặc size M nhá. Còn em có một cái size XS. XS là cái size bé nhất ạ. Size bé nhất dành cho các chị mà khoảng tầm hơn 40 cân thôi. Các chị comment cho em mã váy này là mã váy này. Mã váy 02 ấy chị nhá. Mã váy 02 cực kỳ xinh, 79k. Đây ạ, rất là xịn luôn ấy chị nhá. Rất là xịn luôn ạ. Xả còn 79k, dành cho khách hàng chia sẻ 3 lần nữa chị nhá. Mã số 02 đấy các chị ơi, mã số 02 cộng size. Có một cái size XS và size S và size M ấy chị nhá. XS, S và M, mẫu này cực kỳ xinh nhá. Chất rất là mềm mịn luôn nhá các chị. Chị Nga Trần này. 2. Mã số 2. Chị Nga Trần là lấy size gì chị nhỉ? 2Y. Chị Nga Trần là lấy mấy size chị ơi? Comment rõ cho em nhá. Hồng Nguyên size M đấy chị. Đây, Hồng Nguyên size M này, đấy là S nhá. Hồng Nguyên size M này. Chị Nhân Nguyên M cộng số điện thoại cho em chị Nhân Nguyên. Hoàng Tâm là XS này. Nhân Nguyên này, Hoàng Tâm cộng số điện thoại cho em nhá. Lan Tuấn là S đi chị. Lan Tuấn cộng số điện thoại cho em. Chị ghi đến ai rồi? Mới có Nhân Nguyên. Nhân Nguyên Hoàng Tâm XS đấy, em vừa ném con XS đấy. Tâm. Hoàng Tâm cộng số điện thoại này. Lan Tuấn S đi. Lan Tuấn. Lan Tuấn. Bi Sắc Nguyễn M này. Nhân Nguyễn M rồi nhá. Bi Sắc Nguyễn. Bi Sắc Nguyễn M. Nhưng mà của chị Nga Trần là chị lấy gì đấy? Chị không coi sai, chị Nga Trần chị chỉ lấy 2Y thì ai mà biết được. Cho chị Nga Trần một cái M đi. Đây. Cho chị Nga Trần một con M nhá. M với con S à? Một con S một con M nhá chị Nga Trần nhá. Rồi cho chị Nhân Nguyên được M chứ nhỉ? Nhân Nguyên rồi. Chị Nga Nghiêm S đi. Nga Nghiêm S. Hết S rồi. Nga Nghiêm S này. Với chị Hoa Thảo Tiên S là hết nhá. Đến chị Hoa Thảo Tiên S là hết ạ. Hoa Thảo Tiên cộng số điện thoại cho em đi. Cái gì là cho em đấy? À đây 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 vẫn còn đây. Ủa, hết gì còn. Hoa Thảo Tiên một cái S này. Quên. Em đang mở S này. Vâng. Rồi, Hoa Thảo Tiên một cái S. Chị Milo hết S là hết M rồi chị nhá. Chỉ còn S thôi. Hoa Thảo Tiên một cái S này. Rồi. Đây còn cả. À chị Nga Trần không lấy đi, cho chị Milo một cái M đi chị. Milo. Của Nga Trần đấy. Cho Nga. Chị Milo cái của Nga Trần size M đi. Nga Trần không lấy. Để cho chị Milo cái M đấy. Milo. Rồi. Hết M ấy chị nha, chỉ còn S thôi. 79k thôi các chị ơi. Em còn sót một con M này. À em còn sót một con màu hồng. Sót một con màu hồng size XS. Size XS là dành cho chị mà tầm hơn 40 cân đấy ạ. Còn một cái size XS nhá. Màu hồng. Mẫu này của em chất rất là xịn luôn ấy chị nhá. Chất rất là xịn luôn đấy ạ. Và giá xả hôm nay chỉ còn 79k thôi nhá các chị nhá. 79k dành cho khách hàng chia sẻ 3 lần. Mà bây giờ em còn size S nữa chị nhá. Còn size S dành cho chị từ 45 cân cho đến 52, 53 cân. 52 cân nhá. 52 cân cao 1m6, tương đương cao 1m6 đấy ạ. Ai lấy mẫu này thì comment cho em mã số 02 nhá. Mã số 02 cộng size S ạ. Mã số 02 cộng size S chị nhá. Mẫu này cực kỳ xinh luôn đấy ạ.
dáng ở dưới nó hơi xuông một chút, mặc rất là xinh nhá chị. Hoa thảo tiên mặc XS thì vừa đúng không? 40 cân đúng không? Ừ. Vừa nha, hoa thảo tiên mặc size XS. Hoa thảo tiên vàng à? Ồ ok, hoa thảo tiên vàng. Này khó nhìn lắm, phải vạch ra cho khổ. Size M. XL. Mẫu này đẹp quá luôn chị nhá. X2XL. Đấy chị ơi, mẫu này thì cực kỳ xinh luôn ấy chị nhá. Đây ạ. Mẫu này thì quá đẹp rồi. Mẫu này của em có size M, L, XL và 2XL. Đây, L ở đây, L đây. Ở đây. M, L, XL. Và có cả 2X à? Đây, 21 của 2X. Và có cả 2XL ấy chị nhá. M, L, XL, 2X. Đấy chị nhá, comment cho em này. Comment cho em là váy hoa. Đấy chị nhá, váy hoa. Váy trắng đi chị ơi, trắng đi, trắng đi. Của chị Linh Vi, một cái M là hết M này. Của chị Linh Vi, Linh Vi một cái M là hết M, bây giờ chỉ còn L này, XL và 2X các chị nha. Còn L, XL và 2X thôi các chị ơi. 79 à. Vâng. Size M hết các chị nha, chỉ còn này. À cái này tầm 1m6 nhá các chị nha, 1m6 đổ xuống, em 1m6 mặc cực kỳ đẹp luôn, không hề ngắn nữa chị nhá. Chị hết M ấy chị ơi, hết M nhá. Bây giờ chỉ còn size L. Rồi Hoài Thu một cái L đi. Hoài Thu một cái L. Chị Hồng Nhung ấy hết M nha. Hết M rồi, chỉ còn L và size L và XL và 2X các chị nha. Chị Nhân Nguyên một cái L đi chị. Mẫu này quá xinh. Nhân Nguyên là hết L. Chị Nhân Nguyên một cái L là hết L luôn đấy chị nha. Mặc được cái chị Hoài Thu. Chị Milo hết L rồi, bây giờ chỉ còn XL. Mẫu này là chỉ còn XL và 2X chị nhá. Kỳ duyên cộng size cho em đi ạ. Bây giờ em chỉ còn size XL. XL là khoảng 58 cân đấy ạ, 58-60 cân đấy nhá. Comment size cho em các chị ơi. Hết size L rồi, chị Hồng Nhung hết L nhá. Trương Phương Thảo hết L rồi. Nguyễn Thị Huế XL 54 cân thì nếu mà chị thấp ấy thì chị mặc được XL. Nguyễn Hương ấy hết rồi chị ơi. Hết rồi chị nhá. Ok, Nguyễn Thị Huế XL nhá. Nguyễn Thị Huế XL cộng số điện thoại cho em đi ạ. Mẫu này quá xinh. Nguyễn Sen đã hết L rồi nhá. Chất xịn lắm luôn ấy chị nhá. Chị Nguyễn Sen hết L rồi, bây giờ em chỉ còn size XL và 2X. XL là khoảng các chị từ 58 đến 60 cân đấy ạ. 58, 60 cân. Các chị mặc XL nhá. Còn 2X là các chị khoảng 60 cân, hơn 60 cân một chút. Và mẫu này cực kỳ xinh luôn ấy chị nhá. Em có thể thêm một cái đai vào cực kỳ đẹp luôn này. Đấy các chị ơi. Đấy ạ. Mẫu này quá sang luôn nhớ chị. Chị nào vừa thì nhanh tay mẫu này nhớ chị nhá. Nhanh tay 79k thôi ạ. Váy hàng Quảng Châu chất cực đẹp luôn, chỉ có 79k dành cho khách hàng chia sẻ 3 lần. Và bây giờ mẫu này em có size là size XL và 2XL ấy chị nhá. XL các chị khoảng 57 58 cân đến 60 cân. Rồi chị Lữ Hà cái 2X đi chị ơi. 2XL ấy. Chị Lữ Hà hay cộng số điện thoại luôn cho em nhé. Cộng số điện thoại luôn cho em đi ạ.
tầm 1m6 đổ lại, các chị mặc cực kỳ xinh luôn. Mẫu này được cái chị nào béo mặc vẫn đẹp các chị nhá. Béo mặc vẫn đẹp này. Rồi em chỉ còn đúng duy nhất size XL nhé chị nhá. Ai lấy mẫu này comment cho em, váy trắng này. Ở trên là trắng, ở dưới là pha toa rất là đẹp luôn. 47 cân chị chuẩn đoán hết size rồi chị nhá. Hết size M rồi. Ngọc Hân, ok chị Ngọc Hân. Ngọc, chị Ngọc Hân XL đi. Ngọc Hân ơi, váy liền à? Váy vâng, liền chị ơi. Vâng, váy liền nhá chị Nguyễn Khuyên. Chị trả 2 cái M đi. Rồi. Vâng, ok em sẽ dồn đơn chị Nguyễn Thị Huế nhá. Vì giúp em cái ren trắng ấy. Em mặc này. Đỡ phải thở. Ren ren này. Trên sao cái ren trắng trong cùng ấy, một cái ren trắng không phải là gì nữa, em nhìn cái ren à, em bảo mang đi đâu rồi, cái này inbox muốn đổi thì mai inbox có thì đổi. Nhiều mấy cân đâu chị? 3 cân. Ai muốn mê bao nhiêu hả chị? Chị Thu Hoài XL còn không bạn? Bao nhiêu? 53kg à, chị Thu Hoài không mặc được size XL đâu ạ. Size XL phải từ 56 cân trở lên à. Chị Đại Nguyễn Xuân muốn đổi thì mai inbox còn thì mới đổi, còn hôm nay sale chúng em không đổi được nhá. Chưa vậy. Hả? Có một đen mồ ghi chắc là bị ẩn đấy em, chắc là cũng thông báo rồi mà em. Bao giờ thì giàu? Bây giờ em sẽ xả một mẫu váy ren cực kỳ mềm đó chị nha. Mẫu váy ren cực kỳ mềm luôn. Ren mềm và xịn lắm luôn đó chị nha. Xả 79k này. Và mẫu này của em là còn một size ấy chị nhá. Còn một size này dành cho các chị từ 50 cân. Nếu như 48 cân mà dưới 1m6 thì các chị cũng vừa nhá. Gọi là từ 48 cân cho đến 58 cân nhá các chị nhá. Rất xinh luôn. Ai lấy mẫu này comment cho em ren nhá chị nhá. Ren, chất liệu ren của nó rất là mềm ấy chị nhá, mặc cực kỳ sang chảnh luôn. Giá 79k dành cho các chị chia sẻ 3 lần các chị nhá. Chia sẻ 3 lần váy này chỉ còn 79k, chất ren mềm. Chất ren mềm hàng Quảng Châu nhá các chị nhá. Còn một size, thôi ạ. Rồi ok, Hồng Nhung một váy ren đi. Hồng Nhung một váy ren. Đai là 89k ấy chị nhá. Chị nào muốn lấy đai kèm thì comment đai cho em. Có một màu. Mẫu này có một màu trắng tinh khôi, cực kỳ trẻ trung nhá các chị nhá. Mặc lên rất là thoải mái bởi chất liệu ren của nó rất là mềm các chị nhá. Mặc rất là mềm mại luôn. Chị Tuyết Mai một ren cộng số điện thoại cho em đi. Chị Tuyết Mai một ren, cái này 1m6 đổ lại ấy chị nhá. 1m6 đổ lại ạ. Tuyết Mai một ren. Đẹp luôn, bao giờ thì giàu ơi. Cân nặng chiều cao của em mặc cái váy này cực kỳ xinh luôn nhá. Váy này chỉ có một size đấy chị nhá. Chất len ren mềm, ngày hôm nay xả chỉ còn 79k thôi. Ai lấy rồi ok, Hồng Nguyên một ren đi. Hồng Nguyên cộng số điện thoại cho em nhá. Hồng Nguyên một ren. Các chị mặc màu trắng len cực kỳ đẹp luôn. Ngày hôm nay xả chỉ còn 79k thôi chị nhá. Cảm ơn chị Cát Tiên Võ rất là nhiều ạ. Bao giờ thì dầu một cái ren. Ren đi. À bao giờ thì dầu em lấy cả đai đúng không? Đai là 89k em nhá. Bao giờ thì dầu một cái ren này. 40 cân mặc hơi rộng chị ơi. Chị Thủy Bùi ren đi. Chị Thủy Bùi ren. Hồng Nguyên ren rồi nhá. Chị Hồng Nguyên ren rồi ạ. Nhanh tay các chị ơi. Nhanh tay. Chất ren cực kỳ mềm, mặc lên khiến cho mình có cái cảm giác rất là thoải mái đó chị nhá.
Còn những cái gen mà cái hàng rẻ tiền thì mặc lên người rất là cứng, không chịu được đâu á chị ơi. Những cái mẫu gen này của em mặc lên người em cảm thấy rất dễ chịu, bởi vì chất liệu gen nó rất là mềm, hàng Quảng Châu các chị nhá. Hàng mấy trăm nghìn chứ không phải hàng rẻ tiền đâu ạ. Rồi ok, chị Thủy Bùi một cái đen, cái đai luôn đi chị ơi. Chị Thủy Bùi một cái đai. Chị Thủy Bùi lấy một cái đai luôn đi chị. Rồi Tuyết Mai có số rồi nhá. Còn chị nào chị nào chưa lấy mẫu này thì nhanh tay ý chị nhá, bởi vì nó quá rẻ và mặc lên cực kỳ trẻ trung, cực kỳ trẻ trung luôn các chị ơi. Ngày hôm nay em xả cho các chị rất rẻ, chỉ cần nhấn nút chia sẻ cho em 3 lần thôi các chị nhá. Rồi ok, chị Việt Quỳnh một cái váy ren cộng đai luôn, một cái váy ren cộng đai luôn. Đây Việt Quỳnh này. Được được chị Nhân Nguyên ơi, tất cả các chị muốn đai rời nhà em cũng bán đai rời nhá. Nhà em có bán đai rời ạ, 89k nhá. Ai lấy đai comment đai cho em, đai cộng số điện thoại cho em nhá các chị nhá. Và các chị lưu ý giúp em là chọn cho em từ hai sản phẩm trở lên. Nếu như một cái đai thì bên em thì các chị yêu cầu bọn em cũng ship nhá. Nhưng các chị để đỡ tốn tiền ship thì các chị chọn luôn kèm các sản phẩm nhà em, nó quá rẻ luôn. Vừa chọn nhá luôn. Chị Hoa Ngọc Lan. Ôi chị Hoa Ngọc Lan ơi, đẹp luôn chị nhá. 55 cân mặc đẹp luôn. Cái này của em từ 58 cân đổ lại nhá chị nhá. 58 cân đổ lại ạ. Chỉ còn 79k kỳ thôi. Duyên. Ok chị Kỳ Duyên một gen cộng số điện thoại luôn cho em đi ạ. Chị Hạnh Trần ơi, đồ bộ em có nhưng mà em chỉ còn bộ quần dài thôi và quần rất là còn rất là ít thôi. Bộ 145k lần trước em đã like rồi đấy ạ. Có thời gian thì em mới like nhá. Còn ai chưa lấy nhanh tay comment cho em này. Váy ren nha. Rồi Nhân ok Nguyên. Nhân Nguyên em lấy một cái đai rồi. Nhân Nguyên một cái đai. Có ai lấy váy comment cho em váy ren nha. Nhân Nguyên, đai của Nhân Nguyên. Bỏ cái đai của bao giờ thì giàu. Không lấy đai nữa. Ok, bao giờ thì giàu là lấy nguyên váy nhá. Váy của bao giờ thì giàu đi. Cái váy kẻ như chỗ cầu thang. Váy kẻ. Huyền Phan Thị ạ. Ok Huyền Phan Thị nha. Ôi còn hai cái váy này xinh quá, để em sell nốt nhá. Sell nốt hai cái váy đen xinh quá. Em tưởng là áo nhưng là váy. Chân váy kẻ cho cầu thang ấy. Đấy. Ôi 79k tiếp theo váy hoa. Váy đen nha các chị nhá. Váy đen hoa này. Váy đen hoa em còn 2 chiếc. Ôi cái váy này xinh quá. Cái này thì các chị từ 55 cân đổ lại thôi chị nhá. 55 cân đổ lại này, comment cho em. Váy dây này. Váy đen hoa chị nhá, 79k. Đúng rồi, nhà em vẫn mua 5 sản phẩm, bớt mỗi sản phẩm 5k nhé chị Thuy Trang Nguyên. Nên là không có tội gì mà mua 2-3 sản phẩm các chị ơi. Mua 5 sản phẩm là coi như là mình được miễn tiền ship đấy. Bớt mỗi sản phẩm 5k là gần như các chị không mất tiền ship rồi. Nên là các chị chọn luôn 5 sản phẩm nhé. Rất là đẹp, nhà em mua 5 sản phẩm thì chỉ bằng 1 sản phẩm lúc ban đầu thôi. Bởi vì nó sale rất là rẻ. Cái váy này mặc lên xinh quá đấy các chị ơi, từ 55 cân đổ lại nhá. Rồi ok, Nguyễn An một đen đi. Nguyễn An một đen đi, cực xinh, có 79k. Còn sót có 2 chiếc thôi chị nhá. Nguyễn An một cái này. Huyền Phan Thị, chị một cái đai đi. Huyền Phan Thị là một cái đai nhá. Một cái đai này. Áo phông, có nhiều áo phông nhá. Chị Milo một cái đen thôi, em hết váy rồi. Còn một cái váy đen này thôi chị Milo nhá. Milo. Milo một cái đây. Bỏ cái đai của bao giờ thì giàu. Bao giờ thì giàu chưa.
hết đen rồi nhá. Chị Lương ạ. An này, chị Tư Thanh không được này. Trương Phương Thảo, Lê Huyền không được này. Hôm nay không sale áo nam nhé chị Việt Quỳnh. Linh Vy không được nhá. Chị Linh Vy không được váy nhá, váy đen nhá. Nhưng mà hết rồi ạ. Chị Linh nữ. Bây giờ chuẩn bị sale áo nhé. Sale áo 59k nhé. Đặng Na đổi được ạ. Nếu mà chật. Chào anh Nguyễn Thị nhé. Phần bò dài rồi nha Nguyễn Huế. Hết rồi ạ. Chào Nguyễn Yến. Đây các chị nhá. Sang cái dòng áo mà ở thị trường bán từ 150 đến hơn 200k. Nhà em chỉ có 59k thôi các chị nhá. 59k một áo giống em đang mặc nhá. Chất von rất là mát luôn ạ. Và cái mẫu này của em thì có các size như sau. Đây ấy chị nhá, em đang mặc là size M, 54 cân, cao 1m6 nhưng mà người em nhỏ. Các chị nhá, chị là người to nên em phải mặc L. Em đang mặc là size M, màu này là màu vàng bò ấy chị nhá, màu vàng bò này. Chị Hạnh Trần ơi, cái này chị inbox nhá, chị có thể gửi lại cho em rồi. Màu vàng bò nhá chị. 57 cân thì mặc size L hoặc XL nhá chị nhá. Cái này của em có M, L, XL. Màu vàng bò có ML, XL ấy chị. Đây là XL này. Đây là L này. Đây là M. ML, XL, đây là vàng bò nhá. Chân váy em không có bán nhá. Áo này size 60 cân thì mặc XL ấy chị nhá. Chỉ 59k một áo thôi. Và khi mua 5 sản phẩm chỉ có 54k một áo nhá chị nhá. Vâng, chị Trang Phạm nhá. Và em có màu... Rồi ai lấy mẫu này thì comment, màu này thì comment cho em màu vàng bò này. Trần Kim Anh M đấy chị ơi. Trần Kim Anh M. Đấy. Vàng bò nhá. Trần Kim Anh M này. Chị Nhân Nguyễn M này. MLXL màu vàng bò ấy chị nhỉ. MLXL. MLXL 59k một áo này. Ơ cái này lại L. Chị để ý sai chuẩn nhá. Ở đây nhầm. Chị vóc ngô XL đi. Chị vóc ngô XL. Vóc ngô. Chị phải nhìn đấy, bó nhiều lúc bó không cao đâu. Vóc ngô XL. Rồi chị Lê Hương vàng bò 50 cân mặc size M. Chị Lê Hương M. Chị Hiền Phùng L nhá. Chị Hiền Phùng L. Chị Hiền Phùng L này. À Phong Trang Trang còn Phong nhá. 46 cân vàng bò mặc M nhá. Vũ Thị Ngọc M. Vũ Thị Ngọc M cộng số điện thoại cho em nhá. Chất mát, các chị yên tâm là chất mát nhá. 59k như chất nhà em, các chị yên tâm là rất là đẹp luôn. Chị Đặng Na nếu như vào mò rồi. Ok chị Đặng Na 50 cân size M đi. Đặng Na.
cao 1m6 là khoảng bằng size M thôi nhá. Chị Tuyền Thanh là XL đi. Tuyền Thanh. Chị Tuyền Thanh XL. Kỳ Duyên M. Cộng số điện thoại đi các chị ơi. Chị Kỳ Duyên M cộng số điện thoại đi ạ. Kỳ Duyên. Chị Vũ Thị Ngọc cho em số nhá. Khánh Huyền 57 cân thì chị nếu mà cao 1m6 chị, chị Khánh Huyền mẫu XL nhá. Khánh Huyền à? Không không. Để chị đã chốt đâu. Nếu lấy mẫu này comment tiên vàng bò chị Nguyễn Sen M đi. Nguyễn Sen và M vàng bò. Có màu khác nhưng nó kiểu mẫu nó khác. Em sẽ mặc từng màu các chị ưng màu nào chốt nha. Màu vàng bò này thì các chị đừng bỏ qua, quá đẹp luôn. Lê Huyền ơi, không có size S chị nhá, không có size 40 cân đâu. Chị Hiền Phụng. Đây nhá, nếu bỏ áo ra nó là dáng như thế này, nó là dáng vừa người các chị ơi. Đây nó là dáng vừa người như này đấy chị nhá. Đấy, dáng vừa người như này, không dài mà không ngắn. Chị Vũ Thị Ngọc ơi, size gì chị ơi? Chị bỏ cái gì ạ? Còn một cái M của em là hết. Còn một cái M thôi chị nhá. Tuyền Thanh cho em giúp số nhá. Ôi trời. Chị Hà Trung inbox đi chị ơi. Còn bọn em thường bọn em tư vấn ở trên live đấy nhá. Còn khi bọn em gọi điện chốt đơn là bọn em cũng đọc sai số đấy các chị nhá. Nên là sai số mà ví dụ như là tối hôm nay mà đọc sai M, hôm sau mà lại đọc chốt đơn mà đọc sai L là các chị phải báo luôn. Đấy, chứ còn ok là bọn em chuyển nhá. Hương XL, ok Hương Phạm. Hương Phạm XL vàng bò, số ok chứ Hương Phạm XL này. Còn size gì chị? Còn một cái M, L, một cái XL. Rồi còn ai lấy mẫu này này, rồi ok Thu Khai Nguyên đi, M vàng bò. Thu Khai Nguyên. Thu Khai Nguyên M vàng bò là em hết M nha, còn L và XL ấy chị nha. Chị Hương Phạm có vàng bò XL chưa? Rồi. Chị Hương Phạm vàng bò XL rồi nha. Chị Hạnh Trần cũng inbox đi nhá. Nguyên có Yến. Nguyễn Yến này, vàng bò XL. Nguyễn Yến. Hết. Nguyễn Yến vàng bò XL. Đến Nguyễn Yến vàng bò XL là hết. Là hết XL à? Ừ. Còn đúng size L thôi chị nhá. Còn đúng size L vàng bò thôi ạ. Nguyên Yến. Đưa ghi hẳn chữ Nguyên Yến mà cho con. Nguyên ghi chữ Nguyên đi. Nguyên hẳn chữ Nguyên vào đây. Ghi đến lúc nữa may này. Rồi bây giờ em sẽ thử Trương Phương Thảo chưa nha. Bây giờ em sẽ thử một màu khác nữa chị nhá. Thử một cái màu khác ạ. Cái này có cả M và L, chị nhìn đi. Chị nhìn đi. Đây là XL này. Nếu mà M thì chị bỏ riêng ra đây nhá. Nếu M thì bỏ riêng ra đây. Đấy chị ơi, màu này cũng cực kỳ sang luôn. Đây ạ, mẫu này có thể cắm thùng mà không cắm thùng của chị nhá. Em không cắm thùng là mặc là vừa người, cũng rất là xinh. Và cắm thùng vào thì càng xinh luôn. Mẫu này của em cũng có M, L, X ý chị nhá. Màu này là màu xanh. Đây ạ. Màu xanh, chỉ có 59k một áo nhưng các chị hoàn toàn yên tâm về chất các chị nhá. Đây là xả mới có giá là 59k. Còn bình thường các chị mua ở thị trường nếu như shop nào bán rẻ nhất là 150. Bán rẻ nhất là 150 để các chị nhá. Comment cho em là xanh, rồi phông lát nữa sẽ có phông. Lát nữa sẽ có phông nhé chị nhá. Và đây là xả chỉ có 59k dành cho các bạn chia sẻ 3 lần thôi. Và khi các chị mua 5 sản phẩm chỉ có 54k một áo. Quá là rẻ luôn các chị nhá. Chất liệu thì mà cực kỳ mát luôn. Cái này của em là cũng có MLX các chị nhá. MLX. Màu xanh, comment cho em xanh. Xanh nhé chị nhá. À chị Mến Nguyễn ơi, cánh rơi. Hôm nay chắc không còn cánh rơi đâu chị ơi. Không còn cánh rơi đâu ạ.
À, vàng bò còn màu gì chị ơi? Màu còn size gì? Màu vàng bò em còn size L nhá, chị Lương Trần nhá. Rồi ok chị Khánh Ngọc một cái M đi, màu xanh. Màu này các chị comment cho em là xanh. Màu này cực kỳ sang nhá chị nhá. Chị Khánh Ngọc M xanh. Chị Hương Phạm xanh XL. Hương Phạm xanh XL nhá. Cái chân váy này em không bán nhá. Chân váy này không bán ạ. Áo này của em là còn màu vàng bò size L. Đây là màu vàng bò size L nha. Màu vàng bò size L. Còn em đang mặc là màu xanh là có ML XL. Xanh có ML XL ấy chị nhá. Phạm Thị Hiếu. Ok, Phạm Thị Hiếu xanh M. M là tầm 45 Lê cân cho đến 53-54 cân đổ lại nhá. Nhân Nguyên xanh M. Phạm Thị Nhiều xanh M này. Nhân Nguyên xanh M này. 59k một áo thôi các chị ơi. Chỉ 59k một áo nhá. Và đây cái này là kẻ vàng ấy chị nhá. Kẻ này là kẻ vàng. Kẻ vàng ạ. 52 cân thì cao 1m6 chỉ mặc M thôi chị Lương Trần nhá. Đấy còn nếu như chị cao 1m50 thì chị phải mặc L. Rồi lát nữa sẽ còn sóc bò nhá. Sóc bò rồi, lát nữa sẽ có sóc bò và áo phông nhá. Sang áo 59k là có sóc bò và áo phông nhá chị nhá. 58 cân mặc XL đi chị Phạm Hiên ơi. Vàng bò 53 cân size L của chị Nhuệ Hà Hoàng đi. Nhuệ. Vàng bò, đây vàng bò mà chị Nhuệ Hoàng, vàng bò 53 cân mặc size L. Cộng số điện thoại cho em đi chị Nhuệ Hoàng ơi. Nhuệ Hoàng có rồi ạ. Chị Tinh Hà này. Chị Tinh Hà một vàng bò size L đấy chị. Tinh Hà. Mai chị đứng đi ra chỗ mọi việc. Tinh Hà chị inbox cho em đi nhá. 60 cân chị mặc XL chị Đàm Vân ơi. Quần em không bán ạ. An Nhiên xanh M đi. An Nhiên xanh M. Còn cả kẻ vàng này nữa chị nhá. Còn kẻ vàng. Trương Phương Thảo có vàng L chưa? Vàng bò L chưa? Tinh Hà cứ thuê. Ok, Trương Phương Thảo, chị Biển comment chị ơi. Trương Phương Thảo vàng bò. Tinh Hà cứ thuê em số điện thoại nhá. Trương Phương Thảo cộng số điện thoại luôn cho em nhá. Xanh vàng bò. Chị Phạm Hiên này, xanh vàng bò XL. Chị Phạm Hiên là có chưa nhỉ? Phạm Hiên. Chị Phạm Hiên là xanh XL. Vàng bò hết XL chị Phạm Hiên nhá. Phạm Hiên có lấy cái này không? Lấy xanh XL mà. Rồi ok Hà Mun Lê. Hà Mun Lê là 1M này, 2L, 2XL. 1M xanh. 2L à? 2L. Và 2XL của Hà Mun. Hà Mun Lê cho vào túi đen đi. Hà Mun Lê là một chiếc M để 2L và 2XL. Hà Mun Lê. Chị Phạm Hiên ơi, chị cho em số nhá. Lê Thị Thủy. Chị phải cho em số đi mình chốt được nhá. Lê Thị Thủy xanh vàng M đi. À, Lê Thị Thủy xanh vàng M này, vàng đây. Vàng đây nhỉ. Lê Thị Thủy xanh nữa và vàng M. Túi đi chị. Cho túi đỏ đi, này hai chiếc mà. Cả xanh. Cả xanh M. Phải đi hai lần làm gì? Lê Thị Thủy cộng số điện thoại luôn cho em nhá. Ôi Hà Mun Lê bây giờ em mới vào à em? Live từ lúc 7 rưỡi rồi đấy. Bây giờ 10 rưỡi rồi. Vẫn nhưng mà bây giờ còn nhiều mẫu áo mặc Hà Mun Lê. Lúc đầu là like còn xả quần với lại váy, bây giờ sang áo nhá. Hà Mun Lê này. Lê Thị Thủy chưa? Rồi. Cộng số điện thoại cho em nhá. Hồng Thị lấy chị XL xanh. Hồng Thị là XL giống em mặc màu xanh nhá. Hồng Thị là hết đấy. Hồng Thị cộng số điện thoại cho em là hết XL à? Còn size gì thì báo cho em. Còn ML thôi. Đàm Vân xem lại vàng bò ấy chị. Đây là vàng bò size L các chị nhá. Đây là vàng bò, mình rõ là vàng bò size L. Còn của em có cả màu này là màu kẻ vàng. Kẻ vàng thì có ML XL. Màu xanh còn màu này còn ML. Bùi Bảo Xuyến xanh XL hết đúng không? Hồng Thị xanh rồi, ok chị rồi nhá. Hồng Thị rồi. Còn ML. Chị Dung mang ra mợ Diệp bán hàng cho em của Tinh Hà đấy. Tinh Hà. Rồi rồi ok Tinh Hà. Cho em một cái vàng đen size M.
Số ok Thuy Trang Nguyên đây, một cái vàng, kẻ vàng này nhá. Kẻ này là kẻ vàng rêu nhá, size M của Thuy Trang Nguyên này. Phạm Hiên không chín gì chị ơi. Chị Nguyễn Nương xanh 53 cân còn size gì chị ơi? Size M L. Nguyễn Nương rồi ok, 53 cân nhưng em cao 1m6 thì chỉ mặc size M nhá. Chị Nguyễn Nương một cái M đi. Rồi Thủy Bùi một cái size M đi, xanh. Thủy Bùi cộng số điện thoại luôn cho em nhá. Chị Nguyễn Liệu M xanh có chưa? Chưa. Chị Nguyễn Liệu một cái M xanh. 50 cân mặc size M nhá, chị Trương Trần. 59k thôi các chị ơi. Chị Phạm Hiên rồi chị nhá. Chị Maria Đỗ xanh L. Maria Đỗ xanh L này. Nhụy Hoàng ơi, không có M vào mò đâu chị ơi. 58 cân mặc XL nhá, chị Hồng Thị nhá. Hà Phan 60 cân vừa XL chị ơi. Hết XL rồi. Nói chung là cái mẫu kẻ xanh này của em bây giờ chỉ còn M và L ấy chị nhá. M và L comment cho em kẻ xanh. Em thấy nó quá đẹp luôn, mặc cực kỳ mát và giá có 59k thôi chị nhá. 59k thôi. Ok, chị Đinh Thị Hiền xanh L cộng số điện thoại cho em đi ạ. Đinh Thu Hiền xanh L cộng số điện thoại cho em nhá. 40 cân thì mặc nó hơi rộng chút nhá. Hồng Thị ơi cho em số nhá. Ờ đây kẻ vàng đấy, kẻ vàng đây, Lê Thị Thủy ơi mặc lên người cực kỳ sang luôn nhá. Kẻ vàng mặc lên người cực kỳ sang luôn nhá chị nhá. Đây ạ. Áo sơ mi có cổ nhà em có. Em có nhá chị Đàm Vân. Rồi ai lấy mẫu này comment nhanh tay cho em là xanh nha, kẻ xanh nha. Nhuệ Hoàng kẻ mờ kẻ vàng chị nhé. Mờ kẻ vàng hết rồi sao? Nhuệ Hoàng đây đây đây, mờ kẻ vàng đây. Ok Nhuệ Hoàng nhá. Nhuệ Hoàng. Kẻ vàng có ML nhá chị nha. Đinh Thu Hiền cho số đấy. Rồi bây giờ em sang một cái màu kẻ cuối cùng nhá chị nhá. Chất mặc rất mát luôn nữa chị, yên tâm. 40 cân mà mặc size M thì hơi rộng nhỉ? Hơi rộng. 40 cân mặc size M hơi rộng. Chị Khánh Nguyên xanh vàng bò XL hết. Vàng bò XL rồi nha chị Khánh Nguyên. XL xanh hết. Đây nhá chị ơi, cái màu kẻ này cực kỳ sang luôn nhá chị. Nhưng mà màu này của em thì chỉ có size L thôi. Size L của cái màu này ấy thì là các chị từ 48 cân. Cái màu này thì từ 48 cân cho đến 58 cân nhá. 48 cân cho đến 58 cân. Size L, cái màu này rất đẹp luôn nhá các chị nhá. Cũng 59k này. Màu này các chị comment cho em là đỏ, kẻ đỏ ấy chị nhá. Kẻ đỏ. Kẻ đỏ đi các chị. Áo thun kẻ đỏ nhá chị ơi, comment kẻ đỏ cho em đi ạ. Kẻ đỏ nhá. Cách Tân có chị nhá. Chị Hương Phạm một kẻ đỏ này. Ghi luôn đi chị ơi, đừng bó. Không kịp. Chị Hương Phạm một cái này. Trương Phương Thảo một cái này. Trương Phương Thảo một cái này. Phương Anh Nguyễn một cái này. Phát đi. Phương Anh Nguyễn một cái này. Hồng Vị một cái cộng số điện thoại cho em vừa nhá. Anh Nguyễn à? Phương Anh Nguyễn. Hồng Vị này, cộng số điện thoại luôn cho em nhá. Khánh Ngọc ơi, Hiền đây có đơn rồi này. Đây Khánh Ngọc này, ở đấy, vứt ở góc kia kìa. Trong này này. Khánh Ngọc một cái này. Cái ghi của ai rồi? Hồng Vị. An Nhiên một cái này. Cộng số điện thoại luôn cho em với chị ơi. Giá 59k dành cho khách chia sẻ 3 lần với chị nhá. Quá rẻ luôn, chất thì cực đẹp nhá chị nhá. M 50 cân vừa. Vừa nhá chị Lê Thủy ơi, vừa nhá. Phạm Thị Nhiễu có chưa? Chưa. Phạm Thị Nhiễu này, món quà vô giá cộng số điện thoại cho em đi các chị ơi.
Hồng Thị là lấy màu xanh kẻ nào? Lấy cái này comment cho em kẻ đỏ thôi chị nhỉ. Món quà vô giá cộng sửa điện thoại cho em đi. Bùi Bảo Xuyến này, Bùi Bảo Xuyến một cái này, Anh Nhật một cái này. Không có size M, chỉ có một size này là size L. Dành size L này thì em đã nói cân rồi. Đấy, từ 48 đến 58 cân. Nó tùy theo từng đưa form đây, đưa. Chị ghi của Anh Nhật chưa? Đàm Vân. Đàm Vân này. À, chị Hà Trung cái đấy chị bị inbox đi. Vải này phải von mát nhá chị nha, không có XL đâu chị ơi. Hiền Phùng một cái này, Hương Cao một cái này. 47 cân mà nếu mà cao 1m50 thì vừa, 50 hơn 50 một tí là vừa nhá. Bạch Loan cộng số điện thoại cho em đi. Mờ xanh của chị Nguyễn Liệu. Chị Nguyễn Liệu có mờ xanh kia nhỉ? Chị Nguyễn Liệu một cái mờ xanh. Chị Nguyễn Liệu một cái mờ xanh lúc nãy. 46 cân vừa đâu, cái này từ 48 đến 58 cân đó chị nhá. Maria Đỗ một cái này. Maria Đỗ kẻ đỏ này. Võ Thị Phượng kẻ đỏ này. Võ Thị Phượng này. Chị Hà Trung ơi, chỉ có L mà. Võ Thị Phượng có rồi. Chị Hà Trung ơi, không có M nhá. Hương Cao một cái này, cộng số điện thoại cho em đi. Hương Cao có rồi, Võ Thị Phượng cũng có rồi đấy. Thế thì lặp lại rồi. Món quà vô giá là kẹo đắng đấy. Mở ngoặc đi là kẹo đắng đi. Thủy Bùi kẻ đỏ đi chị ơi. Thủy Bùi cộng số điện thoại cho em đi. 560 cân không vừa size L đâu. Hồng Thị. Hồng Thị một cái đi chị. Thủy Bùi Hồng Thị à? Vâng, Thủy Bùi này, Hồng Thị này. Kẻ đỏ là chỉ có L thôi. Lê Thị Thủy này. Việt Quỳnh này. Các chị cộng số điện thoại cho em đi. Việt Quỳnh này. Chị Hương Trà, Đinh Thị này. 54 cân mặc vừa nhá. Vừa size L này. Cái này em chỉ có một size thôi, 54 cân vừa. Hương Trà, Đinh Thị này. Chị Hà Trung bộ vải đẹp lắm, mặc thích mà. Các chị nhận được hàng rồi đều ưng, các chị yên tâm. Hà Môn Lê một cái là hết nhá. Hà Môn một cái là hết nhá. Hết kẻ đỏ nhá. Các chị comment liền cho em một lúc là mã hàng cộng số điện thoại các chị nhá. Bọn em đỡ phải tìm, đỡ mất thời gian các chị ơi. Còn mấy con size M nhá. Kẻ đỏ còn mấy con size M dành cho các chị mà từ 50 cân đổ lại. Các chị nhỏ ấy, các chị nhỏ có kẻ đỏ M nhá. Thì các chị nào muốn lấy kẻ đỏ M em còn sót mấy con đấy ạ. Comment cho em kẻ đỏ M đi ạ. Kẻ đỏ thì rất là đẹp luôn, các chị đừng bỏ qua nhá. Đấy, xem ai lấy kẻ đỏ M thì các chị nào nhỏ muốn lấy kẻ đỏ M đấy ạ, comment kẻ đỏ M cho em nhá. Chị Hương Trà Đinh Thị được một cái nhá. Vừa lúc nãy nhá, size L nhá. Chị Hà Trung đỏ M ok. Chị Vũ Kim Lan ok. Việt Quỳnh đổi kẻ L sang kẻ M. Bỏ của Việt Quỳnh ra đây. Vũ Thị Ngọc M. Nhuệ Hoàng. Nhuệ Hoàng hết rồi nha. Vũ Thị Ngọc là hết. Còn một cái kẻ đỏ L. Bạn à, chị nào lấy nốt ạ? Phạm Thị Nhiễu. Chị không lấy L nữa nhé. Bỏ chị Phạm Thị Nhiễu L ra. Còn hai chiếc kẻ đỏ L. Chị nào L hay M? L. Có nghĩa Việt Quỳnh bỏ ra, Phạm Thị Nhiễu bỏ ra. Còn hai chiếc kẻ đỏ L nữa nha các chị. Hết đỏ M rồi nha, Hà Môn Lê.
Còn hai chiếc kẻ đỏ L nhá các chị. Hàm hôn lê một chiếc. Ok, hàm hôn lê. Còn một chiếc nha. Việt Quỳnh lấy cái M, bỏ L ra. Đây. Cái mẫu này của em là hàng 69k ấy chị nhá. Hàng trên 200k xả còn 69k. Đây ạ. Nhưng mà cái này của em thì hết chấm đen rồi. Chấm đen có đúng một cái size M thôi. Đúng một cái size M này. Xả cách tân thì hôm nay không xả đâu chị Hà Trung ơi. Cái đen này có đúng một cái size M dành cho chị nào khoảng đây như em 54 cân K6 em cũng vừa size M. Có cho hàng 65k à 69k xin lỗi 69k. Nguyễn Dung kẻ đỏ L là hết nha. Cho hàng mun lê kẻ đỏ M L chưa? Rồi. Rồi ok chị Nguyễn Dung đã là hết Nguyễn nhá. Dung là hết. Thấy chị Lê Thị Ngà rồi. Và cái mẫu này của em thì bây giờ chỉ còn chấm trắng thôi. Chấm đen là còn đúng một cái size M. Rồi ok chị nguyên liệu một cái M đen là hết M đen đấy chị nhá. Và bây giờ còn size XL thôi. XL trắng. Đây là em bị sót thôi. 69k áo này rất rất xịn nhá. Luôn. Nguyễn Dung cho em số nhá. Size L này các chị nào khoảng hết, tầm hết đen rồi nhá. Hàng chị ơi, đen nào cho em số 58-60 cân. Nguyễn Dung và Vu Kim Lan cho em số nhá. Cảm ơn Nguyễn Nguyệt nha. Đen hết các chị nhá. Chỉ còn trắng XL là khoảng từ khoảng 58-60-62 cân. Thì comment cho em trắng nhá. 69k chỉ còn trắng size XL thôi các chị ơi. Quá đẹp luôn. Nhưng mà chỉ tiếc là nó không còn size thôi. Chị nào vừa thì đừng có bao giờ bỏ qua. Chỉ có tiếc thôi các chị ơi. Không có màu xanh đâu. Bây giờ chỉ còn duy nhất màu trắng này. Có thấy chị Đàm Hằng nhá. Rồi ok Nguyễn Ngọc Khánh trắng. Rồi Hà Môn Lê trắng 1. Chỉ trắng chỉ còn size XL và dành cho chị tầm 56-57 cho đến 62 cân đấy ạ. Hà Môn Lê 1 đi. Khánh Huyền 1 trắng. Khánh Nguyên 1 trắng quá. Đàm Vân một trắng. Đàm Vân một trắng đi. Nguyễn Ngọc Khánh trắng. Nguyễn Ngọc Khánh có số điện thoại chưa? Nguyễn Ngọc Khánh thôi. Bây giờ mới Nguyễn Ngọc Khánh rồi. Kia vừa nãy em đọc đầu tiên. Rồi Lê Oanh trắng XL. Lê ok Oanh. Lê Oanh một cái này. Đen hết các chị nhỉ? Đen hết. Vâng chị à, chúc em cảm ơn chị. Chị Diệu Vân một trắng đi. Diệu Văn còn một cái. Còn đúng một cái trắng. Còn đúng một cái trắng nữa các chị nhá. Còn đúng một cái trắng ạ. Ai lấy trắng còn mình trắng cho em nhá. Mẫu này hết nhá các chị. Đàm Hằng một cái trắng nó hết này. Cái giống hệt thì em đang mặc nhá. Còn một cái size M chấm bi nhỏ. Chấm nhỏ size M các chị ơi. Sót này. Ai lấy comment cho em chấm nhỏ nhá. Sao 60 cân vừa XL chị Loan Vu ơi. Vừa đẹp nhá chị Lê Oanh. Đúng sở trường mà quá rẻ luôn chứ các chị ơi. Các chị công sở mặc thì quá là xinh lung linh rồi ạ. À. Giá rẻ chất thì đẹp luôn. Trần Liên chắc là cỏ đấy em ơi. Nguyên liệu mình mờ đen mờ xanh ok chưa bạn? Lúc em đọc rồi là ok anh chị rồi chị nhá. Cái này có mừng cho em chấm nhỏ ấy, chị ơi. Chấm nhỏ này. Chấm nhỏ size M đây ạ. Giống hệt như em đang mặc như nó là chấm nhỏ size M. Rồi ok Vũ Kim Lan. Vũ Kim Lan chấm nhỏ là hết nhá. Cái này em còn một cái quá xinh luôn các chị này. Cũng 69k nhé, cái này hôm qua là cháy hàng nhưng hôm nay là đấy các chị comment lặp đây này. Nên em bỏ ra size M màu đen này. 69k cực kỳ xinh nhá, màu đen size M này, comment cho em đen. 69k đẹp lung linh luôn các chị nhỉ. Đây ạ. Cái này của em là 69k và size M này. Các chị từ 45 cân cho đến 54 cân và 56 như em là cũng mặc vừa M nhá. Comment cho em đen có đúng một cái này. Đen M, ok Phạm Thị Nhiễu. Lê Oanh và Khánh
rồi nhá, hết đen rồi nha các chị nha, chỉ có chị Phạm Thị Nhiễu được thôi ạ. Đây nhá, hôm nay em chỉ còn vài chiếc thôi. 69k đấy chị ơi, cực kỳ xinh luôn. Tay lỡ này. Chị Khánh Nguyên ơi, cho em số nhá. Chất liệu thì quá tuyệt vời luôn á chị nhá. Chất liệu mát lạnh luôn, 69k. Đây ạ, em đang mặc là màu cam. Và em đang mặc cái mẫu này, em đang mặc size L nhá chị nhá. Em đang mặc size L. Size L của em mẫu này là các chị mà tầm 55 cân đổ lại nhá chị nhá. 55 cân, từ 47 cân cho đến 55 cân. Em còn một con hồng L chị nhá, hồng L. Cam của em là có L và XL. Em đang mặc L, XL ấy chị nào khoảng 60 cân đổ lại. Và em có cả đỏ ấy chị nhá, có cả đỏ rất xinh luôn, đỏ XL này. Em ở Mỹ Đức Hà Nội chị ơi. Điên. Cam Trương, XL, đỏ XL. Trương Kim Thảo cam L. Đấy, đấy là cam XL. Cam L có một con to, rồi ok Trương Phương Thảo. Cam L là hết cam L nhá. Có một con xanh XL này. Xanh XL ấy chị nhá. Cam có đúng một con L thôi. Trương Phương Thảo được này. Vàng lông gà không có, hoa lông bình. Hoa lục bình L không có nhá. Dáng này dáng vừa người, chị cắm thử được không? Cắm thử được nhá. Mến Nguyễn là hoa hồng, lục hồng, bình, L. Hồng L. Mến Nguyễn. Hoa lục bình. À hoa lục bình hồng L là hết hồng L rồi nhá. Cam L hết rồi Trần Kim Anh ơi. Hết là hồng mà cam L rồi các chị nhá. Em 54 cân cao 1m6 nhá. Nguyễn Ngọc Khanh ơi, cam chỉ còn XL thôi, comment rõ cho em nhá. Các chị comment rõ size cho em đi. Cam bây giờ em cam chỉ còn đỏ. Bây giờ em chỉ còn cam và đỏ XL các chị nhá. Cam và đỏ XL. Hết L rồi. XL màu cam của chị Lê Oanh đi. Chị Lê Oanh cam XL. Lê Oanh. Và còn xanh XL ấy chị ơi. Nguyễn Ngọc Khánh cam XL, cộng số điện thoại cho em đi. Đâu, Nguyễn Ngọc Khánh. Đâu cái nào? Đấy. Nguyễn Ngọc Khánh cam XL, cộng số điện thoại cho em nhá. Bùi Hương. Bùi Thu Hương Bùi cam XL, cộng số điện thoại cho em này. Thu Hương Bùi. Bùi Thu Hương Bùi cam XL, cộng số điện thoại cho em nhá. Chị Khánh Nguyên xanh XL, cộng số điện thoại cho em này. Nếu mà các chị mới vào thì cộng số điện thoại cho em nhá. Tay lỡ 69k, 69k nhá. Khánh Nguyên xanh 2XL không có đâu chị Thu Nguyên ơi. Khánh Nguyên à? Hoa lục bình được nhá. Khánh Nguyên 69k một áo này các chị ơi. Bây giờ mẫu này của em còn đỏ, màu đỏ rất là đẹp, size XL nhá. Mến Nguyễn ơi, hết xanh rồi chị ơi. Hết xanh nhá. Còn size XL các chị này. Các chị nào tầm 56, 57 cân cho đến 60 cân. Ui, mẫu này cực kỳ xinh. Vừa đừng bỏ qua các chị nhá. ML hết rồi. Không có S đâu. Bây giờ chỉ còn size XL màu đỏ các chị nhá. Màu đỏ này quá đẹp luôn này. Hàng này của em mấy trăm K các chị ơi. Xả chỉ còn 69K thôi. Dành cho khách hàng chia sẻ 3 lần nhá. Không có M, không có S đâu. Bây giờ chỉ còn đỏ XL thôi các chị nhá. Còn duy nhất đỏ XL. Cực kỳ đẹp luôn, chất thì mát lạnh. Xả 69 ta. Dáng như vậy và cũng giá là 69k. Em có sót một con mẫu này. Mẫu này hoặc lên cũng cực kỳ xinh. Comment cho em số 0. Mẫu này là size L nha. Comment cho em số 0 nha. Số 0 nha. Đây size L 69k nhá. Đằng sau là khóa này. Mẫu em đang mặc chỉ còn duy nhất màu đỏ các chị nhá. Trần Kim Anh này. Rồi ok Trần Kim Anh chứ không. Cố vấn rộng nói sao vậy bác? Ốm nhá, cố vấn. Nay bị ốm mà.
Có mỗi Trần Kim Anh được số 0 thôi nhá. Holo Anh XL đỏ đúng không ạ? Bây giờ là còn 2 con XL đỏ nhá. Có mỗi Trần Kim Anh được thôi nhá, số 0 thôi nhá. Cho em cái màu đỏ size XL chị nha, Loan Vũ. Rồi ok Loan Vũ. Nguyễn Dung không có đỏ L, chỉ có XL thôi nhá. Còn một cái đỏ XL chị nào lấy thì comment cho em với ạ. Ok, Holo Hạnh đỏ XL rồi. 69k nha chị Mi Phạm. Minh Nguyệt không có L đỏ mà chỉ còn một chiếc XL thôi ạ. Đỏ thôi ạ. Ok Minh Nguyệt XL đỏ là hết nhá. Đến chị Minh Nguyệt XL đỏ là hết. Đây các chị ơi. Sang tiếp ăn một mã nữa này. Nhiều thế. Sang tiếp một mã cực kỳ xinh luôn các chị nhá. Áo hoa xanh nào. Chất liệu thì mát lạnh luôn. Chất này mặc lên người không muốn cởi ra luôn các chị nhá. Bởi vì nó quá là mát luôn ạ. Quá mát, quá nhẹ luôn. XL treo trên móc ở hàng thứ mấy hả An Nhiên? Áo hoa xanh. Nhung Nguyễn nhá, chuẩn bị tinh thần đi. Chuẩn bị tinh thần nhá. Hàng thứ nhất, thứ hai, thứ ba hay thứ tư? Năm 9k thôi chị nhá. 59k một mẫu áo giống em không ạ? Áo hoa xanh để đâu Duyên ạ? Cảm ơn hoa cho em. Hoa này của em này. Em có size ML XL. ML XL nhớ chị nhá. Size M của em mẫu này, size M mẫu này là dành cho các chị từ 45 cân cho đến 53 cân nhá. 53 cân mặc size M. Còn size L là 54 cân cho đến 58 cân, XL 58 cho đến 60 62 cân vừa mẫu này các chị nhá. Và mẫu này em nói là như cái mẫu của em mặc là size M. Size M của em là bây giờ có những màu như sau. Linh mi một cái M vàng đi. Có rêu này. Cái túi chị. Nhá. Linh mi một cái M vàng là hết M vàng đó chị nhá. Vàng chỉ có đúng một con M thôi. Rồi ok Nguyễn Nhung nhá. Khánh Ngọc vàng L này. Rồi, Khánh Ngọc vàng L nhá. Rồi em Linh mi 47 con vừa. Size M bây giờ hết màu em đã mặc rồi, chỉ còn màu rêu là một các chị nha. Màu rêu này, màu trắng này cực đẹp luôn nhá chị nha. Có 4 con không vừa đâu. Màu mẫu trắng này. Màu lan màu vàng còn không? Màu trắng nhá. Màu vàng còn không? Không còn. Không hết còn rồi. Màu vàng đâu các chị ơi. Và xanh này, xanh nhá. Hết màu vàng rồi ạ, à. Chỉ có mỗi chị Linh Mi được thôi ạ. À. Đỏ nhá các chị nhá. Đỏ này. Trắng An hoa vàng. Trắng hoa vàng. Rồi. An Nhiên à? Ừ. An Nhiên mờ rêu. Màu em nó mặc hết rồi nhá. Rồi An Nhiên một cái mờ rêu này. Mờ rêu hết luôn. Bây giờ chỉ còn màu mờ rêu hoa vàng. Rêu hoa vàng nhá. Rồi ok chị Lê Tuyết vàng L. Rêu có cả L ấy chị nhá. Mờ hoa đỏ. Rồi ok, mờ hoa đỏ của chị Bạch Loan. Bạch Loan cậu số điện thoại cho em nhé. Bạch Loan này. Cho mình màu trắng của chị Phương Anh Nguyễn này. Mờ đúng không? Phương Anh Nguyễn là lấy mờ trắng đúng không? Mờ trắng đây. Đây đây. Phương Anh Nguyễn mờ trắng này. Chị Linh My ấy hoa gì chị ơi? Chị Mến Nguyễn là rêu. Chị Mến Nguyễn là rêu này. Mến Nguyễn Gieo. Trắng hoa vàng mờ của Lan Anh này. Đây.
trắng hoa vàng M của Lam Anh. M hoa vàng trắng. Đây. M hoa vàng trắng của Nguyễn Liệu. Việt Huỳnh này. Chị Việt Huỳnh ơi, màu vàng rồi em đã mặc hết rồi nhỉ. M hoa vàng của chị Việt Quỳnh đấy nhỉ. Việt Quỳnh là hoa vàng nền trắng đấy nhỉ. Hương Trà Đinh Thị là L vàng giống em đang mặc thì hết rồi nha. Màu em đang mặc size L hết chị. Hết size, màu em đang mặc hết size L các chị nhá. Hết size L rồi. Vâng chị Nam Trương mà. Trần Huệ cho em xanh rêu cỡ M. Rồi ok. Đây nhá. Trần Huệ này. Rêu cỡ M cộng số điện thoại nhá. Trắng hoa trắng của Phương Anh Nguyễn rồi. Phương Anh Nguyễn được trắng hoa rồi nhá. Trắng hoa gì rồi đấy. Vàng XL rồi. Vàng XL của chị Hạnh Cao. Cộng số điện thoại cho em đi. Rêu hoa vàng. Rồi chị Mình Nguyễn được rêu rồi nhá. Mình Nguyễn xem số nhá. Cộng số điện thoại luôn cho em đi ạ. Nguyễn Sen. Nguyễn Sen L vàng. Bây giờ L vàng giống em đang mặc hết các chị nhá. Bây giờ còn màu vàng gần giống. Màu vàng gần giống thì mẫu vàng này các chị comment cho em là gì đây. Vàng hoa và vàng hoa tím nhá. Vàng hoa tím. Vàng hoa tím ấy chị nhá. Vàng hoa tím sẫm đẹp. Trắng hoa vàng mờ. Trắng hoa vàng mờ hết rồi. Chị Thảo Thanh nhá. Chị Trương Phương Thảo mờ xanh. Rồi ok chị Trương Phương Thảo mờ xanh này. Chị Hoàng Tâm mờ xanh. Chị Hoàng Tâm mờ xanh. Hết mờ xanh rồi nhá. Còn mờ rêu các chị ơi. Còn mờ rêu này. Còn mờ rêu và mờ đỏ nhá. L vàng hết chị Phương Minh ơi. Vàng hết chị An Nhiên nhá. Ngố hết rồi. Rêu hoa vàng 57 cân. Bây giờ chỉ còn rêu hoa trắng thôi. Chỉ còn rêu hoa trắng thôi nhá. Chị Tuyền Thanh nhá. Vàng L Quỳnh Chi. Bây giờ vàng ấy không còn vàng em đang mặc đâu. Chỉ còn hoa tím. Rồi ok. Chị Hương Trà Đinh Thị vàng hoa tím. Chị Nhuệ Nguyên rêu chị Nhuệ Hoàng này, rêu M cộng số điện thoại cho em ơi, đi. Cho em số nhé, Trần Huệ. Vàng giống em hết rồi. 46 cân mặc M cũng được nhá chị nhá. Hôm nay có bán em bán quần bò lúc đầu rồi. Hương Trà Đinh Thị. Vàng tím M không có đâu Trần Kim Anh. Vàng Hoài Thu Quách này, vàng hoa tím cộng size cho em đi chị ơi. Vàng hoa tím M không có đâu, vàng hoa tím chỉ có L và XL thôi chị nhá. Vàng còn XL không em. Còn XL và vàng hoa tím đấy ạ. M trắng hoa vàng hết nhá. Vàng hoa tím của Hương Trà Đinh Thị không cộng size cho em gì cả. Lê Thị Thủy rêu M. Hết rêu M rồi nhá. Chị Mùi Maria đỏ L. Đây chị Mùi Maria đỏ L. Ôi chết em còn đúng rồi. Vàng hoa tím M không có nhá. Chị Lê Thị Thủy hủy vàng. Bỏ vàng của chị Lê Thị Thủy ra đi. Vàng hoa tím XL của Thu Nguyên này. Không có vàng này. Đây nhá, vàng hoa tím XL của chị Thu Nguyên này. Mùi Maria như đã từng chuyển này. Kệ chị đặt. Chị Mùi Maria chị lấy cái hoa đỏ này lấy thêm đúng không chị? Xuân Nguyễn Thị hết mờ rêu chị nhá. Trang Huyền này. Trắng hoa. Trắng gì đấy. Vàng hoa tím XL. Chị gì nhỉ. Chị Trang Huyền ơi. Cái màu trắng hoa vàng thôi nhá. Chứ không có lại trắng vàng hoa tím. Là cái gì em không hiểu đâu chị ơi. Chị Phước Hương này. Vàng hoa tím L. Rồi ok chị Phước Hương này. L hoa XL là khoảng 58-60 cân vừa chị Đào Hồng Anh ơi. Trắng M. Trắng M hết rồi chị Thảo Thanh nhá. Vâng chị Hà Trung em thông báo mà chị. Hương Trà Đinh Thị để vàng hoa tím L. Hương Trà Đinh Thị vàng hoa tím L là hết vàng hoa tím L nhá chị nhá. Để size L là còn màu đỏ màu rêu. Đỏ rêu ấy chị nhá. Đỏ rêu xanh. Vàng hoa tím L hết rồi chị Kim Ngân Đào ơi.
Bây giờ nói chung là màu vàng hoa tím hết các chị nhá. Hết đây. Rồi, hết vàng hoa tím rồi. 59k thôi các chị ơi. Thêm vàng hoa tím cho em chị Nhuệ Hoàng. Rồi chị Mùi Maria một cái đỏ rồi ạ. Rồi một cái tím xanh 54 cân á. Làm gì có cái tím xanh nào nhỉ? Rồi bây giờ cái mẫu này hết rồi, em sẽ thay sang cái màu khác và em sẽ nói lại các màu nhá. Em sẽ nói lại còn những cái màu gì cho các chị chọn luôn này. Đây các chị ơi, như mẫu này màu đỏ đỏ cực kỳ đẹp luôn. Màu đỏ này của em thì vẫn còn là màu, vẫn còn size M, L, X các chị nha. Màu đỏ này, mặc lên cực kỳ sang luôn ạ. Đây An Nhiên xanh L còn Trang Nguyên hai chiếc vàng. Hai chiếc vàng XL là sao? Vàng em hết rồi nhá. Bây giờ màu em đang mặc là màu đỏ. Màu đỏ có size M, L, X các chị nhá. Màu đỏ có size M, L, X. MLXL xanh L còn không? Và em sẽ nói lại màu nha. Đấy chị ơi, cái mẫu này của em này, size L là có cả thêm cái màu kẻ trắng này. Size L có thêm màu kẻ trắng, kẻ đen các chị nhá. Kẻ trắng có ML các chị nhá. Lê Thị Thủy có được hoa vàng đâu, đúng không? Áo là áo này của em có 59k các chị ơi. Còn một con chấm bi M. Còn một con chấm bi M tới chị nhá. Chấm bi M. Đấy ạ, em nói lại size M của em là bây giờ còn chấm bi này. Có kẻ đen này, kẻ trắng này và hoa đỏ ấy chị nhá. Và hoa đỏ là size M đấy ạ. Size M có cả, còn các màu như sau. Chấm bi, kẻ đen, kẻ trắng, hoa đỏ nhớ ấy chị nhá. Huyền Phan Thị M hoa đỏ này. Huyền Phan Thị này. Còn size L của em, size L của em nó có rêu. Size L còn rêu hoa trắng này. Đấy, rêu hoa vàng này. Rêu hoa vàng nhé các chị nhá. Và màu này là màu xanh. Màu xanh này, đấy. Và màu này là màu tím than đấy chị nhá. Màu tím than này. Tím than, size L nhá. Và màu đỏ. Và có cả kẻ trắng nữa chị nhá. Có cả kẻ trắng nữa. Đỏ size M. Ờ, hoài thu quách này, kẻ đen. Và hoa đỏ size M. Rồi ok, là hết hoa đỏ size M ấy chị nhá. Hoài thu quách là đến hoài thu quách là hết hoa đỏ size M. XL có nhá. Rồi XL bây giờ có những màu như sau. XL còn trắng hoa vàng, trắng hoa vàng đây ạ. Và rêu hoa trắng này, rêu hoa trắng và màu đỏ giống như em đang mặc các chị nhá. Màu XL là còn ba màu này. Rêu hoa trắng này, vàng hoa trắng và đỏ. Ừ. Cái hoa đỏ của ai? Đỏ size M thì hết chị nhá. Chị Linh Lê này, kẻ trắng M. Rồi ok, chị Linh Lê kẻ trắng M. Cộng số điện thoại cho em thế. Là hết kẻ trắng M. Size M bây giờ còn đúng một cái chấm bi cực kỳ xinh đấy chị nhá. Size M bây giờ còn đúng một cái chấm bi cực kỳ xinh 59k. Nhanh tay đấy chị nhá, nhanh tay. 59k cô chấm bi size M. Và size L bây giờ còn kẻ trắng. Ngoài thu quách. Size L bây giờ còn kẻ trắng này. Tím than, màu này là màu tím than cho em. Cực kỳ xinh, size L màu tím than cực kỳ xinh nha. Và màu xanh. Hoài thu quách cả kẻ đen hoa đỏ không? Rồi ok. Đây, chị Hoài thu quách thì em bảo chị là kẻ đen hoa đỏ size M thì đây. Đúng chưa? Là hai cái. Đưa cho cô, ghi số điện thoại của Hoài thu quách đi. Ghi của chị Mến Nguyễn chấm bi đấy, chấm bi đi. Của chị Mến Nguyễn có đơn rồi. Chị Nguyên Ngọc Khánh này, hoa trắng XL. Nguyên Ngọc Khánh này, trắng XL. Rêu hoa trắng XL của chị Trang Huyền này. Trang Huyền này, rêu hoa trắng XL. Chị Thảo Thanh kẻ trắng L. Thảo Thanh, còn ai chưa có số điện thoại cho em số điện thoại luôn nhá. Chị Thảo Thanh kẻ trắng L. Rồi, bây giờ size L lại chỉ còn màu xanh này.
Còn màu này là màu tím than và màu kẻ trắng các chị nhá. Và màu này là màu rêu hoa vàng, rêu hoa trắng và màu đỏ. Và màu đỏ nhá các chị nhá. Đây ạ, size L còn đủ màu như thế này. Còn size XL là chỉ còn đỏ và rêu hoa trắng thôi. Chị Nhuệ Hoàng này, rêu hoa trắng L. Chị Nhuệ Hoàng hình như có rồi có. Rêu hoa trắng L chị Nhuệ Hoàng này. Chị Trang Huyền và chị Thảo Thanh Xuân. Cái màu tím than L này cực đẹp luôn đấy chị nhá. Chị Linh Mi một cái gì thì comment rõ cho em đi. Đây ạ, cái màu tím than size L này cực kỳ đẹp luôn nhá chị nhá. Vừa đừng bỏ qua. Trung 54 cân vừa size L nha chị Trung Phụng Phụng nha. Tím than L của chị Nhuệ Hoàng này. Nhuệ cho em số nhá. Tím than L của chị Nhuệ Hoàng này. Tím than L của chị Mến Nguyễn này. Tím than L có 2 cái thôi. Có 2 cái thôi nhá chị nha. Chất von mát lạnh luôn nhá chị Vân Trần. Size L bây giờ em còn một cái màu này. Màu này các chị comment cho em mẫu số màu gì đây? Màu số 0 đi, màu số 0 nhé, size M. Màu số 0 size M nhé chị nhá. Rồi ok chị Linh Mi. Em mở cái áo xanh tím than đi. Áo xanh tím than hết rồi. Cái màu này quá đẹp mà đây các chị có thể nhìn như thế này đã biết mà. Đây là cái màu số 0 size M L nhé. Rồi bây giờ ai lấy mẫu này thì comment nhanh tay cho em rồi chuyển luôn mẫu nhá. Chuyển luôn mẫu áo phông hoặc quần sóc ấy chị nhá. Bây giờ mẫu này là chỉ còn size L thôi chị nhá, size L và XL. Và em đọc màu rồi nhá chị. Đây. À, cái này là mẫu số 0 này là size M ấy chị nhá. Mẫu số 0 là size M, em xin lỗi. Chị Mùi Maria nó là size M đấy ạ. Chị Mùi Maria nếu là size M chị có lấy không? Nếu lấy chị ok cho em là M nhá, còn không lấy thì cho chị Hà Trung ạ. Chị Nhuệ Hoàng ngày mai chốt đơn là biết là mấy cái nhá chị nhá. Ngày mai chốt đơn thì là biết là mấy cái ạ. Đỏ XL của Phương Minh này. Phương Minh đỏ XL này. Chị Hương Đoàn là... Chị Hương Đoàn ơi, tím than không có XL nhá. Không có XL đâu. Size XL bây giờ em chỉ có màu đỏ giống em đang mặc và màu rêu. Rêu hoa trắng đây ạ. Chị Hương Đoàn thì không có đỏ nhá. Trang Huyền ơi, đỏ là size XL là có 2 màu. Màu rêu và màu đỏ giống em đang mặc. Hoàng Tâm là M số... À, chị Mùi Maria số 0 em không có L chị nhá. Chỉ có M thôi. À chị Hà Trung ơi, cái này là em theo máy chủ là chị Mùi Maria comment trước. Thế nhưng chị Mùi là lấy size L đây, thì không có L đúng không? Cái đấy rõ là M mà. M, M. Chị nhìn cái mác thật của nó ấy, là M. Còn cái mác mác với... Vâng, thì của chị Hà Trung. Chị Mùi Maria nhá. Chị Hà Trung lấy size M thì chị không lấy M, L. Không lấy M thì chị để cho chị Hà Trung nhá. Rồi ok chị An Nhiên. Chị An Nhiên là hoa trắng L này. Đây của chị An Nhiên hoa chị trắng L. Đây, Phương Minh và Trang Huyền cho em. Hương Đoàn có chưa nhỉ? Hương Đoàn chưa. Hương Đoàn XL đỏ. Trung Phụng Phụng này, đỏ và rêu XL. Rồi ok. Trang Huyền và Phương Minh cho em số nhé. Rồi ok, chị Mùi Maria để cho chị Trung rồi. Tại vì chị không mặc M mà. Đây là Trung của chị Trung Phụng Phụng. Đỏ và ZXL cộng số điện thoại cho em nhá. Trung. Rồi size XL hết rồi các chị ơi. Hết size XL rồi các chị nhá. Bây giờ mẫu em đang mặc chỉ còn L thôi ạ. Hết XL rồi chị Nguyên Ngọc Khánh nhá. Trang Nguyên Huyền hết rồi. Sóc đi chị rồi ok. Phương Minh, Trần Huyền, Trung Phụng Phụng cho em số luôn nhá. Sóc vào phông nha các chị. An Nhiên muốn lấy xỉ hay sao thế? Đâu cái hoàng gì đây nhỉ? Đây, đỏ đỏ. Phương Minh, Trần Huyền, cho em số đi ạ. À, Trang Huyền. Trang Huyền, Phương Minh, Trung Phụng Phụng cho em số nhá.
cái dây lưng. Rồi bây giờ em sẽ xả sang quần sóc và áo phông nhá chị. Trung Phụng Phụng ơi, chị đặt hai sản phẩm đi ạ, cho em số đi ạ. Ok chị Trung Phụng Phụng nhá. Trang Huyền cho em số nhá. Đang chuyển mẫu quần sóc áo phông nha chị Nguyễn Hương. Phông trắng à? Có phông trắng đá nhá. Đây các chị ơi, cực kỳ trẻ trung ạ. Mẫu áo phông này của em là phông suông nhá chị nhá. Phông suông, các chị to nhỏ đều mặc được hết. Rất là xinh luôn các chị nhá. Áo phông 65k dành cho khách hàng chia sẻ. Và quần bò là 89k. Quần bò mẫu này cũng rất là xinh. Còn mẫu này của em là có SML ấy chị nhá. Có SML, size S là 45 cân đổ lại thôi. Còn size M là khoảng 45 cân cho đến 50 cân mà cao 1m6. Còn size L thì nếu mà to nhất như em 54 cân cao 1m6 đổ lại thôi là mặc size L ấy chị nhá. Còn chị là to hơn là mặc chật. Đây ạ, comment cho em quần mã số 01. Áo phông kẻ ấy chị nhá. Áo phông này là tầm 60 cân đổ lại. Áo phông này các chị mà nhỏ mặc suông suông ấy, các chị to là mặc vừa người ấy chị nhá. Dáng suông rất là xinh luôn. Các chị lấy comment cho em phông kẻ quần cộng quần số 01 nhé chị nha. Quần 01, áo phông 65k. Còn quần là 89k nhé chị nha. Rồi ok, Linh My cứ inbox đi nhé. Hoặc khi là nhân viên gọi điện cho đơn thì em nói như vậy. Như vậy nhé, quần 89k ấy chị Bảo Uyên. Quần 89k. Quần 89k, quần này rất xinh. Quần này em chỉ còn đúng một ri thôi chị nhé. Rồi cái áo này cũng không, nếu như mà không cắm thùng thì nó là dáng suông đó chị nhá. Đây, nó là dáng suông nhá chị nhá. Đây. Áo này là dáng suông. Dáng suông nhá chị nhá. Chứ không phải là dáng vừa người đâu, chị nào thích mặc suông. Chị nào thích mặc suông hoặc cắm thùng này rất xinh. Đây ạ, dáng áo suông. Tay lỡ. Đấy. Đây chị Vũ Kim Lan. À đây, cái áo cam Taylor này còn sót một con size M á chị ạ, 69k đấy ạ. Size M là 54 cân cao 1m6 cũng vừa. 46 7 cân cho đến 54 cân cao 1m6 như em là vừa cái size M màu cam này nhá. Thì comment cho em là cam. Rồi ok, Minh Nguyệt sock L đi. Minh Nguyệt là sock L, là hết sock L. Sock bây giờ chỉ còn M thôi chị nhỉ. Cho em số nhá. Trần Huệ cho em số nhá. Lưu ly tím cam. Lưu ly tím cam là hết cam này. Lưu ly tím cam. Sóc bây giờ còn SM thôi chị nhá. Cam XL không có đâu chị Vũ Ngọc ơi. Làm nhiều cam XL đâu chị. Lưu ly tím lấy sóc L đúng không? Hết sóc L rồi nhá. Áo kẻ 65k thôi, ai lấy comment kem kẻ xanh nhé chị nhá. Mặc rất là mát, Minh rất là mát luôn. Lưu đi tìm ấy hết sóc rồi chị ơi. Hết sóc rồi nhé, hết sóc L nhé. Sóc bây giờ chỉ còn M và L, S và M ấy chị nhá. 89k, cái mẫu áo quần này rất là đẹp. Nguyễn Văn Đích một áo em đang mặc đi. Nguyễn Văn Đích. Lưu đi tìm áo phông. Lưu đi tìm một áo phông với một cái áo lúc trước áo cam đấy. Rồi ai lấy áo em mà mặc comment thêm kẻ đi chị ơi, quá rẻ luôn mà chất cực mát này, có 65k mà mặc cực kỳ trẻ trung như thế này. Cực kỳ trẻ trung như thế này nhá, 65k. Dáng suông và rất thoải mái luôn, có thể cắm thùng và bỏ suông đều đẹp nhá chị. Và quần thì 89k thôi, quần bây giờ còn size S và size M ấy chị nhá. Quần còn S và M. Quần rất xinh luôn. S và M 89k, quần áo thì 65k. Dành cho khách hàng chia sẻ đó chị nhá. Rồi kẻ sọc của Linh Anh một cái đi. Linh Anh.
Mẫu kẻ này mặc rất là trẻ trung á chị nhá, mặc cực kỳ thoải mái được. Đặc biệt là chất liệu của nó rất là mát, hàng Quảng Châu á chị nhá. Chất phông rất là mát, hàng Quảng Châu. Giá sale chỉ có 65k thôi. Có bộ gì không em? À, sock size S thì các chị mà khoảng tầm 45 cân đổ lại nhá. Áo kẻ anh Phạm ơi, cái này là có một màu xanh. Phạm Thị Nhiều. Phạm Thị Nhiều kẻ xanh, cộng số điện thoại cho em đi ạ. Phạm Thị Nhiều một cái kẻ xanh. Nguyễn Văn Đích ơi, một size mà chị ơi, cái áo này nó là một size, nó là dáng suông, được 60 cân đổ lại vừa nhá. Có áo phông nha Linh Anh. Rồi quần này là quần mã số 01 các chị nha. Vân Anh Nguyễn. Rồi Vân Anh Nguyễn một kẻ sọc đi. Linh Anh ơi, cho em số nhá chị Linh Anh. Phương Anh Nguyễn có một cái áo đang mặc chưa? Vân Anh Nguyễn có chưa? Rồi, Vân Anh Nguyễn. Phương Anh Nguyễn có chưa? Phương Anh Nguyễn thì bây giờ Phương Anh Nguyễn một cái này. Còn mỗi cái của em. Còn đúng một cái kẻ sọc các chị nhá. Chị Đặng Bảo Ngọc bây giờ mới vào, bây giờ có một cái thôi. Đặng Bảo Ngọc. Chị Bảo Ngọc lấy 5 cái nhưng mà chỉ có một thôi nhá. Hết rồi nhá. Hết cái mẫu kẻ đấy rồi nhá. Áo kẻ đấy rồi nha các chị nhá. Sang một áo phông chất cực đẹp luôn nữa chị nhá. Nha. À, chị Nguyễn Nương sóc bò chỉ còn mỗi size S và size M. Vâng, chị Phạm Thị Nhiều có chị Nhiều chị có đơn rồi ạ. Like quần rồi nhá chị Oanh Tô. Rồi sang một mẫu áo cực kỳ trẻ trung các chị nhá, cực kỳ hot luôn. Hàng Quảng Châu nhá chị, cái dây này các chị không thích có thể tháo ra. Cái dây này không thích mình có thể tháo ra được nhá chị nhá. Và mẫu này có thể cắm thùng ở mỏ xuông. Đây ạ, rất là xinh. Có thể cắm thùng ở mỏ xuông. Cái dây này theo em thì nên bỏ ra. Bởi vì nhìn nó hơi vướng, nhìn nó hơi vướng, cái dây này nhìn hơi vướng. Mẫu này mình có thể cắm thùng. Đây nhá chị. Rất là trẻ trung luôn. Cho em rút cho em một cái. Cái chất này thì nó lại cực kỳ xịn luôn nhá chị. Chất này thì nó lại cực kỳ xịn. Đây nhá chị này. Đây ạ. Hàng Quảng Châu chị nhìn thấy không? Hàng mác của nó rất là đẹp và xịn luôn. Cái này của em là hàng 280k. Nhưng mà bây giờ xả thì bằng số lẻ thôi. Là 85k á chị nhá. Xả chỉ còn 85k một áo thôi. Mà áo này để rất là hot luôn các chị nhá. À, quần jean em đang mặc đây thì chỉ còn size S và size M thôi. Mã quần này là mã của quần 01 các chị nhá. Mã quần 01 89k và áo là 85k. Ai lấy mẫu áo này comment cho em áo trắng. Có duy nhất một màu các chị nhá. Duy nhất một màu. Chất liệu phông thì dày xịn. Chất liệu phông dày xịn mát các chị nhá. Chống nhăn chống bay. Chống nhăn chống bay chống xù các chị nhá. Màu trắng. Dáng suông từ 60 cân đổ lại. Chị Đặng Bảo Ngọc 5 áo nhá. Mẫu này rất đẹp luôn, mặc cực kỳ trẻ trung, giá chỉ 85k thôi chị nhá. 85k dành cho các hàng chia sẻ 3 lần. Chị Đặng Bảo Ngọc là 5 cái đi. Nếu như các chị khách buôn, các chị nhìn là các chị biết ngay là cái hàng Quảng Châu đẹp. Thì cái mác của nó, các chị nếu mà các chị đi nhập hàng là các chị biết. Các chị đi nhập hàng là các chị biết này. Và chất nhìn như này là các chị biết ngay là hàng xịn rồi. Nhưng mà giá nhà em thì chỉ có 85k một áo thôi.
Trong khi các chị nếu như đi mua là phải giá là 280k đấy ạ. Cái dây này các chị không thích là có thể bỏ đi được nhá. Bỏ đi được. À, xóc bò thì đây em có một mẫu xóc bò nữa đây. Chị Minh Nguyệt, Minh Nguyệt được cái quần size L rồi nhá. Chị Minh Nguyệt, Minh Nguyệt đã được cái quần giống em đang mặc size L rồi nhé chị. Đấy là chị ơi, sang mã quần số 02. Cái màu này thì cực kỳ đẹp rồi. Màu này quá đẹp luôn, em chỉ còn đúng một gì thôi chị nhá. SML. SML mã này là mã anh, 02. Nhà màu em rất xả... đẹp. Quần dài giờ em không quần còn đâu chị ạ. Quần dài không hề còn. Chị nhá. Đây, mã quần này, mã quần 02 này. Bạn kém quá không xem được. Ai mạng kém không xem được các chị có thể thoát ra, thoát ra khởi động lại máy nhá. Em một áo rồi ok, long tình một cái áo trắng đi, cộng số điện thoại luôn cho em đi. Mặc áo này phải trẻ ra mấy tuổi các chị ạ? Mặc áo này phải trẻ ra 10 tuổi. Rồi long tình một cái áo trắng, áo trắng chỉ có 85k thôi chị nha, chất rất xịn luôn. Nếu như các chị băn khoăn ở cái dây này, mình có thể bỏ ra nhá. Mình có tháo cái dây này ra nhá các chị nha. Rồi còn ai lấy quần mã 02 không ạ? Mã quần SML. Mã này còn đẹp hơn cả mã em đang mặc nhá. Rất là xịn luôn. Sóc là 89k nhá chị Nguyễn Lương. Sóc 89k đây ạ. Rồi em sang một hai mã không nữa rồi nghỉ nhá các chị nhá. Minh Nguyệt áo trắng đi chị ơi. Minh Nguyệt một áo trắng. Không lấy cái áo này quá phí luôn các chị nhá. Bởi vì chất của nó rất xịn và giá thì chỉ có 85k. Quần ngố thì em không có đâu chị ơi. Ok, Nguyễn Lương này, 53 cân mã số quần 02, mặc size L nhá. Nguyễn Lương của nó size L. 53 cân đi cao mét mấy chị Nguyễn Lương ơi? 53 cân mà chị cao mét 50 là không vừa đâu nhá. Để chị xem nói chiều cao đã. Ok, Nguyễn Nương được nhá. Mặc 1m58 được. Lúc trước chị bảo là bỏ mình áo không bà. Rồi em sang một cái mã không đá cuối cùng ấy chị nhá. Chắc là mã cuối cùng này là em nghỉ thôi các chị ơi. Một mã không đá cuối cùng. Vân Anh Nguyễn áo trắng cộng... Rồi ok, Vân Anh Nguyễn áo trắng. Cái mã lúc vừa thay ra với size M này. Lấy cho chị ở chân em. Cái em vừa thay thì gặp rồi. Ừ. Ok Vân Anh Nguyễn nhá. Còn ai chưa lấy được cái áo phông đá này thì lấy nhanh tay cho em. Đây chị nhá, lấy nhanh tay cho em. Áo đá trắng 59k mặc cực kỳ đẹp luôn các chị nhá. Ờ
Sóc mã số 2 size L, sóc mã số 2 size L hết rồi chị ơi. Hết rồi. Còn ai lấy áo em đang mặc comment cho em trắng 79 với chị này, quá xinh luôn. Quá xinh luôn nhé, từ 40 cân cho đến 60 cân. Minh Nguyệt một cái đi chị ơi. Cái này quá đẹp các chị nhá. Chắc là nốt mã này em nghỉ thôi các chị ơi. Nốt mã này em nghỉ nhá. Cái này mặc rất là tôn dáng, mặc lên rất sang nhá. Minh Nguyệt một cái này, Dương Hoa một cái. Dương Hoa một cái đi. Chị Lưu Lê Tím hỏi cái gì chị ơi, áo vừa nhá. À dáng này là dáng vừa người ấy chị ơi. Áo này là dáng vừa người ấy nhá. Chị Diệu Huyền Diệu một cái đi chị. Nguyễn Yến ấy còn nhá. Chị cứ xem lại like rồi chụp ảnh gửi màn hình cho em. Chứ hôm nay em mệt lắm em không có like lại được mẫu đâu. Huyền Diệu một cái trắng chưa. Việt Quỳnh một cái đi chị. Gì? Việt Quỳnh một cái. Việt Quỳnh. Chị Ngai Trần một cái đi. Việt Quỳnh này, Ngai Trần. Oanh Tồ này cho em một chiếc này, mới một chiếc nãy chị. Rồi ôi, Oanh Tồ là một cái chiếc trắng trắng 85k này và một chiếc trắng 79 đúng không chị Oanh Tồ? Đúng thì ok lại cho em và cộng cho em số điện thoại luôn nhá, chị Oanh Tồ nhá. Chị ghi đến ai rồi? Oanh Tồ đấy. Ngai Trần đi, từ từ đấy. Ngai Trần rồi. Ngai Trần chưa? Một cái rồi. Thủy Nguyễn này, Thủy Nguyễn đi chị. Một sóc mã 01, 1m62, 49 cân. Thủy Nguyễn này. Sóc mã 01 cái lúc em mặc đúng không? Sóc mã em đang mặc đúng không? Đúng không nhỉ? Mã 01 là mã nào nhỉ? Quên. Thủy Nguyễn có đấy áo không? Thủy Nguyễn một áo đi. Chị ừ. Thủy Nguyễn ơi, comment lại cho em là quần em đang mặc hay quần nào nhá. Thủy Nguyễn một áo đá đây, 54 cân vừa. Áo cách tân rồi, chị Hà Trung em không like được nữa đâu. Trần Vượng một áo, Trần Vượng một cái trắng đi. Hết hết hết. Đây đây. Trần Vượng. Có áo trắng này quá đẹp nhá chị. Trần Vượng một cái áo trắng này. Vừa chị Trương Thương Bảo ơi, vừa nhá. Hoàng Tâm một cái áo trắng nữa này. Hoàng Tâm một cái. Lưu Ly Tím một cái. Các chị nào mới nhá thì cho em số điện thoại luôn đi. Chị ai rồi? Hoàng Tâm này, Lưu Ly Tím đi. Lưu Ly Tím này. Đàm Hằng cái cộng số điện thoại cho em chị Đàm Hằng ơi. Lưu Ly Tím này, Đàm Hằng cộng số điện thoại cho em đi ạ. Chị để Đàm Hằng để tí ghi số điện thoại luôn. Để Đàm Hằng để tí ghi số điện thoại nhá. Rồi ok, Linh Nhí một cái quần sóc giống em đang mặc 45 cân. Lấy size S đi chị ơi. Linh Nhí một cái quần bò 45 cân cộng số điện thoại luôn cho em nhé. Những ai thì chị cứ để đừng ném vào kia để gọi cho số điện thoại ghi luôn. À không có XL đá đâu. Chị Nguyễn Ngọc Khánh ơi, một size mà 60 cân đổ lại vừa. Ôi em không like cách tân đâu. Trần Vượng đá trắng có chưa? Đâu ô anh Tồ ok ở đấy chị. Ghi số điện thoại anh Tồ cho em cái. Để em bảo chị để đấy đừng ném vào để ghi số điện thoại mà. Nó thì nó về rồi. 0987 0987 này. 106630. 106630. Chú Anh Tồ đấy. Chú Anh Tồ inbox nhé. Đừng comment địa chỉ. Linh gì. À rồi ok. Chị Thủy Nguyễn là quần đang mặc thì chị mặc size M. Chị Thủy Nguyễn quần size M đi. Thủy Nguyễn quần size M. Thủy Nguyễn. Chị Thủy Nguyễn có số điện thoại chưa? Chưa có comment luôn cho em số điện thoại nhá. Trương Phương Thảo một cái chẳng có chưa nhỉ? Nguyễn Tô Hoài ơi, comment một cái gì chứ, comment rõ cho em nhé. Trương Phương Thảo một áo trắng này. Linh Lê một áo trắng, cộng số điện thoại cho em đi. Nếu chưa có số điện thoại, cộng số điện thoại cho em nhé. Cách tân là em chỉ có bán tại shop thôi, em không có like cách tân. Nếu chị có nhu cầu thì ngày tối mai em khỏe, em like, em sẽ dơ chị xem. Còn bây giờ em, giờ là em chịu luôn đấy. Nó mỗi này em cố, nó mỗi này em nghỉ đấy chị nhé. Đến Linh Lê đấy chị ơi. Linh Lê ấy, trắng 79 chưa? Rồi đây. Nguyễn Ngọc Khánh có trắng đái chưa? Nguyễn Ngọc Khánh chưa? Nguyễn Ngọc Khánh này, các chị comment mình số điện thoại luôn cho em đi. Đàm Hằng đi, Đàm Hằng đi. Đàm Hằng. Đàm Hằng một cái này. Trương Phương Thảo rồi nhá. Rồi ok, Thu Duyên. Nhân viên chốt đơn em cứ nói nhân viên như vậy thôi. Có nhá, có like tối mai. Nguyễn Ngọc Khánh rồi nhá. Phí ship cái này là do bưu điện tính tùy theo nơi. Đấy chị ở Hà Nội nó khoảng 28k đổ lại tùy theo cân nặng.
Rồi áo trắng đá của em còn 2 chiếc thôi. Chờ lấy thì nhanh tay nhá. Còn chị nào chưa cho em số điện thoại lúc giờ cho em luôn đi ạ. 79k một áo thôi Lê Thị Thủy nhá. Áo em nó mặc có 79k một áo thôi. Ai lấy comment nhanh tay cho em nhá các chị. Nhanh tay này, trắng 79 nhá. Bạch Loan một cái cộng số điện thoại luôn cho em đi ạ. Chị Bạch Loan một cái trắng cộng luôn số điện thoại cho em nhá. Bạch Loan với cả cho Nguyễn Ngọc Khánh. Nguyễn Tô Hoài một cái là hết này. Bạch Loan với ai? Nguyễn Ngọc Khánh. Nguyễn Ngọc Khánh cộng số điện thoại luôn cho em đi ạ. Nguyễn Ngọc Khánh có chưa? Đây, có áo chưa? Lấy cái áo của em này. À rồi, Nguyễn Ngọc Khánh cái áo này là hết rồi, chị Nguyễn Tô Hoài không được nhá. Chị Bạch Loan cộng số điện thoại luôn cho em đi. Những chị nào hôm nay được có một sản phẩm ở dưới 100k thì tối mai các chị chọn thêm rồi nhà em chốt luôn nhá. Áo trắng đá của Linh Nhím hình như là được rồi thì phải. Linh Lê cho số đây chị ơi. Ghi số Linh Lê đi. Linh Lê 0962 495546 5546 5546 Còn một số người chưa cho Đàm Hằng. Chị Đàm Hằng chưa cho em số nhỉ? Thủy Nguyễn nữa. Chị Đàm Hằng và chị Thủy Nguyễn đi. À Đàm Hằng đây, đọc đi, ghi đi. Chị Đàm Hằng này. Đâu, Đàm Hằng này. Đàm Hằng 0169 749 4221. Còn ai nữa? Nhiều. Chị Trương Phương Thảo. Trương Phương Thảo cho em số đi chị ơi. Thủy Nguyễn. Thủy Nguyễn nữa. Nhiều. Bạch Loan. Bạch Loan nữa. Minh Nguyệt Dương Hoa. Minh Nguyệt Dương Hoa. Minh Nguyệt và Dương Hoa. Ôi. Nguyệt Quỳnh. Tôi tất nhiên không cho số Quỳnh à. Diệu, Trần Phượng, Hoàng Tân, Lưu Ly Tím. Lưu Ly Tím là lúc giờ có đơn rồi. Chắc là có nhưng mà những ai mà chị bảo cho lại đi. Chị đây này, chị ấy đây thì chị. Thôi đời ơi, bộ quần áo em đang mặc áo hết rồi. Áo 79k, quần 89k nhưng mà hết rồi ạ. Trương Phương Thảo chị ghi đi, 0964. 0964 này, 796. 766. Thủy Nguyễn đi. Thủy Nguyễn này, 0984. Rồi. 0984 919 338. 338. Còn ai nữa? Bạch Loan. Bạch Loan à, cho sản phẩm trước rồi. Chị Đàm Hằng hình như có rồi ấy. Chị đọc tên em thử xem nào. Thủy Nguyễn. Thủy Nguyễn em vừa đọc rồi. Tự Yên Yên chị ở đây. Trương Phương Thảo có rồi. Rồi những ai mà lúc trước cho rồi thì thôi ạ. Còn những ai vừa đây chưa cho thì cho em số luôn nhé. Cho em số luôn. Rồi tất cả những chị mà mới hôm nay mới chọn được một sản phẩm dưới 100k Bạch là Loan. Nhà em có không ai không chốt đâu. Chị Bạch Loan chị cho sản phẩm trước rồi. Thì tối mai chị chọn thêm các chị nhá. Chị Lê Thị Thủy này. Dương Hoa chắc có rồi. Lê Thị Thủy có chưa? Chị Lê Thị Thủy. Huyền Diệu. Huyền Diệu có chưa? Huyền Diệu, Trần Phượng, Hoàng Tâm. Trần Phượng, Hoàng Tâm. Còn chắc Lưu Ý. Các chị còn đấy không ạ? Đàm Hằng có chưa? Chị Đàm Hằng có chưa nhỉ? Chị đọc lại tên đi. Huyền Diệu, Trần Phượng, Hoàng Tâm, Đàm Hằng. Rồi. Các chị mà em vừa đọc tên nhá. Đây, các chị này, nếu mà chưa cho em số luôn này, chị Huyền Diệu, Trần Phượng, Đàm Hằng và Hoàng Tâm. Bạch Loan có rồi, Bạch Loan chị ghi chưa? Bạch Loan có số rồi đấy. Những người còn lại là bảo có rồi thì thôi. Ghi số Bạch Loan đi. Bạch Loan. Chị Linh Nhím. Linh Nhím á, nếu em đọc rồi là chị Linh được rồi. Có rồi nhá, Bạch nhá. Chưa? Bạch Loan thì ghi đi, 0127. Bạch Loan 0127. 439 778. Rồi còn chị Đàm Hằng này, chị Hoàng Tâm, chị Trần Vượng, chị Huyền Diệu. Rồi chị Huyền Diệu tiếp này. Ghi chị Huyền Diệu đi chị ơi. Chị Huyền Diệu 0979. 0979. 786616. Chị Trần Vượng, chị Hoàng Tâm, chị Đàm Hằng. Rồi, cho rồi rồi. Chị Đàm Hằng cho rồi này. Chị Hoàng Tâm và chị Trần Vượng cho chưa ạ? Chị Hoàng Tâm và chị Trần Vượng cho số chưa ạ? Rồi thôi em hẹn các chị vào tối ngày mai nhá.
Chị Đàm, hàng mình 2 sản phẩm có chốt không? Vâng, cứ 2 sản phẩm trở lên là nhà em chốt thôi. Có các chị muốn là tối mai chọn thêm cho đủ 5 sản phẩm ấy thì là cứ báo với nhân viên nhà em nhá. Rồi mai nhân viên em sẽ gọi điện chốt đơn và các chị cứ nói với nhân viên là dồn đơn, dồn nốt tối mai hoặc là chốt luôn nhé các chị nhá. Thôi em chúc các chị ngủ ngon nhé. Cảm ơn các chị rất là nhiều ạ. Tạm biệt các chị.